giữa chúng ta đánh cuộc thượng chưa kết thúc, vì vậy, các ngươi hiện tại không thể đi, tiếp tục. Nguyên Liệt Cương theo Âm Xâm Xâm mở miệng nói. Trận đầu chúng ta chịu thua. Nghe vậy Trần Phi Mạnh nhíu mày một cái, nói. Chịu thua, nếu có thể chịu thua, như vậy chàng đánh cuộc còn có ý gì? Chơi đùa sao, có thể Đoạn Cảnh Sơn lại cư nhiên đột ngột nói như vậy, có chút tố chất thần kinh gầm nhẹ nói, mọi người nghe vậy nhìn không được đôi mắt sụt một cái. Hắn lời này, có ý tứ. Ngay mọi người đắm chìm trong câu nói này sợ hãi hàm nghĩa lúc, một giọng già nua, nhàn nhạt vang lên, nói cũng chính là chàng luận bàn khí phách tranh mà thôi, nếu là huyên náo quá, cũng không liền xong việc. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chính là Bạch Lão Tổ tự mình mở miệng. Hắn tự nhiên đã nhận thấy được tình huống bây giờ tựa hồ có chút không quá đẹp, một ít người nổi lên sát tâm. Mà nếu thật đến tai loại trình độ đó, liền quả thực sẽ rất khó thu chàng. Cũng cùng bọn chúng cái này lĩnh Nam núi võ học đại học tổ chức ước nguyện ban đầu đi ngược lại, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Vì vậy hắn mới sẽ đích thân nói ra những lời này, kỳ vọng có thể nhắc nhở một. Hai, Bạch huynh quá lo lắng, có thể có cái gì không tốt thu chàng, có thể tiếp Nguyên Liệt Cương âm lãnh thanh âm, lại cho mọi người đáp án. Đúng vậy, lấy thân phận của bọn họ địa vị, tu vi thực lực, có thể có cái gì không tốt thu chàng. Nếu đã xé rách ra mặt. Đơn giản làm càng thêm trực tiếp một tí đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, chính là hai cái mới vào tiên thiên sơ kỳ non, có thể ở hắn Nguyên Liệt Cương trước mặt, nhảy nhót vài cái. Nghĩ đến đây, hắn thẳng thắn huy tay chỉ Vương Đại Sơn, lấy một loại không gì sánh được âm trầm, âm xâm xâm giọng nói, gắt gao theo dõi hắn, chậm rãi nói ngươi lên đài, để ta làm ngươi kế tiếp đối thủ. Lời vừa nói ra, hiện trường mọi người ồ lên biến sắc. Rõ ràng Vương Đại Sơn đã bị thương nặng, không cách nào tái chiến, hắn lại cố ý còn muốn nhượng kỳ tiếp tục lên sân khấu. Và lại vẫn là cùng hắn loại này tiên thiên sơ kỳ đỉnh tái chiến. Đây không phải là rõ ràng muốn dồn người vào chỗ chết sao? Vì vậy nghe vậy thấy thế không chỉ là quanh mình này khán giả thần sắc thay đổi, ngay cả Nguyễn Thanh Tú, Bạch Lão Tổ bọn người không khỏi đôi mắt híp lại, trên mặt thần sắc hơi có chút dị dạng. Có vài người a. Xem ra là thực sự cho mặt không biết xấu hổ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm nỉ non thanh đột nhiên vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Cẩu Đông. Nghe vậy Nguyên Liệt Cương tràn đầy nếp uốn giống như cây khô ra vậy nét mặt già nua kịch liệt run run, cặp kia khàn khàn và lại âm trầm con ngươi càng bộc phát ra ngoan lệ thần sắc, bất quá, tự sau đó một khắc, trên mặt hắn thần sắc lại bỗng nhiên cứng lại rồi, tâm tình chợt biến, con ngươi co rụt lại phẫn nộ quát ở, dừng tay. Mà đang ở hắn những lời này thốt ra trong nháy mắt, trên lôi đài, vẻ mặt điên cuồng Đoạn Cảnh Sơn như là có điều cảm ứng. Phanh! Cũng chính là khi hắn nhận thấy được trong nháy mắt đó, chỉ thấy một đạo tốc độ nhanh đến kinh người bóng đen ra hiện ở bên người hắn, từ xa đến gần, một chốc, bạo lược mà đến. Một màn này khiến thần sắc hắn đại biến. Chỉ là thân ảnh kia tốc độ chân thực quá nhanh, hơn nữa căn bản bất ngờ. Chớ nói chi là hắn lúc này trọng thương dưới tình huống căn bản không cách nào tránh né. Tự sau đó một khắc, một đạo hơi lãnh đạm tuổi nhỏ khuôn mặt, cộng thêm một cái quả đấm to lớn, liền khi hắn khuôn mặt trong kinh hãi, nặng nề đập vào trên người của hắn. Oanh! Như đại địa quy liệt nặng nề thanh đang lúc mọi người bên tai mệt mỏi vang lên, nhất thời tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn kia. Trên lôi đài, một vị quần áo hắc sam nam tử trẻ tuổi thân ảnh mơ hồ. Toàn thân tràn ngập nhìn bằng mắt thường không được, nhưng chân thực có thể cảm thụ được khiến người da đầu tê dại khí thế, hung hăng nặng đè xuống, rơi vào vẻ mặt hoảng sợ Đoạn Cảnh Sơn trên người. Cái này, đây là... Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn một màn này. Ngay cả Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú cùng với Bạch Lão Tổ đều vô ý thức đôi mắt xẹt qua một tia tinh mang, có chút khó có thể tin cùng vô cùng kinh ngạc nhìn trên lôi đài nam tử trẻ tuổi kia. Phanh! Lại là một đạo trầm muộn tiếng vang nổ lên, quần áo hắc sam nam tử trẻ tuổi bất ngờ đã một chân đạp đi, dẫm ở vẻ mặt dữ tợn Đoạn Cảnh Sơn đầu trên, người sau trong miệng phát sinh thanh âm ô ô, một đỏ mặt lên. Oanh! Mà ở nhìn thấy một màn này, một đạo làm người ta kinh hãi gần chết đáng sợ khí thế điên cuồng tuôn ra Nguyên Liệt Cương già nua trong cơ thể, chỉ thấy thứ nhất song khàn khàn đôi mắt hung tợn chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Không gì sánh được điềm nhiên nói tiểu tử, ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết. Hiện tại, ngay tức khắc cút ngay cho ta. Đồng thời cả người hắn lúc này cũng đã động, hóa thành một đạo bay nhanh hắc mang bạo lực hướng trên lôi đài Trần Phi, tốc độ cực nhanh,
cũng mà còn có một già nua, bàn tay gầy guộc rồi đột nhiên lộ ra, một luồng sợi màu đen khí lưu ở phía trên ngọa nguậy, cực kỳ đáng sợ. Thế mà bị như vậy khí thế kinh khủng tập trung dưới, Trần Phi lại phảng phất như không nghe thấy, chỉ là vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, lãnh nhàn nhạt đang nhìn mình dưới chân Trương đang ở ăn đất dữ tợn khuôn mặt, tuét miệng cười nói mới vừa rồi là ngươi nói, trận này đánh cuộc không có khả năng chịu thua. Thế mà hắn người như thế xúc nụ cười vô hại, lại hợp với bình thản giọng nói, nếu không không làm cho lòng người bình tĩnh trở lại, dù thế nào để cho bọn họ mỗi một người đều mắt thường có thể thấy được sợ hãi lên, da đầu tê dần, con ngươi run rẩy hít một hơi lương khí. Thậm chí không chỉ là bọn họ, ngay cả lúc này bị Trần Phi dẫm ở dưới chân Đoạn Cảnh Sơn, đều bỗng nhiên thân thể có chút cứng đờ, chợt phát lạnh. Ngươi muốn làm gì, dừng tay cho ta. Ngay cả Nguyên Liệt Cương ở nghe nói như thế, loại giọng nói này, cũng không nhịn được nhất thời hết hồn lên, con ngươi mạnh co rụt lại, chợt thần sắc hắng giọng chí cực phẫn nộ quát. Nhưng mà kế tiếp, hắn cặp kia khàn khàn, già nua con ngươi lại theo tiếp theo xiếp, trong tầm nhìn nhìn thấy nào đó tràng cảnh, mà mạnh cứng lại rồi. Trần Phi giơ tay lên, hung hăng đánh xuống. Nếu không có khả năng chịu thua, vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu chủ trì. Cho mặt không biết xấu hổ gì đó. Run rẩy trong tầm nhìn, tiếp theo xiếp bất ngờ tiên huyết văng khắp nơi. Bỗng nhiên, chính Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh vắng vẻ không tiếng động, phảng phất liên phong đều ở đây một chốc động lại. Hầu như tất cả mọi người mặt mang kinh khủng nhìn tinh thiết đổ bê tông trên lôi đài, một mặt mang nồng nặc không dám tin trung niên nhân thân thể, ở tầm mắt của bọn họ nội, từ từ mềm nằm sấp sụt xuống phía dưới, ngã vào trên lôi đài, phát sinh rất nhỏ trầm muộn tiếng vang. Có thể thanh âm kia lại dường như ở hung hăng đánh tim của bọn họ, làm bọn hắn chợt đôi mắt co rút lại lên, hô hấp dồn dập. Cái này, Bạch Bân, Bùi đội trưởng cùng với đông đảo người đờ đẫn nhìn một màn này, nhìn đã mất đi sinh cơ Đoạn Cảnh Sơn thi thể, nhịn không được cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng kinh hãi gần chết. Muốn, phải biết rằng đây chính là Đoạn Cảnh Sơn A. Hóa đạo ổ đời trước đệ tử kiệt xuất nhất truyền thụ. Hôm nay càng đạt tới tiên thiên cái loại này cao độ, hạng thân phận tôn quý, hạng địa vị cao thượng. Nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên thật bị người một trưởng đánh chết. Nhất thời hầu như tất cả mọi người biểu tình khó khăn nuốt hớp nước miếng, sau đó lần thứ hai nhìn phía trên lôi đài, quần áo hắc sam tuổi nhỏ người bóng lưng lúc, đã nhãn thần hiện ra đến nồng nặc sợ hãi, cùng với khó có thể tin. Cái này, người này đến tột cùng lá gan là bao lớn. Dưới tình huống như vậy, hắn cư nhiên cũng dám giết. Chẳng lẽ hắn là thật muốn cùng hóa đao ổ dở mặt? Có thể phải biết rằng, Nguyên Liệt Cương lão già kia thế nhưng còn ở chỗ này đây. Đây chính là một vị tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Đến mức trước có lá gan dám can đảm trêu chọc Trần Phi Chiêm thị huynh đệ, lúc này từ lâu nhãn thần ngây dại ra, ngay cả chiêm hổ cái loại này thiên chi kiêu tử lúc này trong ánh mắt, đều tràn ngập sợ hãi thật sâu. Lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy nồng nặc bất an, cùng với run. Dù sao, liền bọn họ hóa đạo ổ Đoạn Cảnh Sơn đoàn lão tổ cái loại này tiên thiên cường giả, đối phương mắt đều không nháy mắt, nói giết sẽ giết, vậy hắn chiêm hổ coi là vật gì vậy? Sợ rằng thí cũng không coi là một cái đi. Oanh! Mà nhưng vào lúc này, tiếp theo xiếp, trên lôi đài chợt nhấc lên một đạo làm người ta màng tai tạc liệt nổ vang, chỉ thấy một già nua, bàn tay gầy guộc rồi đột nhiên lộ ra. Từ trên xuống dưới, dắt cuốn khủng bố làm cho khí thế, cùng với một luồng sợi nhúc nhích hắc khí áp sập xuống, nghiền hướng Trần Phi, sát ý vô cùng. Chỉ thấy Nguyên Liệt Cương gương mặt già nua kia trên thần sắc sớm bị sâu đậm lửa giận, cùng với không gì sánh được dữ tợn thay thế. Thanh âm của hắn tràn đầy bạo ngược khí tức, cả người sát khí do như thực chất vậy bao phủ ra, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, gào thét nói cẩu vật, dám đụng đến ta hóa đao ổ người. Ta hôm nay muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn lúc này nhãn thần dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà không gì sánh được kịch liệt run rẩy, bởi vì hắn là thật không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ tàn nhẫn như vậy, không một lời hợp liền trực tiếp hạ sát thủ, làm thịt Đoạn Cảnh Sơn. Mà một vị tiên thiên sơ kỳ cường giả tổn thất, mặc dù là đối với bọn hắn hóa đạo ổ, cũng là thiên đại, thương gân động cốt. Vì vậy hắn phải làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu, để mạng lại điên. Xem ra ngươi thật đã cho ta Trần Phi, sợ ngươi. Có thể nghe nói Trần Phi lại lãnh lệ cười, khí thế xoay mình phồng. Hình ý quyền hổ hình, hổ bào. Sau một khắc,
Màng nhĩ mọi người phảng phất là đều phải bị đánh rách tả tơi vậy, ở trong lòng bọn họ mơ hồ cảm giác được một vua bách thú mãnh hổ thú khiếu sơn lâm tiếng gào thét, đột ngột nhộn nhạo. Trần Phi hai tay hai chân tất cả phục trên mặt đất, làm ra giống trạng thái, sau đó bỗng nhiên xoay thắt lưng đứng dậy một quyền oanh đập ra. Thật giống như mãnh hổ đi săn lúc giơ lên móng vuốt đập xuống vậy. Nhất thời một đáng sợ cương mãnh quyền kình mà xuất hiện, quấn vòng quanh nguyên liệt cương trên bàn tay một luồng sợi nhúc nhích hắc khí, cư nhiên cứng rắn bị đánh tan non nửa. Cái gì? Thấy tình cảnh này, nguyên liệt cương khàn khàn đôi mắt hơi nhãn thần dùng mình, lại không nghĩ rằng Trần Phi từng tuổi này người cư nhiên có thể đánh ra như vậy cương mãnh một quyền, trước hắn là có chút coi thường. Nhất thời hắn một trưởng này cải biến quỹ tích, cùng Trần Phi quả đấm mãnh liệt đánh vào cùng nhau, một đáng sợ sóng xung kích lập tức điên cuồng khuếch tán ra. Mọi người nhất thời có chút hoảng sợ phát hiện, tinh thiết đổ bê tông, tối trọng yếu là bị Bạch lão tổ sớm bố trí cao trận pháp lôi đài, lúc này cư nhiên hình như có chút không chịu nổi cái loại này đáng sợ ba động, mà kịch liệt vô cùng run rẩy, thậm chí ngay cả mang theo dao động dưới chân bọn họ thổ địa. Loại này làm cho tràng cảnh, tự nhiên làm hắn thất kinh. Nguyên lai đây chính là tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả lực lượng chân chính. Chỉ là tiểu tử kia cư nhiên có thể không rơi nhập bất luận cái gì hạ phong. Đáng chết, hắn đến tột cùng có bao nhiêu sao cường. Bang bang phanh. Theo sát mà lại là liên tiếp lùi trầm thấp nổ đùng tiếng vang lên, mọi người nhịn không được vang lên tảng lớn cũng hút lương khí có tiếng. Bởi vì ngay vừa rồi hai người giao kích, lại lui ra sau, tiếp theo xiếp, Trần Phi cư nhiên chủ động xuất kích, hai chân trà chấm đất mặt, họa xuất sâu đậm vết tích. Một đôi quả đấm nếu như kinh khủng lũy đá vậy bão tố đập hướng đối phương, ngay cả không khí đều kích tạo nên tiếng nổ mạnh. Theo sát mà lại là phịch một tiếng, Trần Phi một cước hung hăng đá ra, dường như lũy đá vậy trầm trọng vô cùng đánh vào đối phương phòng thủ song trường trên, kích động khởi chấn động ba động, khiến người sau ít nói lui về sau 7-8 bộ. Mà ở thấy tình cảnh này, vô luận là Thanh Khâu Tiên Thiên Cường giả Nguyễn Thanh Tú, hay hoặc là Bạch lão tổ bực này kinh khủng lão gia này, đều có chút rung động trước mắt một màn này. Không nghĩ tới Trần Phi loại này thanh niên nhân, cư nhiên có thể mạnh như vậy, liên nguyên liệt cương đều bị hắn áp chế. Nhìn nữa trên lôi đài, Trần Phi một cước đem đối phương đạp bay sau, cũng không có đang làm truy kích, mà là mặt như biểu tình chăm chú nhìn đối phương, cũng không nói, chỉ là khí thế, thần sắc đều có chút thiên lãnh. Nếu đều đã xé rách ra mặt, vậy hắn tự nhiên cũng không cần xoay nhăn nhó bóp, trang cái gì chàng diện. Ai kêu đối phương như thế cho mặt không biết xấu hổ ni. Ha ha, tốt, tốt. Lôi đài một bên kia, nguyên liệt cương còng lưng thân thể, vỗ tay một cái trên cánh tay có chút ộ uế ống tay áo, chợt ngữ điệu càng lúc càng vung lên. Hắn ngẩng đầu, cặp kia khàn khàn, âm sâm sâm con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cũng rốt cục mọc lên lau một cái ngưng trọng ba động. Trách không được từ đầu tới đuôi ngươi còn không sợ ta, nguyên lai, là thật có thực lực như vậy a. Hắn ngữ điệu nghe có chút dị dạng lại có một ít cảm thán. Dù sao trước đó, hắn là xác xác thật thật, thực sự không nghĩ tới Trần Phi có thể có mạnh như vậy, có thể đi đến loại trình độ này. Dù sao 26-27 tuổi tiên thiên sơ kỳ, cái này đã cũng đủ dọa người, mà 26-27 tuổi tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Cái này chỉ là ngẫm lại, cũng đủ để cho ra đầu tê dại. Vì vậy nếu là có tuyển trạch, trước hắn chắc chắn sẽ không nguyện ý đắc tội loại quái vật này vậy tuổi nhỏ người. Nhưng bây giờ, sống núi cũng đã kết. Răng rắc. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn một nhanh, tay nhất chiêu, nhất thời bản im ắng nằm ở đoạn cảnh sơn trên thi thể hung đao hắc tuyền, lập tức thần tốc phiêu bay đến trong tay của hắn. Mà đem hung đao xuất hiện ở hắn lòng bàn tay sau, cả người hắn khí thế cũng thay đổi, trở nên băng lãnh, trở nên áp chế. Càng có một loại làm người ta đè nén muốn bóp ở cổ họng mình hung binh sát khí, so với trước ở đoạn cảnh sơn trong tay đáng sợ hơn bạo phát ra. Nhất thời trên lôi đài biên giới mơ hồ truyền đến tiếng rắc rắc, trận pháp cư nhiên tét. Đáng chết! Thấy tình cảnh này, dù là Bạch lão tổ cũng không nhìn được hơi biến sắc, chợt thanh âm khàn khàn ở cả tòa đỉnh núi tuyệt đỉnh quanh quẩn nửa bước tiên thiên dưới toàn bộ ly khai, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Hiển nhiên nơi tay cầm hung đao hắc tuyền loại này hung khí sau, nguyên liệt cương lão già này thực lực lại xoay mình tăng một mảng lớn, liền hắn đều không thể coi như không quan trọng, thấy rất mạnh. Cái gì? Nhất thời cả đám không gì sánh được sợ hãi, thất thanh nhìn một màn này,
không nghĩ tới cư nhiên thực sự sẽ phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Loại tràng diện này chân thực quá chấn động lòng người, liền Bạch Gia Bạch lão tổ đều sắc mặt ngưng trọng, có thể nghĩ, tình thế đã nghiêm trọng đến trình độ nào. Nhất thời không ít người thông minh đã hốt hoảng bắt đầu rút lui, bởi vì Bạch lão tổ không cần thiết lừa dối bọn họ. Phàm là nửa bước tiên thiên dưới, nếu là còn chết dựa vào cái này không đi, vậy cũng chỉ có thể tự gánh lấy hậu quả. Có thể ở nhìn thấy đáng sợ như thế, thậm chí có một ít chấn động nhân tâm tràng cảnh, Bạch lão tổ đều tự mình mặt không thay đổi đều đi tới bên lôi đài, ra trì trận pháp. Trần Phi còn là vẻ mặt lãnh đạm nhìn dáng vẻ bệ vệ ngập trời thương lão thân ảnh, bên mép loan theo cười nhạt. Khoe khoang xong chúng ta cứ tiếp tục được không, xin lỗi ta hình như không tâm tư gì cùng ngươi ở lề mề. Hắn tiếp nhìn đối phương vẻ mặt lãnh đạm nói, cổ tay nhiều hơn lau một cái diễm quang. Ha ha, nhàn nhạt nhúc nhích làm cho trong hắc khí, Nguyên Liệt Cương một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt có khàn giọng cười nhạt tiếng vang lên. Hắn cứ như vậy ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Trần Phi, giống như cây khô ra vậy nếp uốn nét mặt già nua từ từ lộ ra lau một cái vẻ châm chọc. Hắn ngạo nghễ nói tiểu tử, ta tuy rằng thừa nhận ngươi rất quái lạ vật, thế nhưng, ngươi lại không nên nhượng ta cầm lấy cái chuôi này hung đao. Ngón tay hắn chậm rãi ở hung đao hắc tuyền trên chuôi đao vuốt ve, thật giống như thật là cái gì âu yếm đồ chơi. Trên thân đao nhàn nhạt văn lộ, phảng phất chính mình quỷ dị năng lượng, khiến máu của hắn chảy ra tốc, già nua gương mặt cũng theo trở nên dữ tợn, đỏ lên. Ngươi biết không, ta nếu là cầm lấy cây đao này, sức chiến đấu ít nói có thể tăng trưởng gấp đôi. Mà loại trình độ đó, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn cười như điên nói. T. Mà một số ít chưa tới kịp rút lui người, đang nghe trong miệng hắn lời như vậy, nhất thời nhìn không được vẻ mặt kinh hãi, da đầu tê dại lên. Bởi vì sức chiến đấu có thể tăng trưởng gấp đôi, đó là cái gì khái niệm? Mượn hắn Nguyên Liệt Cương đến nêu ví dụ, sợ rằng tối thiểu cũng có thể sánh ngang tiên thiên trung kỳ đi. Đây chính là cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ A, coi như phóng nhãn lĩnh nam núi lớn, thậm chí cả tòa võ lâm, có thể có mấy người. Phải. Thế mà đối với lần này Trần Phi lại cư nhiên giống như không nghe thấy, ngược lại là cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, từ từ xẹt qua lau một cái rung động vẻ. Hắn theo cong lên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn phía đối phương, lạnh lùng cười nói ngươi nếu là thật có bản lãnh kia nói, tự thử xem. Tiểu tạp toái. Vậy như ngươi mong muốn. Mà đang nghe Trần Phi như vậy có trào phúng tính chất ngôn ngữ, và ngữ điệu, nhất thời Nguyên Liệt Cương một gương mặt già nua hắng giọng lên, trong sát na âm trầm tới cực điểm, lồng ngực bị lửa giận đốt, nồng nặc kinh người sát khí theo sát mà từ hắn run rẩy trong thân thể bao phủ ra, tầng tầng tăng vọt. Hôm nay, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, hắn hóa thành một đạo hắc mang lược ra. Oanh! Nguyên Liệt Cương già nua, tay khô héo cầm lấy chuôi này hung đao hắc tuyền. Đơn bạc còng xuống thân thể ở khiến người ra đầu tê dại sát khí làm nổi bật dưới, bạo phát ra lăng liệt kinh người đáng sợ khí thế. Hung đao hắc tuyền trên, lau một cái màn yêu dị cái bóng như dương nanh múa vuốt vậy dãy giụa, làm người ta không tự chủ cảm giác có chút tóc gáy dựng đứng. Cây đao này, mà Trần Phi đang nhìn cây đao kia, kìm lòng không đậu cặp kia đen kịt con ngươi lướt qua nồng nặc vẻ kinh dị. Tuy nói hắn đã sớm đã nhìn ra cây đao kia không đơn giản. Tất nhiên là trong truyền thừa bên trong tu chân giới này những người tu chân mới có thể rèn đi ra bảo vật, nhưng bây giờ cây đao kia có ba động, cũng vẫn còn có chút dọa người, mặc dù là ở pháp khí cái loại này tầng thứ khủng bố đồ vật trong, chỉ sợ cũng không có thể đủ coi là làm là bình thường. Mà nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt Cương đã cầm hung đao kéo tới, lau một cái hàn mang dung chuyển ở trên trời khuê núi tuyệt đỉnh, sát khí hướng tiêu, quấy thẳng tới trời cao, cực kỳ kinh người. Đừng tưởng rằng có chút thiên phú là có thể tùy ý làm bậy, ở trong mắt ta, ngươi kỳ thực cũng liền chỉ là cái hơi chút khó khăn đã giải quyết giờ đích thực phiền phức mà thôi, có thể nhảy nhót vài cái. Mà ở cuồng phong sậu vũ đáng sợ trong tập kích, Nguyên Liệt Cương lạnh lùng châm chọc thanh truyền đến, vẻ mặt chẳng đáng. Quả thật, Trần Phi từng tuổi này, thiên tư cố nhiên làm người ta sợ hãi than, có thể dù sao vẫn là tuổi quá nhỏ, xa xa không lớn lên. Trong mắt hắn cũng chính là cái thoáng khó có thể giải quyết giờ phiền phức mà thôi, coi là cái gì. Phải. Nghe vậy rất khó được, Trần Phi cũng không có ngôn từ sắc bén bác kích trở lại, mà là vẻn vẹn chỉ là cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, từ từ tuôn ra lau một cái rung động, cùng với trong cơ thể máu dần dần sôi trào lên. Tìm hồi lâu mong muốn đá mài đao, hôm nay,
tựa hồ rốt cục nhượng hắn được như nguyện. Vậy nhìn ta một chút có thể hay không cho ngươi thất vọng đi. Tiếp theo xiếp, khóe miệng hắn hơi vẽ bề ngoài theo một nụ cười sáng lạng, chợt toàn bộ thân thể nội chợt quanh quẩn khởi một cổ cường đại cương mãnh ba động, cả người cơ thể mạnh buộc chặt, nhãn thần ngoan lệ. Mà đang ở cái này một chốc, một không hiểu sắc bén khí tức đấu phồng, nhảy lên thượng vân vô ích. Hình ý quyền ưng hình, tê kim chảo. Chỉ thấy Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại xoay thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung theo, một tay đặt thân thể hậu phương, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc trương đến cùng nhau, đột ngột trong lòng mọi người lại phảng phất hiện ra thương khung hùng ưng xé rách vân tiêu hú gọi. Tay móng theo sát mà xé đi ra ngoài, thật giống như hùng ưng đang ở hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vồ, móng vuốt có thể xé rách kim thiết vậy. Siêu. Nhất thời Nguyên Liệt Cương đôi mắt hơi rụt một cái, nhìn gào thét mà đến Trần Phi lợi chảo, trong tay bỗng nhiên nắm thật chặt trong tay hung đao hắc tuyền, bàn chân một bước, thân hình dĩ nhiên là bạo hướng dựng lên. Ùm ùm. Nhất thời sau một khắc một đạo đáng sợ đinh tai nhức óc giao kích tiếng vang lên, vô luận là bên cạnh lôi đài Bạch lão tổ, hay hoặc là đứng ở càng xa xa Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú đám người, đều ở đây trong sát na màng tai như hung hăng chấn động một chút, cái loại cảm giác này rất khó chịu. Sau đó chỉ thấy trên lôi đài hai đạo thân ảnh kia mạnh nổ tung, phân thối lui đến hai cái phương hướng, Nguyên Liệt Cương cầm trong tay hung đao hắc tuyển nhãn thần âm lãnh, nhìn Trần Phi lãnh đạm nói cái này sẽ là của ngươi thực lực. Không chịu nổi một kích nha. Tí tách, tí tách. Trái lại lôi đài bên kia Trần Phi, mặt không biểu tình, nhãn thần lóe ra, một tay hơi có chút vô lực rũ xuống bên hông, đầu ngón tay thong thả hạ vài giọt giọt máu. Nhưng mà kế tiếp hắn rồi lại cả người vi cung. Mạnh lược ra, từ trong cơ thể có lần thứ hai tuôn ra một loại cương mãnh bá đạo dã tính khí tức, thật giống như vua bách thú mãnh hổ xuống núi vậy, quyền như hổ trường, dắt núi cao xu thế, nặng nề hạ xuống hình ý quyền hổ hình, hổ bào. Mà một quyền này có thể sánh bằng vừa rồi một chảo uy thế làm cho hơn, thậm chí ngay cả quanh mình không khí đều rung động, Nguyên Liệt Cương thân thể chu vi, một luồng sợi nhúc nhích hắc sắc khí lưu, như là gặp cái gì đáng sợ sự vật. Điên cuồng rằng co, tiêu tán hơn phân nửa. Một quyền này hướng về phía đối phương đầu hung hăng đập tới. Răng rắc. Bên lôi đài trên Bạch lão tổ chân mày mạnh một trọi, bởi vì, trận pháp lại có một ít tan vỡ. Không biết cái gọi tiểu tạp toái. Muốn chết. Có thể thấy tình cảnh này Nguyên Liệt Cương trương thương trên khuôn mặt già nua, mặc cho nhưng mà không có chút nào kiêng kỵ, vẻ ngưng trọng, ngược lại là trong tay hung đao hắc tuyển đưa ngang một cái. Lau một cái nhàn nhạt hắc khí mang tất cả, cư nhiên tự lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành vô hình lại cực kỳ cây Ethiota người uy áp, nhất thời hướng về phía trước hung hăng quét tới, sau đó hắn còn càng một đao theo đi tới. Trong không khí ẩn có vết đao. Giống. Trong thoáng chốc, từ hung đao hắc tuyển trên hiện ra tới Ethiota nhân tâm phách khí thế, cư nhiên trong tầm mắt mọi người hình như ngưng tụ thành mọi người dương nanh múa vuốt, tiếng rít gào thét hắc sắc tiểu quỷ. Bọn họ quanh thân vây quanh mà nồng nặc sát khí, hình như là từ vạn người trong hố bỏ ra, rậm rạp sao hướng về Trần Phi bao phủ. Thế mà Trần Phi nhưng thật giống như hoàn toàn không có cảm thụ được này đáng sợ sát khí hư vô tồn tại vậy, cả người cúi đầu, hai tay hai chân phủ, trong miệng như có như không phát sinh gầm nhẹ. Bất ngờ làm cho cảm giác đã chân chính hóa thân trở thành một đầu gào thét sơn lâm mãnh hổ thú vương, khí thế bừng bừng phấn chấn. Trong thoáng chốc sát khí cùng với Nguyên Liệt Cương một đao kia thoáng qua cho đến, càng ngày càng gần, một quyền này của hắn cũng càng ngày càng mạnh, uy thế càng ngày càng kinh người. Oanh! Ung ung, ung ung! Rốt cục, tự sau đó một khắc, song phương lại một lần nữa hung hăng giao kích cùng một chỗ. Mà lần này hai đại quái vật vậy trùng kích, lại có vẻ càng thêm làm cho, tăng thêm sự kinh khủng. Quay chung quanh ở giữa lôi đài dâng lên một long quyển, cực kỳ kinh người. Ngay cả bên cạnh lôi đài trận pháp tựa hồ cũng nhanh không kiên trì nổi, điên cuồng phát sinh bùm bùm tiếng vang, chói tai đến cực điểm. Đáng chết, hai người này, thấy thế dù là Bạch lão tổ cũng không nhìn được hung hăng nhíu mày một cái, chợt mặt không biểu tình từ trong lòng lần thứ hai rút ra một thanh ngân sắc lá cờ nhỏ, đưa tay vung, nhất thời lá cờ nhỏ đón gió phấp phới, hóa thành lau một cái thần bí ngân mang đem nghiền nát khu vực che đậy ở. Sau đó, trận kia pháp tan tác dấu hiệu. Rốt cục dừng lại, chậm rãi lại hồi phục trước ổn định. Có thể tuy rằng trận pháp tan tác giống đã ổn định lại, nhưng lúc này còn ở lại Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh mọi người ba đào lăn lộn nội tâm, lại xa xa không có biện pháp chấn định lại.
thậm chí ngay cả tiên thiên cường giả, cũng giống như vậy. Nguyễn Sư Thúc, bọn họ. Trong đám người, ảnh tiên vũ mặt cười sững sờ ngơ ngác nhìn trên lôi đài. Dù là lấy vậy thuần túy tính tình, ở chính mắt thấy như vậy một hồi có thể nói là chấn động đối chiến, cũng còn là phải phát ra từ nội tâm cảm thấy rung động, cùng sợ hãi than. Bởi vì lấy trình tự, tuy rằng không tiên thiên, nhưng bây giờ loại tình huống này sợ rằng chỉ cần không phải người mù, đều có thể đủ nhìn ra, trên lôi đài hai người kia, chân thực quá mạnh mẽ, cường đến làm người ta giận sôi. Ít nói nếu so với trước, Vương Đại Sơn cùng Đoạn Cảnh Sơn đối chiến khủng bố mấy lần. Có thể ở hắn một lòng khiếu như vậy rung động đồng thời, cặp kia thuần túy đôi mắt đẹp, lại không tự chủ được vô ý thức hướng về trên lôi đài, cái kia quần áo hắc sam tuổi nhỏ thân ảnh nhìn lại, hơi có chút thất thần. Hắn hình như cùng ta không sai biệt lắm đại ni, nhưng vì cái gì, cư nhiên có thể lợi hại như vậy, ngay cả mặt mũi đúng như vậy cường đại cường giả, đều có thể đủ không rơi nhập hạ phong. Như một cục đá ở trong lúc lơ đảng liên tục hai lần rơi vào cổ kim không sóng mặt hồ, nhấc lên một tia rung động. Trên lôi đài, hai đại có thể nói là quái vật cấp bậc tên, làm người ta mí mắt co giật đối chiến còn đang điên cuồng tiếp tục. Nguyên Liệt Cương cầm trong tay hung đao Hắc Tuyền, thực sự là rất mạnh, bởi vì hắn đã hoàn toàn vượt qua tiên thiên sơ kỳ đỉnh loại thực lực đó giới hạn, vì vậy từ đầu tới đuôi, hắn đều vẫn áp chế Trần Phi đang đánh. Người sau đã rõ ràng rơi vào hạ phong. Thương! Lại là một đao hung hăng chém lui Trần Phi sau, Nguyên Liệt Cương nếp uốn gắn đầy già nua khuôn mặt trên lộ ra cười nhạt, một đôi mắt tràn đầy trào phúng, nhìn Trần Phi nói không phải mới vừa rất miệng cứng rắn sao. Hiện tại thế nào, ngươi cho là ngươi thật là có tư cách cùng ta Nguyên Liệt Cương chống lại. Liên tiếp ba mang theo không gì sánh được trào phúng ngữ khí chất vấn, tựa hồ thật giống như hắn đã đặt tuyệt đối thắng lợi cơ sở vậy. Bất quá có thể ngoại trừ Trần Phi ở ngoài, những người khác đều là muốn như vậy. Bởi vì cầm trong tay hung đao Hắc Tuyền Nguyên Liệt Cương chân thực quá mạnh mẽ, thậm chí cường đã có một ít làm người ta giận sôi, có thể so với tiên thiên trung kỳ cường giả, thực lực như vậy ai có thể chống lại. Không nói lời nào, không nói lời nào là có thể thắng ta sao? Tiểu tạp toái, đừng ngây thơ, ngày hôm nay ngươi đã định trước sẽ chết ở chỗ này, cho chúng ta hóa đao ổ người, đền mạng. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên không trả lời hắn, không có được trong lòng muốn có được sướng thoải mái cảm, Nguyên Liệt Cương bỗng nhiên nhãn thần trầm xuống, trong mắt lau một cái hàn mang hiện ra, trong tay hung đao Hắc Tuyền nhất thời bị huy động ra một loại phức tạp, quỷ dị độ cung. Là hóa đao ổ sóng biển liên hoàn đao. Mà ở nhìn thấy cái loại này đao pháp khởi thủ thế, Thanh Khâu Tiên Thiên Cường giả Nguyễn Thanh Tú sắc mặt hơi đổi một chút. Sóng biển liên hoàn đao, có người nói cùng sở hữu 11 đao thế, liên hoàn thi triển ra ngay cả tiểu sơn đều có thể đủ chém nửa đoạn xuống tới, đủ để có thể thấy được đao pháp này là có cỡ nào cường, liên hắn loại này bối cảnh tiên thiên cường giả đều kiêng kỵ thâm hậu, gặp vẻ thay đổi. Xem ra đối phương đây là thật chuẩn bị một chút sát thủ a. Tiểu tạp toái, ta xem ngươi có thể tiếp được ta đây sóng biển liên hoàn đao vài thức. Kèm theo Nguyên Liệt Cương một tiếng gầm lên, mọi người trong tầm nhìn bất ngờ hiện ra hắc sắc đao ảnh, liên miên bất tuyệt như kinh đào hãi lãng vậy, mãnh liệt rớt xuống, hình như hoàn toàn không để cho người phản kích hoặc ngăn trở cơ hội vậy, một sóng đón một sóng, một đao tiếp theo một đao kéo tới. Toàn bộ Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh những người còn lại đều vào thời khắc này cảm giác được một loại áp lực, thấy lạnh cả người, từ gan bàn chân xông thẳng thiên linh cái, hoàn toàn trái tim co quắp, da đầu tê dại. Bởi vì, này loại đao thế chân thực quá mạnh mẽ, làm cho hít thở không thông, làm cho tuyệt vọng. Loại trình độ này làm sao có thể ngăn trở. T. Hung đao Hắc Tuyền dắt kinh khủng kia đao thế tịch quyển toàn bộ lôi đài. Mọi người hoàn toàn sợ. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên trong lúc mơ hồ có người ngẩng đầu, nhãn thần không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, bởi vì bọn họ tựa hồ nghe đến, từ nơi đó hình như có một nặng nề dường như hỏa sơn bạo phát vậy thanh âm, rồi đột nhiên nổ khởi. Cái này, dù là Bạch lão tổ cũng hơi biến sắc, một đôi sắc bén con người mạnh quang hướng trên lôi đài. Ung ung long, mà đang ở tiếp theo xiếp, như nộ hải phong ba vậy tiếng sấm chợt vang lên. Nhuộm sau mọi người liền vẻ mặt kinh hãi, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, tại nơi trên lôi đài, nguyên bản bị sóng biển liên hoàn đao bao phủ dưới tất cả, cư nhiên chẳng biết lúc nào, lúc này không ngờ bị lau một cái đỏ đậm diễm quang thay thế. Trong sát na tịch quyển tất cả. Đó là cái gì?
Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn một màn này. Sao, làm sao có thể? Ngay cả cũng chợt biến sắc, vẻ mặt sợ hãi. Nhưng mà kế tiếp, bọn họ lại rốt cục thấy rõ ràng. Tại nơi cường thế tịch quyển hết thảy đỏ đậm diễm quang dưới, lau một cái ngang dương kiếm khí chính bỗng nhiên ngẩng đầu, rất có bốn chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm, đồ vật nam phong phiêu phù ở đạo kia quần áo hắc sam người tuổi trẻ chu vi. T. Một tảng lớn cũng hút lương khí thanh âm vang lên, tất cả mọi người nhãn thần dại ra, không gì sánh được thất thần nhìn quần áo hắc sam tuổi còn trẻ thân ảnh. Con người nội tràn đầy rung động màu sắc. Hồ tương đương. Mà nhưng vào lúc này, mọi người bên tai bỗng vang lên một đạo phun ra chọc khí thanh âm. Theo chỉ thấy quần áo hắc sam tuổi còn trẻ thân ảnh, vì khẽ nâng lên đầu, lộ ra mặt của hắn bàng, cùng với cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, theo có chút tự oán cùng với trong trẻo nhưng lạnh lùng dù gì nói xem ra không xuất ra bản lĩnh thật sự đánh với ngươi. Phải không đi à? Đây tột cùng là Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, mọi người vô luận là Bạch Bân, Chiêm Hổ loại này nửa bước tiên thiên, hay hoặc là Nguyễn Thanh Tú, Bạch Lão Tổ loại này các đại biển hiệu tiên thiên cường giả, cũng không có so với Mục Trừng khẩu ngốc, thần sắc quỷ dị nhìn vây quanh Trần Phi chu vi bốn chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm, cùng với trong ẩn chứa khủng bố kiếm khí. Một đám sắc mặt đều rất đặc sắc. Bởi vì tuy nói bọn họ không biết hừng hực thiêu đốt hỏa diễm trong lúc đó, đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Có thể từ trước Nguyên Liệt Cương cầm trong tay hung đao Hắc Tuyền, toàn lực thi triển ra đáng sợ hơn đao thuật sóng biển liên hoàn đao, đều cư nhiên thật giống như bị thứ này phá hủy, cứng rắn tách ra, liền đủ để chứng minh, đồ chơi này cũng không phải cái gì hàng thông thường. Chớ nói chi là hiện vào thời khắc này, lửa kia trong kiếm nóng rực cùng với kiếm khí, còn đáng sợ như thế, làm cho cả người sợ hãi. Dị năng sao? Bạch Lão Tổ cau mày nhìn trên lôi đài, xoay quanh ở Trần Phi chung quanh thân thể bốn chuôi viêm kiếm, không khỏi vô ý thức khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới Trần Phi ngoại trừ là một vị tiên thiên cảnh giới cổ vũ giả ở ngoài, còn dĩ nhiên là một vị cường đại như vậy hỏa hệ dị năng giả. Phải biết rằng, cùng trẻ tuổi như vậy tiên thiên sơ kỳ đỉnh so với, trẻ tuổi như vậy S cộng cấp bậc hỏa hệ dị năng giả, loại thân phận này, sẽ càng lộ ra khủng bố cùng kinh người. Dù sao mọi người đều biết, dị năng giả tốc độ tu luyện đó mới là chậm đến làm người ta giận sôi. Trừ phi, là vận khí tốt. Tìm được rồi có chút trong truyền thuyết phương Tây thánh khí. Cổ vũ giả dị năng giả song tu, cách đó không xa, Thanh Khâu tiên thiên cường giả Nguyễn Thanh Tú cũng tựa hồ cùng Bạch Lão Tổ nghĩ đến một khối đi. Dù sao không phải ai đều giống như Trần Phi vận khí tốt như vậy, có thể tiếp xúc cái loại này đẳng cấp cao truyền thừa, đến từ tu chân thế giới. Khi bọn hắn nhìn thấy loại này quỷ dị hỏa diễm lúc, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến phương Tây thế giới hỏa hệ dị năng giả. Ngươi lại còn là một dị năng giả. Xa xa Nguyên Liệt Cương, lúc này cũng là chân mày nhíu thật chặt, không nghĩ tới Trần Phi lại còn có thể có loại này con bài chưa lật. Dù sao tiên thiên sơ kỳ đỉnh hơn nữa S cộng cấp bậc hỏa hệ dị năng giả thực lực, đây cũng không phải là đùa giỡn, liền hắn đều cảm giác trong nháy mắt áp lực vô cùng lớn lên. Bất quá tuy nói như thế, nhưng hắn nhưng vẫn là đúng thực lực của chính mình vô hạn tự tin. Kỳ trong con ngươi ngay sau đó xẹt qua một tia hàn mang. Xem ra không để cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là không biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Phương Tây này ngươi Tây gì đó, ngươi cho là có thể có thật lợi hại. Theo sát mà hắn một tiếng quát chói tai, toàn thân tràn ngập làm cho nhúc nhích ma khí, trong tay hung đao Hắc Tuyền nếu như lấy mạng u quỷ liêm câu vậy, nhanh như hắc sắc thiểm điện, mang theo tàn ảnh hướng về Trần Phi chém tới. Đây cũng là một loại cường đại, đáng sợ đao thuật. Chỉ ít có thể danh liệt hóa đao ổ đông đảo đao pháp lợi hại trình độ trước năm. Rất hiển nhiên, hắn là cũng không dám. Nữa đúng Trần Phi có chút khinh thường tâm lý. Hoàn toàn đã toàn lực ứng phó. Dị năng, tạm thời coi như là đi. Bất quá lời giống vậy ta cũng giống phản trả lại cho ngươi. Quả thực a, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mà ở bốn chuôi hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm trung tâm, Trần Phi khẽ ngẩng đầu lên. Cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, từ từ hiện ra lau một cái đỏ đậm, sau đó chỉ thấy hắn bỗng nhiên vung tay, bốn chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí bất ngờ ở trong tay hắn ngưng tụ thành, trở thành một chuôi viêm kiếm kết tinh. Thương! Làm viêm kiếm kết tinh cùng hung đao Hắc Tuyền đánh, nhất thời một loại làm người ta kinh hãi cực nóng mãnh liệt tự phóng thích ra ngoài. Mà hung đao Hắc Tuyền trên thân đao sát khí, như thấy thiên địch vậy, điên cuồng giãy giụa, điên cuồng tán loạn.
nhất thời cực nóng đã giấu giếm ở trong đó sắc bén kiếm khí, theo thân đao đánh úp về phía Nguyên Liệt Cương thân thể, người sau bỗng nhiên biến sắc. T. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây nhìn không được một ngụm lãnh khí, ngọn lửa kia, trong ẩn chứa kiếm khí, làm sao sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng. Phốc suy. Tam Dương chân hỏa kiếm khí nói ẩn chứa chân hỏa khí sát sát thật thật quá mạnh mẽ, mà vừa mới lại là sát khí cái này một loại tồn tại khắc tinh. Cho nên khi cực nóng kiếm khí cùng nhúc nhích hắc khí đánh lúc, người sau liền bắt đầu không hạn chế tan tác, thậm chí đều ở trong không khí bạo phát ra nồng nặc tan dã thanh, hết sức chói tai. Mà đang ở tiếp theo xiếp, lau một cái nhàn nhạt ngọn lửa nhảy đến Nguyên Liệt Cương trên người, dường như xương mờ u bàn chân vậy, người sau nhất thời phát ra lăng liệt kêu thảm thiết. Phốc suy, mạnh một ngụm máu tươi từ miệng của hắn trong xì ra, thật giống như cùng trước đoạn cảnh sơn vậy, trên mặt hắn màu da, nhất thời từ kích động mà biến thành đỏ lên, hóa thành vô hạn tái nhợt. Một đôi khàn khàn, già nua trong mắt, lúc này tức thì bị kinh khủng cùng chấn động lấp đầy. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, vì sao Trần Phi dị năng hỏa diễm cư nhiên có thể như vậy biến thái, liên hung đao hắc tuyền bản thân mang theo sát khí, đều nhanh chóng như vậy cháy hết. Phải biết rằng loại sự tình này mà dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua. Đây chính là từ vạn người hố bảo đi ra thời cổ đại hung khí. Nhưng bây giờ, đáng chết, vì sao biết như vậy? Dù là Nguyên Liệt Cương trước như vậy nắm chắc phần thắng, như vậy tự nhận là vô địch, lúc này cũng không nhịn được trong lòng chợt nhấc lên ngất trời sóng lớn. Trương giống như cây khô ra vậy nét mặt già nua, càng là một loại tên là hoảng sợ tâm tình hiện đầy. Hắn xác xác thật thật không nghĩ tới, cục diện lại đột nhiên nghịch chuyển được nhanh như vậy. Làm hắn đâm tay không kịp. Bởi vì coi như là cổ vũ giả song tu dị năng giả, tiên thiên sơ kỳ đỉnh cộng thêm S cộng cấp bậc dị năng giả, cũng không có khả năng thực lực như thế thái quá đi. Phải biết rằng thực lực của hắn bây giờ, thế nhưng đã đủ để sánh ngang tiên thiên trung kỳ. Có thể, vì sao biết như vậy? Xem ra hiện tại tựa hồ hẳn là ta bỏ ra xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lãnh đạm thanh âm vang lên Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh lôi đài. Chợt chỉ thấy thứ nhất bộ bước ra, trong tay từ bốn đạo Tam Dương chân hỏa kiếm khí ngưng tụ thành viêm kiếm kết tinh bạo lược ra đáng sợ nóng rực, cùng với kinh người vô cùng kiếm khí. Nhất thời mọi người liền sợ hãi nhìn thấy một giống như nước lũ vậy đồ vật, đỏ đậm lóng lánh diễm quang màu sắc, hướng về Nguyên Liệt Cương chạy trồm đi, không gì sánh được chấn động. Mà ở đây hết thảy. Dù là Nguyễn Thanh Tú loại này đến từ Thanh Khâu tiên thiên sơ kỳ cường giả, cũng không nhịn được cảm giác được có chút da đầu tê dại, đôi mắt đẹp rung động. Bởi vì loại trình độ này ở nàng nhìn lại, tựa hồ đã hoàn toàn có tư cách mai táng nàng. Không cách nào tưởng tượng người tuổi trẻ kia làm sao sẽ mạnh như vậy, bởi vì... Này quả thực, là quái vật a. Mà Nguyên Liệt Cương lúc này cũng là nhãn thần không hề chớp mắt, hai mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm hướng phía bôn tập mà đến cực nóng nước lũ. Chợt, hắn già nua, khô gắt gao nắm chặt khởi trong tay hung đao hắc tuyền lên, bởi vì hắn không tin. Không tin mình Nguyên Liệt Cương, đường đường tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả, hôm nay càng sức chiến đấu nghiễm nhiên đã sánh vai tiên thiên trung kỳ, sẽ thua ở chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân trong tay. Phải biết rằng hắn Nguyên Liệt Cương thế nhưng từ lâu tung hoành võ lâm hơn 10 năm, vừa nhắc tới tên của hắn, ai không kính nể, ai không sợ. Dựa vào cái gì hắn thất bại? Không. Hắn không có khả năng thua. Tiểu tạp toái, đây là ngươi ép ta. Tiếp chiêu đi. Tiếp theo xiếp, Nguyên Liệt Cương khàn khàn, già nua ánh mắt toát ra một loại hung sát vẻ, sau đó cư nhiên điên cuồng tùy ý trong tay hung đao hắc tuyển trong sát khí, cuồn cuộn tiến nhập trong cơ thể hắn. Nhất thời hắn các loại thần thái thoáng cái tựu thay đổi, trở nên giống như điên cuồng. Khí thế đáng sợ trong nháy mắt bài trừ. Nguyên Liệt Cương, ngươi điên rồi. Thấy tình cảnh này dù là Bạch lão tổ cũng không nhìn được ra đầu hung hăng tạc mau một chút, chợt không chút do dự vung tay lên, đem thủ hộ ở bốn phía lôi đài cờ toàn bộ thu về, cùng lúc đó thân hình bạo lui. Đi, đi mau, hắn không muốn sống nữa. Cùng lúc đó, Thanh Khâu Nguyễn Thanh Tú chợt tiên thiên cường giả càng phản ứng cực nhanh, thần tốc rút lui khỏi. Bởi vì bọn họ thế nhưng biết chuôi này hung đao nền tảng, mai táng rất nhiều sát khí, đem loại đồ vật này chủ động dẫn vào trong cơ thể. Không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Nhưng không phải không thừa nhận, cứ như vậy, thời gian ngắn ngủi nội, lực lượng của hắn sẽ trong nháy mắt đi đến tột cùng nhất. Điên, ta cũng không điên, lúc đầu ta lão đầu tử này tựu không bao lâu tốt sống,
bây giờ có thể lôi kéo như vậy một cái tiểu quái vật cho ta chôn cùng, ta cũng không thiệt thòi, không thiệt thòi, ha ha ha. Thế mà Nguyên Liệt Cương nghe vậy lại cười như điên. Nguyên đi tới hắn loại này tuổi, đã sớm biết mình đã không bao lâu tốt sống, vì vậy cùng với bình bình đạm đạm chết già, còn không bằng hơi chút làm giờ có ý nghĩa chuyện. Tự tỷ như vậy, kéo Trần Phi như vậy một cái tiểu quái vật vậy tuổi nhỏ người, cho hắn chôn cùng, hắn là thật không cảm thấy có cái gì thiệt thòi. Tiếp theo xiếp, hắn cặp kia điên cuồng lão trong mắt lóe lên một tia lệ sắc, chợt lau một cái hàn mang khí thế kinh khủng áp về phía trước phương, hắn giơ hung đao hắc tuyền, gào thét nói tiểu tạp toái, đón thêm ta một đao này thử xem đi. Đây chính là ta liều mạng mới có thể thi triển ra. Cấm thuật, địa long khai sơn. Giống. Nhất thời một cực lớn đến khó có thể tin sát khí, đi qua một đao này đao thế, cùng với hung đao hắc tuyền, giống như dưới nền đất long vậy điên cuồng hoành lược đi ra, nhất thời dưới chân hắn tinh thiết đổ bê tông lôi đài ầm ầm rạn nứt, từng cái đất dung hiện lên ở trước mắt mọi người, đang lúc mọi người xa xôi, rung động trong ánh mắt, cùng nổ bắn ra mà đến diễm quang nước lũ, núi tiếp chạm vào nhau. Ung ung, ung ung, ung ung. Nhất thời cả tòa Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh đều tốt giống như chấn động lên, đếm không hết cự thạch, bùn đất đi xuống, khắp nơi đều có thật sâu vết rạn xuất hiện, đại địa lay động, làm người ta trong lòng run sợ. Phải biết rằng đây chính là ở tuyệt đỉnh trên, nếu là thật sụp, vậy bọn họ phỏng chừng không ít người cũng phải mai táng nơi này. Căn bản không khả năng chạy mất, mà đang ở tiếp theo xiếp mọi người bên tai lại chợt vang lên tương tự với nước sôi nấu sôi bốc hơi thanh, khiến ánh mắt mọi người chợt quét tới. Chỉ thấy tại nơi giữa không trung, xích hồng sắc diễm quang nước lũ đang từ từ lấy một loại tính áp đảo tư thái, đem kinh khủng kia sát khí ma diệt. Nhất thời, bọn họ sắc mặt đều ngây dại, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là như thế này một loại nội dung vở kịch. Mà ở thấy tình cảnh này, Nguyên Liệt Cương Trương già nua khuôn mặt cũng không nhịn được cứng đờ, hoàn toàn này đây một loại không muốn tin giọng nói gào thét nói không có khả năng, vì sao biết như vậy, không có khả năng. Phốc suy, thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bỗng nhiên chảy như điên ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người tinh khí thần bắt đầu thần tốc tiêu tán lên, nhãn thần từ từ bắt đầu có chút tan rã. Kỳ thực, không có vì sao, chỉ là bởi vì ngươi vận khí không tốt lắm. Mà đang ở hắn khẩu khí kia sau cùng hạ xuống trước một giây, một đạo lãnh đạm thanh âm khi hắn bên tai vang lên. Chỉ thấy Trần Phi nâng lên khuôn mặt tái nhợt, cả người đều ở đây khẽ run. Nhìn liếc mắt chính gặp sát khí phản phệ Nguyên Liệt Cương liếc mắt, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt giễu cợt nói. Đúng vậy, tự chỉ là bởi vì vận khí không tốt. Nếu không phải là bởi vì hắn tam dương chân hỏa kiếm khí, vừa lúc là các loại tà sát khí thiên địch, vừa rồi chàng giao phong, thua phải là hắn. Vận khí không tốt, vận khí không, tốt, vận khí, không. Nguyên Liệt Cương già nua, còng xuống thân thể dầm một tiếng đến cùng, đến cuối cùng. Đều ở đây nỉ non câu nói kia, thẳng đến bây giờ không có khí lực, chết không nhắm mắt. Đúng vậy, hắn là thật vận khí không tốt, nếu không, tại sao lại không hiểu chọc tới Trần Phi loại quái vật này. Mà ở thấy tình cảnh này, đông đảo nói sợ hãi tầm mắt đầu bắn tới, chậm rãi động lại. Chết, sao? Kết thúc, sao? Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, tuy rằng còn có nồng nặc yên vụ tràn ngập, có thể toàn bộ tràng diện lại mạnh im ắng một mảnh. Phảng phất yên lặng tới cực điểm, liên phong đều vào giờ khắc này động lại. Bởi vì hầu như tất cả mọi người lẳng lặng vẫn duy trì tư thế, sắc mặt kinh khủng, dại ra nhìn đỉnh núi trung tâm, sớm đã thành từ đó gian triệt để dạn nứt mở, trên lôi đài một màn kia, một loại không cách nào hình dung cảm giác đầy dẫy tại bọn hắn lồng ngực, làm bọn hắn căn bản không có biện pháp bảo trì chấn định. Bởi vì loại tràng diện này thực sự quá kinh người. Nguyên Liệt Cương hắn, thật đã chết rồi. Cái này, Thanh Khâu Tiên Thiên Sơ Kỳ Cường giả Nguyễn Thanh Tú Tú khí khuôn mặt ngây người, đôi môi đỏ thắm hơi mở, chợt tay nhỏ bé không nhịn được che lại môi đỏ mọng. Mà ở hắn bên cạnh, Cơ Nếu Bạch Tuyết, mỹ nhan tuyệt thế ảnh tiên vũ đồng dạng cũng là như vậy, mặt cười nổi lên cảm xúc, rõ ràng là bị chấn động tới cực điểm. Dù sao đây chính là, Nguyên Liệt Cương Nguyên Lão Tổ A, Hóa Đao Ổ Tiên Thiên Sơ Kỳ Đỉnh. Như vậy đứng đầu đại nhân vật cư nhiên thật chết ở đây. Chết ở một vị hơn 20 tuổi thanh niên nhân trên tay, nếu là truyền đi, không biết sẽ nhấc lên cỡ nào kinh người gợn sóng, cỡ nào to lớn sóng gió. Cho tới thời khắc này đã chạy trốn tới đỉnh núi lối vào Đỗ Mới Thành, chiêm hổ đám người,
lúc này bất ngờ đã sợ đến chân đều có chút mềm nhũn, hoàn toàn trong lòng cảm giác một tia lạnh lẽo, còn có chết lặng. Trải qua cái này nhất dịch, bọn họ hóa đạo ổ đủ tổn thất hai đại thiên thiên, hơn nữa trong đó còn có một vị tiên thiên sơ kỳ đỉnh, loại tổn thất này, sao mà thật lớn. Cho nên khi bọn họ dại ra theo, lại một lần nữa nhãn thần xẹt qua đỉnh núi ngay chính giữa, trên lôi đài đạo kia quần áo hắc sam tuổi còn trẻ thân ảnh lúc, nhìn không được lau một cái nồng nặc vẻ sợ hãi bừng lên. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì a? Vì sao biết đáng sợ như thế, đây chính là Nguyên lão tổ a. Ô, nhưng vào lúc này, trên lôi đài, Trần Phi đột nhiên có chút thần sắc trắng bệch, cổ họng quản giật giật, một máu đàm bị hắn theo phun ra, sau lại hình như cả người vô lực vậy, dưới chân vừa trợt, thiếu chút nữa bị ngã ngồi dưới đất. Tổng huấn luyện viên. Mà ở thấy tình cảnh này, Phi báo trong duy nhất no đến bây giờ Bùi đội trưởng, nhất thời một cái bước xa xông lên lôi đài, đem Trần Phi đỡ lấy, vẻ mặt ân cần nói. Mang ta trở lại, quả thực Trần Phi mơ mơ màng màng phân phó một tiếng, chợt nghiêng đầu một cái, cư nhiên hôn mê bất tỉnh. Rất hiển nhiên trận này hung hiểm vô cùng chiến đấu, trên thực tế cũng để cho hắn sức cùng lực kiệt. Nhất là cuối cùng một chút đem hết toàn lực công kích, nếu không phải là bởi vì hắn vận khí tốt, tam dương chân hỏa dương cương thuộc tính vừa vặn khắc chế tà sát các loại, hắn đã sớm thua, sống không tới bây giờ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện thực lực hôm nay, sợ rằng còn là chỉ là coi là trước đây thiên sơ kỳ trên, tiên thiên trung kỳ không, nếu không, không đến mức khiến cho chật vật như vậy. Mà ở nhìn thấy Trần Phi hôn mê, vô luận là chiêm hổ, đỗ mới thành trở hóa đao ổ người, hay hoặc là cái khác các môn các phái đại biểu, thậm chí là bạch lão tổ trở tiên thiên cường giả, đều vô ý thức nhãn thần xẹt qua một tia vẻ kinh dị. Bởi vì cơ hội như thế, nếu là xuất thủ, có lẽ có cực đại khả năng một kích chí mạng. Thế mà, nhưng không biết vì sao, lại hoàn toàn không ai làm ra như vậy cử động, thậm chí ngay cả hơi có hiểm nghi cũng không có. Bọn họ cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn Bùi đội trưởng mang theo Trần Phi ly khai, xuống núi đỉnh, hồi lâu sau, mới có từ hóa đạo ổ đám người kia phương hướng chuyển đến một tiếng thở dài. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, về sau, có thể sẽ không sau đó. Trăng sáng sao thưa, một ngày sau đêm khuya, một tòa kiến tạo ở rừng sâu núi thẳm trong hiện đại hóa căn cứ quân sự trong, một vị nằm ở đen kịt bên trong gian phòng trên giường bệnh tuổi nhỏ người, mí mắt đột nhiên hơi giật giật, sau đó có chút cật lực mở. Ô tương đương nơi này là... Trần Phi chỉ cảm giác mình làm một cái rất dài mộng, rồi lại quên mất nội dung đến tột cùng là cái gì, mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy mí mắt cho tới bây giờ cũng không có trầm trọng như vậy, cả người vô lực. Ta nhớ kỹ lúc đó, hình như ngất đi thôi đi. Chỉ là, hiện tại đây là đâu? Hao tốn đã lâu thời gian, hắn rốt cục có chút hồi tưởng lại lúc đầu chuyện gì xảy ra, vô lực nâng lên một tay xoa xoa đầu, tự lẩm bẩm. Chỉ là theo chân, mũi hắn lại hơi giật giật. Đây là, thuốc đông y mùi. Hắn theo liền nghe đến, hắn hiện tại vị trí ở căn này đen kịt trong phòng, tựa hồ tràn ngập thập phần nồng nặc thuốc đông y vị. Hắn nỗ lực phân biệt. Thuốc đông y vị trong ẩn chứa dược liệu, đến tột cùng là cái gì, ý đồ từ nay về sau phân tích nói một ít dấu vết. Chỉ là theo chân hắn lại bỏ qua, bởi vì hắn chân thực quá hư nhược. Cái này dẫn đến hắn một là quá đói, hình như ngủ thật lâu, hai là bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể quả thực giống như bị móc giống, linh khí khô kiệt dọa người. Nếu không phải là bởi vì còn có chút còn sót lại mồi lửa lẳng lặng tồn tại, hắn đều nhanh hoài nghi mình đã phế đi. Bởi vậy có thể thấy được, lúc đầu trận chiến ấy, hắn đến tột cùng bỏ ra cỡ nào to lớn đại giới, mới gian nan thủ thắng. Dù sao đây chính là nguyên liệt cương cái loại này nhân vật hung ác móc sạch sinh mạng một kích, tự nhiên không thể nào là cái gì bình thường thủ đoạn. Nói như thế lên, kỳ thực cũng chỉ có thể trách hắn rất cố chấp, quá câu chấp, phải chính diện nghênh dưới đối phương đáng sợ như vậy một kích. Nếu là hắn lúc đó hơi chút tuyển trạch lui về phía sau một chút xíu, cũng không đến mức chật vật như vậy. Bất quá dù sao vẫn là thắng, hình như cũng không sao đi. Ha ha, ha ha ha, hắn theo có chút cười một cách tự nhiên lên, hơi tự hào. Dù sao có thể chân chính xông ra như vậy chiến tích, triệt để đánh tan một vị có thể so với tiên thiên trung kỳ nhân vật hung ác, trẻ tuổi trong, lại có bao nhiêu người có thể làm xong rồi. Chi nha tương đương. Đột nhiên, lau một cái hơi yếu quang từ giường bệnh hơi nghiêng đột nhiên thong thả mở cửa phòng trong khe hở. Nhu hòa chiếu vào, nhất thời còn có một đạo thân ảnh cũng xuất hiện, thanh âm già nua tùy theo truyền lên,
nói tỉnh, Trần bác sĩ. Mà đang nghe Trần bác sĩ loại này xưng hô, cùng với đối phương đạo kia hơi xa lạ lại có một ít quen thuộc già nua thanh sau, Trần Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhãn thần rơi xuống mặt của đối phương bàng trên, hơi kinh hãi nói Tuần lão bác sĩ, người thế nào tại đây? Không nghĩ tới đạo thân ảnh kia, lại là Tuần Lôn, Tuần lão. Ta đương nhiên là đến cho ngươi xem bệnh, thế nào, khá hơn chút nào không? Tuần lão mặt mang hòa ái mỉm cười nhìn Trần Phi, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, vươn tay treo ở cổ tay của hắn, một bên xem mạch, một bên lại cười nói xem ra ngươi lần này nhưng thật ra thật chơi đùa thật độc. Chân khí trong cơ thể khô cạn đến loại tình trạng này, thật đúng là rất hiếm thấy a. Không có biện pháp, nếu là không chơi đùa ngoan một điểm, lúc đó thua chỉ sợ sẽ là ta. Nghe vậy Trần Phi cười bất đắc dĩ nói. Phải, ta nghe nói đây chính là một vị tiên thiên sơ kỳ, một vị tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Cũng không biết Trần bác sĩ người đến tột cùng là làm sao làm được, thực sự là, niên thiểu hữu vi a. Tuần lão lắc đầu, cười nói. Đâu, cùng Tuần lão ngươi so với, còn là kém quá xa. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười, nói nếu là lúc đó nếu đổi lại là Tuần lão ngài, ta sợ rằng, không chống nổi ba chiêu đi. Hắn vừa nói, một bên cười hắc hắc quan sát đối phương. Chớ nhìn hắn từ khi biết đối phương khởi, đối phương vẫn là cái này phúc hậu cùng vô hại hòa ái dáng tươi cười, thế nhưng hắn lại có thể cảm thụ đi ra, lão nhân này, cái này Tuần lão, rất mạnh, là thật rất mạnh. Ít nhất, chí ít trước mắt hắn loại trình độ này, còn xa xa không cách nào cùng đối phương đánh đồng. Ngươi tiểu tử này, ta đang cùng ngươi lớn bằng thời gian, còn không biết đang làm gì đó. Nghe thế lần nói, Tuần lão khó có được tức giận một câu. Chợt chỉ thấy hắn thả treo ở Trần Phi trên cổ tay cái tay kia, cười hỏi ta xem trọng giống như không vấn đề gì. Thân thể của ngươi, chính ngươi hẳn là hiểu rõ nhất, không có gì đáng ngại đi. Ừ, không có chuyện gì, chính là phỏng chừng sau lần này, được tận lực tránh cho động thủ một đoạn thời gian. Bất quá nói, đây là địa phương nào? Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi. Là phi báo tổng căn cứ, người của các ngươi ở đem ngươi mang sau khi trở về, La Viễn Chí tự cho thủ trưởng gọi điện thoại, sau đó, ta lại tới. Tuần lão nói rằng, là như thế này, vậy thật là phiền phức Tuần lão bác sĩ ngươi chạy chuyến này, cảm ơn nhiều. Nghe vậy Trần Phi lập tức cảm kích nói. Không có việc gì, người bên này ta không giúp đỡ gấp cái gì. Bất quá may là, cuối cùng cũng không uổng công chuyến này. Tuần lão cười xua tay. Còn nói thêm cái kia gọi Vương, Vương Đại Sơn, gọi là tên này đi. Hắn thân thương, may là có người sớm cho hắn khẩn cấp chỗ sửa lại một chút, bằng không muốn cho hắn đợi được ta chạy tới, cho hắn thêm trị liệu, chỉ sợ cũng đã muộn, sẽ lưu lại không phiền toái nhỏ, may là. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe vậy Trần Phi lúc này mới nhớ tới Vương Đại Sơn thân thương chuyện mà, đang nghe Tuần lão nói, hơi thở phào nhẹ nhõm. Nga, được rồi. Đúng lúc này. Tuần lão đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, từ bên cạnh giường bệnh lấy tới một cái điện thoại di động nói ngươi lúc hôn mê, có người đã gọi điện thoại cho ngươi, hình như là quan hệ với ngươi tương đối thân mật người, ta không có nhận. Sư phụ ngươi là Minh Đạo Xuyên. Có người đã gọi điện thoại cho ta, còn là theo ta quan hệ tương đối thân mật người. Trần Phi nghe được trước nửa đoạn nói thời gian, còn hơi giật mình, chợt ngay tức khắc tiếp nhận điện thoại di động. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai gọi điện thoại tới cho hắn. Sau đó xem hắn nghe được Tuần lão câu nói sau cùng kia lúc, lại càng thêm thần sắc một chút giật mình, chợt vẫn gật đầu một cái, nói đúng vậy, sư phụ ta là Minh Đạo Xuyên. Các ngươi quen nhau, nếu đối phương đều hỏi lên, loại sự tình này mà tự nhiên cũng không sao tốt giấu giếm. Ừ, nhận thức, coi là bạn cũ đi. Không nghĩ tới, lão tiểu tử kia vận khí tốt như vậy, lại nhận được ngươi như thế một cái hảo đồ đệ. Tuần lão lắc đầu, cảm thán nói. Mà đang nghe Tuần lão như vậy khen, Trần Phi không biết xấu hổ sờ sờ đầu, cười hắc hắc cười, chợt chỉ thấy hắn đưa qua điện thoại di động lật xem điện báo biểu hiện, phát hiện lại là hắn mụ mụ còn có sư phụ hắn, phân biệt cho hắn đánh mấy cái cùng một chiếc điện thoại. Trách không được Tuần lão lại đột nhiên có hỏi lên như vậy. Là ta mụ đánh tới, bất quá bây giờ trễ như thế, cũng không biết hắn có ngủ hay không. Nhìn điện thoại di động chủ biểu hiện trên màn ảnh thời gian, bất ngờ đã là buổi tối hơn 11 giờ, hắn do dự một chút, còn là bấm hắn mụ mụ số điện thoại. Cái điểm này mà, hắn sẽ không có ngủ đi. Quả nhiên, điện thoại rất nhanh thì kết nối,
hắn quen thuộc lại nhải thanh nhất thời truyền tới, rất ấm tâm ngươi tiểu tử thúi này, ban ngày thế nào không nghe điện thoại. Mụ, ta ban ngày có chút việc mà, không chú ý xem điện thoại di động. Hiện tại mới phát hiện ngươi gọi điện thoại cho ta. Nghe vậy Trần Phi lập tức cười ha hả nói, mạnh mẽ trang ra bản thân rất có tinh thần hình dạng. Ngươi tiểu tử thúi này suốt ngày có thể có chuyện gì mà, bận rộn như vậy, thực sự là. Ngươi bây giờ ở địa phương nào, Bắc Sơn thị sao? Bên đầu điện thoại kia Trần Phi mẫu thân như cũ oán trách một tiếng, lại đột nhiên như là có đứng đắn gì chuyện này, giọng nói nghiêm túc nói. Không có, ta hiện tại ở trong núi lớn mặt, chính là lĩnh nam núi lớn bên này phong cảnh khu. Ừ, ta cùng bằng hữu cùng nhau đến du ngoạn, Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Cùng bằng hữu cùng nhau du ngoạn, là nam bằng hữu hay là nữ bằng hữu, nói tiểu tử ngươi lúc nào mới có thể mang người bạn gái, về nhà vội tới mụ mụ nhìn. Ngày này ta thế nhưng phán rất lâu rồi a, ngươi nghe được không? Nghe vậy nhất thời bên đầu điện thoại kia Trần Phi mẫu thân thanh âm dương lên, nói ra Trần Phi có chút nhức đầu trọng tâm câu chuyện. Mụ, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Là nam bằng hữu, nam bằng hữu. Ừ, ừ, ta đã biết, việc này sau này hãy nói đi, ngươi tìm ta không phải là có chuyện gì mà sao? Đến tột cùng là chuyện gì mà a, sao? Trần Phi xoa xoa đầu, nhanh lên thay đổi đề tài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu tử ngươi ngươi sẽ cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ai, quên đi, chuyện này sau này hãy nói. Ngày mai ngươi gấp trở về một chuyến, ta bên này có chuyện muốn ngươi đi hỗ trợ. Lâm Linh lúc này mới nhớ tới chuyện đứng đắn mà, giọng nói có chút dị dạng nói. Muốn ta hỗ trợ, nga, tốt, chuyện gì a? Nghe vậy Trần Phi hơi giật mình. Sau đó một bên gật đầu một bên có chút nghi ngờ hỏi. Người bây giờ không phải là y thuật rất lợi hại sao? Lần trước trở về đều đem ta bệnh cũ chữa lành, phải biết rằng đương sơ, ở kinh thành ta đều không đem chăm sóc. Ta có cái bằng hữu nhi tử bị bệnh, hơn nữa hắn còn không biết từ đâu biết được y thuật của ngươi rất lợi hại tin tức, tìm được ta bên này, hình như tình huống đã có chút nghiêm trọng, không có cách nào khác lại kéo. Bên đầu điện thoại kia Lâm Linh nhẹ thanh giải thích. Có thể nghe được ở Trần Phi bên tai trong, của nàng cái loại này ngữ điệu, lại không hiểu có chút lảng tránh cùng hạ. Mụ, bạn cũ của ngươi. Vậy được rồi, ta đã biết, ngày mai ta tự theo chân bọn họ nói một tiếng, sáng sớm chạy trở về. Mụ nếu không ngươi trước tiên ngủ đi, lúc này cũng không còn sớm. Trần Phi nghe vậy nhất thời gật đầu, mặt ngoài bản thân ngày mai sáng sớm sẽ chạy trở về. Ừ, tốt lắm, ta đây tự cúp trước. Người tiểu tử thúi này cũng đi ngủ sớm một chút. Tốt nhất mau nhanh giờ, hình như thật có một ít tình huống không quá đẹp. Lâm Linh đầu tiên là huyên thuyên dặn dò, sau đó đột nhiên nhìn không được thoại phong nhất chuyển, khẽ thở dài một cái nói. Nếu không phải chân tình huống không quá đẹp, bọn họ nhà kia người, làm thế nào có thể dám vi phạm lão thái gia nói, tìm được hắn Lâm Linh cái này. Người yên tâm đi, mụ, ta ngày mai sáng sớm hành lý máy bay trở lại. Trần Phi nghe vậy lập tức có ở đây bảo đảm nói, sau đó cúp điện thoại. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cúp điện thoại, Tuần lão hòa ái cười nói là mụ mụ ngươi đánh tới. Là tìm ngươi có chuyện gì mà sao? Ừ, hình như là hắn có cái lão bằng hữu nhi tử bị bệnh, không biết chuyện gì xảy ra, cư nhiên tìm được rồi hắn, muốn cho ta đi qua nhìn một chút, hơn nữa tựa hồ tình huống cũng có chút không quá đẹp. Xem ra ta ngày mai được nhanh chóng trở lại chạy trở về. Trần Phi gật đầu một cái nói, kỳ thực hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ tìm được hắn mụ mụ, cũng không biết, là lai lịch gì ni. Mụ mụ ngươi lão bằng hữu nhi tử, quả thực hẳn là đi xem, đã như vậy nói, ta cũng sẽ không quấy rối ngươi nghỉ ngơi, lại ngủ một giấc đi. Nga được rồi, giường bên kia còn có thức ăn, hoa quả, nước ấm, chính ngươi nhìn cái gì hợp, tự tùy tiện ăn một chút đi. Tuần lão nghe vậy như có điều suy nghĩ nỉ non một tiếng, sau đó vừa cười đứng dậy, một bên đưa tay chỉ đầu giường bên kia trên bàn nói. Trần Phi lúc này mới phát hiện, nguyên lai bên kia sớm tự chuẩn bị xong hoa quả, thức ăn, cùng với nước ấm. Đi, ta đã biết, hắn theo gật đầu, vén chăn lên đứng dậy đi lấy thức ăn. Thấy thế Tuần lão khẽ mỉm cười đi ra khỏi phòng mở, thuận lợi mở một ngọn đèn yếu như cây đèn, sau khi ra ngoài, thuận lợi đóng cửa lại. Sau đó một đôi khàn khàn, già nua gương mặt hơi lộ ra một điểm vẻ kinh dị, cười lắc đầu tự lẩm bẩm vốn đang cho rằng tiểu tử này sẽ không sớm như vậy đi kinh thành, hiện tại xem ra.
hình như sẽ có không ít chuyện phiền toái mà, sắp xảy ra à. Nói xong đây hết thảy sau, hắn lại đang một lần lắc đầu, nói ra cầm lưng ở bản thân trên vai tiểu cái hòm thuốc, hướng thông đạo ngoại ly khai. Cùng lúc đó, bên trong gian phòng, Trần Phi một bên thuận lợi cầm một cái cây táo gặm một cái, lại đem bên cạnh nước ấm bôi cầm lên, uống từ từ một cái, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chôn, hơi xẹt qua một tia vẻ kinh dị, một luồng nhỏ bé yếu ớt nỉ non thanh ở tĩnh lặng căn phòng nội vang lên tuần lão, hắn tựa hồ biết một chút cái gì a. Đây là đang nhắc nhở ý của ta sao? Dù sao ở nơi này một tường cách, lấy tu vi của hắn, thính lực của hắn, làm sao có thể không nghe được. Quên đi, bất kể, về trước đi nhìn rồi hãy nói. Dù thế nào tựa hồ cũng thật lâu không đi trở về, chính xong trở về nhìn mụ. Hắn theo còn là đem loại ý niệm này dứt bỏ rồi, không có vấn đề nói. Sau, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Trần Phi trước hết cùng tuần lão, La Viễn Chí La thủ trưởng cáo biệt sau, leo lên lĩnh nam núi lớn phi báo tổng căn cứ chuyên dụng loại nhỏ máy bay, bay đi hắn quê nhà chỗ Bắc Sơn Thị. Dù sao cũng là không có thời gian, lại tăng thêm chính hắn vốn cũng không phải là rất thoải mái, vì vậy cũng thẳng thắn lười lại lăn qua lăn lại, hưởng thụ một thanh đặc thù đặc quyền, ngồi chuyên cơ. Như vậy, ước 10 giờ sáng nhiều chung, Trần Phi ngồi nhà này đặc thù tư nhân loại nhỏ máy bay, liền khiêm tốn rơi xuống tối tới gần Thành Dương huyện Bắc Sơn Thị sân bay, sau đó một chiếc màu xanh ra trời tiệp báo xe thể thao ùng ùng ly khai. Nguyên lai là Trần Phi đã sớm thông chi cao nguyên cao to ít, nhưng hắn phái cá nhân, phái chiếc xe tới đón dưới hắn. Dù sao hắn chiếc Mercedes GL400 còn đứng ở California Hoa Viên Đại Tửu Điếm trong nhà để xe ăn hôi, hiện tại trở về nữa cầm, quả thực hơi có chút đã muộn, không cần thiết. Mà chiếc này tọa giá, tự nhiên là cao nguyên cao to ít xa hoa tọa giá một trong. Thoạt nhìn, ít nhất, cũng phải giá trị cái 100-200 vạn đi, có thể còn không chỉ. Cứ như vậy hơn nửa canh giờ sau, Trần Phi ngồi màu xanh ra trời tiệp báo xe thể thao, rốt cục từ từ lái vào Thành Dương huyện địa giới. Nhìn ngoài của sổ xe dần dần có chút thu ý cảnh sắc, cùng với ngắm các loại quen thuộc cảnh trí, kiến trúc, Trần Phi trong lòng không hiểu có chút quý động. Lại nói tiếp, tuy nói hắn quê nhà cũng chỉ là một huyện thành nhỏ, nhưng tựa hồ còn là quê nhà đây hết thảy nhìn tốt, rất thân cắt. Đô đô, đô đô đô. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, đúng là hắn mụ đánh tới. Này, mụ, hắn ngay tức khắc nhận nghe điện thoại. Này, xuất phát không? Có mua được vé máy bay sao? Bất quá hắn còn chưa nói hết, chợt nghe đến microphone nội truyền đến mẫu thân hắn Lâm Linh mang theo một vẻ quan tâm, thanh âm lo lắng. Đương nhiên mua được, ta cũng đã gần đến cửa tiểu khu, trực tiếp về nhà sao? Nghe vậy Trần Phi trong lòng ấm áp, trả lời. Cũng đã gần phải đến tiểu khu, nhanh như vậy, cái này đổi thành Lâm Linh giật mình. Ừ, tối hôm qua nghe ngươi nói thật là tốt giống như có chút cấp, vì vậy ta liền mua rạng sáng máy bay, hiện tại, không sai biệt lắm phải có gần 10 phút đã đến đi. Trần Phi nghe vậy cũng là sửng sờ, chợt tìm một cái lấy cớ có lệ đi qua nói. Nga, tốt lắm, trực tiếp trở về đi, vừa vặn ta bằng hữu kia hiện tại cũng ở nhà, ừ, cứ như vậy đi, ta cúp trước. Lâm Linh vừa nói, một bên cúp điện thoại, nhu hòa con ngươi lóe lóe, có chút phức tạp. Cái kia, Lâm Linh, con trai ngươi, hắn, muốn đã trở về. Nhưng vào lúc này, từ bên cạnh hắn vang lên một tiếng hơi trần trở thanh âm. Đến từ một vị 40-50 tuổi trung niên nam tử, tóc hoa râm, vẻ mặt dương cương, thoạt nhìn rất chính phái, có thể hắn bây giờ thần sắc lại không hiểu có chút xấu hổ cùng lo lắng, tựa hồ rất không được tự nhiên vậy. Mà người này không là người khác, chính là vị kia kinh thành ta bộ thường vụ phó bộ trưởng, kinh thành Trần ra đời thứ ba được khen là song hổ một trong Trần Trấn Quân. Nguyên lai dĩ nhiên là hắn tìm được rồi Trần Phi mẫu thân Lâm Linh cái này, thoạt nhìn tựa hồ hai người bọn họ còn là lão bằng hữu a. Ừ, hắn nói đã đến Thành Dương huyện, phỏng chừng còn có 10 phút đi ra nhà của chúng ta, ngươi chờ một chút, ta đi sao xào rau, đem cơm cùng canh cũng nhiệt trên. Nghe vậy Trần Phi mẫu thân Lâm Linh tựa hồ có chút né tránh, nói có chút cố bên trái nói hắn, sau đó đứng dậy đi tới nhà bếp. Lâm Linh, có thể nhưng vào lúc này Trần Trấn Quân lại đưa hắn gọi lại, sau đó chậm rãi nói con ta chuyện này, thực sự là làm phiền ngươi. Nếu không lời của ngươi, có cái gì tốt phiền toái, con ta là bác sĩ,
làm cho xem bệnh cũng là chuyện rất bình thường, không cần thiết cảm ơn ta. Có thể nghe nói Trần Phi mẫu thân Lâm Linh lại tựa hồ như còn là không muốn nhiều lời, dưới chân bước tiến nhanh hơn mấy phần. Ai, xem ra trong lòng ngươi hay là đối với ta có một ít khúc mắc à. Thấy thế Trần Chấn Quân nao nao, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài nói. Nghe nói như thế, Trần Phi mẫu thân Lâm Linh bước chân của rốt cục chậm rãi có chút chậm, cuối cùng càng chậm rãi ngừng lại, một đạo nhàn nhạt lạnh giọng bình tĩnh bật thốt lên, dù sao ngươi họ Trần, không phải sao. Có thể con trai ngươi hắn, cũng họ Trần à. Trần Chấn Quân có chút không phục. Nhưng hắn là con ta à. Nghe vậy Lâm Linh bình tĩnh xoay người lại, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe thế Trần Chấn Quân trực tiếp có chút ngẩn người, sau đó vô lực lắc đầu, đúng vậy, Trần Phi thế nhưng hắn nhi tử, họ Trần đương nhiên không có quan hệ gì, có thể hắn lại không giống với. Hắn vừa họ Trần, lại là cái kia Trần gia người. Vì vậy lúc này đứng ở trước mặt hắn, năm đó thế nhưng bị bọn họ Trần gia đuổi ra khỏi kinh thành Lâm Linh, làm sao có thể không hận hắn nhi. Lại nói tiếp. Đối phương nguyện ý để cho nàng nhi tử, cho con trai mình xem bệnh, cái này đã coi như là bất kể hiềm khích lúc trước, hắn chưa vẫn có thể hy vọng xa vời nhiều như vậy. Hoàn toàn không tư cách đó. Mặc kệ nói như thế nào, năm đó là chúng ta xin lỗi ngươi, ta tại đây không vì Trần gia, chỉ vì ngươi ngày hôm nay còn có thể nguyện ý giúp ta, nói tiếng cảm ơn, xin lỗi. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy theo hướng Trần Phi mẫu thân bái một cái. Chút nào không bưng bản thân cái gì kinh thành ta bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận, rất là thành khẩn nói. Trên thực tế, lấy Trần Chấn Quân kinh thành ta bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận, đó là hạng quyền cao chức trọng, tay cầm quyền to. Tự nhiên cũng không biết có bao nhiêu lâu, không nói ra quá ba chữ kia, xin lỗi, nghe thế Trần Phi mẫu thân trong mắt không khỏi hơi xẹt qua lau một cái vẻ phức tạp. Cùng hắn so với, người quả thực càng giống như người đàn ông. Hắn theo như vậy nhàn nhạt mở miệng nói, xoay người tiến nhập chủ phòng. Mà đang nghe Trần Phi mẫu thân giọng điệu như vậy, Trần Chấn Quân Trần Phó Bộ trưởng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn đạo kia đã đi vào chủ phòng thân ảnh, không khỏi vẻ mặt cười khổ lắc đầu đến. Xem ra cái này khúc mắc muốn giải khai, là thật rất khó a. Bất quá đây quả thật là cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Mụ, ta đã trở về. Ước chừng theo 10 phút sau. Trần Phi trong nhà cửa bị người từ bên ngoài mở, chỉ thấy Trần Phi xe nhẹ chạy đường quen đi đến, chợt nhìn bên trong phòng khách ngồi trung niên kia thân ảnh giật mình, sau đó có chút lúng túng cười nói cái kia. Thúc thúc xin chào. Đối phương thoạt nhìn, tuổi trẻ nói có 40-50 tuổi, dưới tình huống bình thường mà nói, làm thúc thúc hắn tự nhiên dư giả. Chỉ là không biết vị này đến tột cùng là đã trở về. Nhưng vào lúc này, ăn mặc tạp dề Lâm Linh từ trong phòng bếp đi ra. Một tay cầm một thanh xào rau dùng cái xẻng, một bên ngữ tốc rất nhanh nói rằng vị này chính là Trần Chấn Quân, Trần Thúc Thúc, chào hỏi sẽ chủ phòng hỗ trợ đi. Dứt lời vừa rơi xuống, hắn lại vội vội vàng vàng xoay người tiến nhập chủ phòng. Bởi vì nàng đang ở xào rau, đương nhiên sợ xào rau nồi thức ăn bên trong hồ rơi. Trần Thúc Thúc xin chào, cái kia, ta đi chủ phòng giúp ta mụ việc đi, nếu không ngươi xem trước một chút tivi, bên này còn có hoa quả, trà những. Này, Trần Phi nghe vậy nhất thời như vậy mở miệng nói. Bất quá sau một khắc Trần Chấn Quân bên kia tự gật đầu cười, nói không có chuyện gì, ngươi nhanh đi giúp mụ mụ ngươi chiếu cố đi. Không cần phải xen vào ta. Nga, tốt lắm, ta đây phải đi phòng bếp. Nghe vậy Trần Phi nhất thời cười cười, xoay người tiến nhập chủ phòng, hạ giọng nhỏ giọng nói mụ, đàn ông kia ai a? Thoạt nhìn tựa hồ lai lịch không nhỏ, trên người có loại cùng người thường không đồng dạng như vậy khí chất. Như là cái làm quan đi. Hắn ở thấy nhiều như vậy làm quan, hơn nữa còn là cái loại này quan lớn sau, tự nhiên nhãn lực kính nhi đã luyện đi ra, liếc mắt là có thể nhìn ra đối phương không đơn giản, trên người có loại đặc biệt khí chất. Thật giống như, cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy từ kinh thành hiện giữ Bắc Sơn thị thị uy bí thư Trác Quần, cùng hắn thời điểm đó khí chất có điểm giống như. Nghe vậy Lâm Linh tự nhiên hơi đôi mắt kinh ngạc cả kinh. Không nghĩ tới con trai mình nhãn lực kính nhi cư nhiên tốt như vậy, vừa nhìn là có thể nhìn ra, Trần Chấn Quân là làm quan. Bất quá chợt chỉ thấy hắn rút ra vài đôi đũa gõ một cái Trần Phi đầu, tay chân không giúp được nói không nên ngươi quan tâm chuyện mà tựu đừng có đoán mò, ngươi chỉ cần biết, hắn là mẹ ngươi ta trước kia bằng hữu được rồi. Bất quá hắn hiện tại hình như là ở kinh thành làm cái gì quan đi, cụ thể ta cũng không phải quá rõ, cầm, trước đem chiếc đũa giặt sạch, còn có bát.
thật đúng là kinh thành quan a. Trần Phi nhất thời có chút vô cùng kinh ngạc lên, không nghĩ tới đối phương địa vị thật rất đại, còn là kinh quan. Tục ngữ nói thật tốt, kinh quan năm thứ ba đại học cấp, là có bắp thêm được. Mặc kệ theo hắn lại đem trong đầu bát quái ý niệm trong đầu vẫy đến bên kia đi, bởi vì lấy hắn hiện nay tình huống, hiện thực lực hôm nay, mặc dù đối phương có chút địa vị, giảng đạo lý, cũng vô pháp nhường trong lòng hắn có cái gì gợn sóng, nhiều lắm cũng chính là hiếu kỳ như vậy một chút. Hắn mụ mụ vì sao biết nhận thức loại này làm quan. Ước sau gần nửa canh giờ, một bàn sắc hương vị câu toàn thức ăn được bưng lên bàn, có vẻ cực kỳ câu người muốn ăn cùng với phong phú. Không nghĩ tới đều đã nhiều năm như vậy, người tay nghề này còn là lợi hại như vậy, thực sự là đa tạ khoản đãi a. Mà ở nhìn thấy trên bàn cái này tràn đầy cơm nước, Trần Chấn Quân vừa nói, một bên bỗng nhiên con người hơi lóe lóe, nhớ tới năm đó. Khi đó, hắn tựa hồ cũng ăn như vậy quá một lần đối phương sở nấu cơm nước. Chỉ là một lần kia, trên bàn một người khác cũng Trần Phi, mà là hắn biểu đệ, Trần Chấn Quốc. Quen tay hay việc nha, dù sao ta từ nhỏ tựu thích nấu cơm, đều đã nhiều năm như vậy. Tiểu Phi, vị này Trần Thúc Thúc chính là ta trong điện thoại cho ngươi nhắc tới vị kia lão bằng hữu, con của hắn bị bệnh, muốn cho ngươi xem một chút. Nghe vậy Lâm Linh không thể đưa không cười cười, cư nhiên trực tiếp nghiêng đầu, hướng Trần Phi lại nói tiếp chính sự mà. Trần Thúc Thúc, con trai ngươi đến tột cùng là tình huống gì, có thể cho ta giản đơn nói một chút không? Ngươi yên tâm, chỉ cần không phải quá phiền toái chứng bệnh, ta bên này cơ bản không vấn đề gì, có thể giải quyết. Nghe thế Trần Phi tự nhiên không có khả năng trang người điếc, lập tức bắt đầu hỏi thăm tình huống nói. Ai, Lâm Linh, đa tạ. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Chấn Quân phảng phất sốt cục có chút dỡ xuống ngụy trang, có chút mệt mỏi thở dài một hơi, chậm rãi nói, lại từ mang theo người túi sách trong lấy ra một sấp ảnh chụp, đưa cho Trần Phi. Trần tiên sinh, ta trước hết gọi như vậy ngươi đi. Những hình này ngươi xem trước một chút, đều là ta trước khi tới, cho con ta tiểu lân chiếu. Hắn nói rằng, ừ, tốt, ta trước xem, đồ chơi này mà vâng. Nghe vậy Trần Phi gật đầu, thuận lợi kết quả sấp ảnh chụp, trong miệng vừa nói, chuẩn bị xem trước một chút, mà khi tiếp tùy ý liếc mắt viết đến trong hình nội dung, nhưng không khỏi vô ý thức thần sắc đổi đổi, nỉ non lên tiếng nói. Thế nào, Trần bác sĩ, tình huống rất nghiêm trọng sao? Thấy thế Trần Chấn Quân trong lòng không khỏi chợt một cái lộp bộp, trên mặt nhưng vẫn là bất động thần sắc nói, không muốn cho Trần Phi áp lực quá lớn. Có thể nghe nói. Trần Phi lại vô ý thức nghi ngờ nói vì sao con trai ngươi sẽ chọc cho trên loại vật này. Hắn có chút buồn bực. Phải biết rằng đồ chơi này thế nhưng người thường vô cùng khó khăn, thậm chí cả đời cũng không quá quan tâm khả năng tiếp xúc được, chớ nói chi là còn là giống như đối phương loại này kinh quan nhi tử. Hắn không tin Nam Cương những người đó lá gan lớn như vậy, lại dám đi kinh thành nháo sự, ngại mệnh dài sao. 3. Bất quá tựu sau đó một khắc. Lâm Linh lại một chiếc đũa đánh vào Trần Phi trên đầu, nghiêm mặt nói người tiểu tử thúi này làm sao nói chuyện. Có còn hay không lễ phép, nhanh cho ngươi Trần Thúc Thúc xin lỗi. Đừng, đừng, ta xem tiểu phi đây không phải là có đầu mối sao. Cho nên mới, Trần bác sĩ, con ta trước ở trong quân đội đi lính, địa điểm là ở Nam Cương bên kia, vì vậy, ngươi xem. Trần Chấn Quân vội vã phất phất tay, lại hướng về Trần Phi giọng nói, thần sắc thoạt nhìn có chút khẩn trương nói. Chỉ là nhìn lướt qua ảnh chụp, thoạt nhìn Trần Phi cũng đã đoán được con của hắn đến tột cùng là tình huống gì, bởi vậy chứng minh tuần lão bác sĩ đề cử người, quả thực không phải là lãng đắc hư danh, mà là có chân tài thật học. Sở dĩ phải sẽ không, có thể có biện pháp cứu con của hắn đi. Ở Nam Cương bên kia đi lính, nghe vậy Trần Phi không khỏi vô cùng kinh ngạc phức tạp liếc đối phương Trần Chấn Quân liếc mắt, bởi vì hắn hiện tại từ lâu không là cái gì ngu dưới a ngu dốt. Biết có thể ở Nam Cương cái loại địa phương đó đi lính, tự nhiên cũng không phải cái gì giản đơn mặt hàng, dù sao đây chính là đám kia lão độc vật đại bản doanh, hang ổ. Vô cùng kinh ngạc một phen sau, hắn lại nhìn lướt qua trong hình tên kia gầy như que củi, cả người hôi ban hôn mê thanh niên nhân, nhíu mày một cái, chậm rãi nói trước hết để cho ta xem một chút người đi. Con trai người bên kia hiện tại có máy vi tính sao? Máy vi tính? Trần Chấn Quân hơi ngẩn người. Tựa hồ là nhìn thấu nghi ngờ của hắn, Trần Phi giải thích trước hết để cho ta đi qua máy vi tính video nhìn con trai ngươi tình huống. Thứ cho ta nói thẳng, lấy những hình này trên sở hiện ra, hắn sợ rằng không mấy ngày tốt sống, ta cũng không biết hiện tại chạy tới,
còn có thể vượt qua hay không? Cái gì? Nghe vậy nhất thời Trần Chấn Quân cùng với Lâm Linh đều chợt biến sắc, người trước càng bá một thân đứng lên, lập tức nói Trần tiên sinh ngươi chờ, ta ngay tức khắc gọi điện thoại thông chi bên kia. Tiếng nói vừa dứt, hắn ngay tức khắc lấy điện thoại di động ra, bước nhanh lo lắng đi tới một bên trong phòng gọi điện thoại đi. Ta nói tiểu tử ngươi có đúng hay không đang hù dọa người a? Tuổi quá trẻ, làm sao sẽ? A, đây là cái gì a? Mà ở thấy tình cảnh này, Lâm Linh còn tưởng rằng Trần Phi đang hù dọa người. Khi nàng vô ý thức đưa qua sấp ảnh chụp muốn nhìn một chút, sau đó vừa lấy tới, chỉ thấy đầu tiên mắt, liền không nhịn được tay trực tiếp run lên, một sấp ảnh chụp toàn bộ chiếu xuống. Nhìn nữa hắn lúc này sắc mặt, bất ngờ đã có chút tái nhợt lên, tâm phát thông thẳng nhảy, cả người tóc gáy đều dựng lên. Mụ, người còn là đừng xem. Trần Phi lúc này mới hoàn hồn, cười khổ đem mẫu thân nàng cho ngăn lại. Trần bác sĩ, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngươi xem, nhưng vào lúc này, Trần Chấn Quân đi tới nói. Vậy ở bên trong phòng đi, ta đi đem máy vi tính của ta cầm tiến đến. Trần Phi nghe vậy đứng dậy, đi sang một bên phòng ngủ mình đem máy vi tính xách tay đem ra, một bên hướng về hắn mụ mụ Lâm Linh nói mụ, nếu không ngươi ăn cơm trước. Cái này còn ăn cái gì a, thật là dọa người. Lâm Linh còn có chút chưa tỉnh hồn nhẹ vỗ về bộ ngực mình, muốn đem vừa rồi liếc thấy nội dung, toàn bộ ném ra bản thân đầu óc. Một lát sau, hắn rốt cục có chút không hề khó khăn như vậy thụ lên, một đôi mắt lập tức thấu lộ ra một tia cảm thán nói, ta nói hắn làm sao sẽ thiên lý xa xôi tìm được ta đây đến, nguyên lai, tình huống đã nghiêm trọng như vậy a. Rồi hãy nói một đầu khác, bên trong gian phòng Trần Phi đã đem máy vi tính xách tay của mình đánh tới, tăng thêm đối phương bên kia QQ số, mở ra video. Mà rất hiển nhiên đối phương bên kia chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, dùng là một đài camera giống như làm rất cực kỳ quải niệm dụng cụ. Đi qua video, Trần Phi gặp được bên kia, ảnh chụp trong vị trẻ tuổi kia hiện trạng. Đem hắn mặc áo toàn bộ cởi. Nhất thời hắn chau mày lên, vô ý thức mở miệng, sau đó người lúc này mới hoàn hồn bản thân cũng không có ở hiện trường, vì vậy cũng không biết đối phương bên kia đến tột cùng có nghe hay không đạt được lời hắn nói. Bất quá tự sau đó một khắc, cũng đã có một đôi ăn mặc an toàn phòng hộ phục tay, đưa về phía người trẻ tuổi kia thân thể, đem mặc áo toàn bộ giải khai. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia nửa người trên toàn bộ lồng ngực đều đã ao hãm đi vào, nhưng lại bị rậm rạp chằng chịt kích thước hôi ban răng đầy, đáng sợ nhất vâng, theo đồ sứt mẻ thân thể trước ngực hơi yếu phập phồng, này hôi ban vẫn còn động, theo sắc mặt nếp uốn quỷ dị vặn vẹo, làm cho chỉ là nhìn tựu cực sợ, chớ nói chi là giống như Trần Chấn Quân như vậy. Hắn vẫn trong video người tuổi trẻ phụ thân. Tiểu Lân, hắn nhịn không được giọng nói khổ sở dù gì nói, ngực rất đau rất đau. Đi thôi, xem ra chúng ta được nhanh lên. Đã có thể sau đó một khắc, một đạo ngưng thúc thanh âm lại bỗng nhiên khi hắn bên tai vang lên. Cái này nhất thời làm hắn có chút không dám tin ngẩng đầu. Trần bác sĩ. Hắn có chút ngơ ngác nói. Trần thúc thúc xem ra chúng ta được đuổi mau đi tới. May là còn có cứu, bằng không tựu thật ngượng ngùng, làm phiền ngươi thiên lý xa xôi xa như vậy tới tìm ta. Chỉ thấy Trần Phi khóe miệng vẽ bề ngoài theo nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy tự tin. Sau cùng Trần Phi cùng với Trần Chấn Quân vẫn là không có tâm tư đem cơm ăn xong, tự vội vội vàng vàng bước lên đi trước Bắc Sơn xa lộ. May là phi báo tổng căn cứ cái tư nhân máy bay đang ở nghỉ ngơi và hồi phục, vẫn chưa phản hồi, vừa vặn có thể vượt qua dùng để bay kinh thành. Như vậy ước chừng theo mấy canh giờ sau, một chiếc quân dụng tư nhân loại nhỏ máy bay, xuất hiện ở tới gần kinh thành cố đô thượng không. Kinh thành, lục triều cố đô, hiện nước Hoa thủ đô. Thân là người Hoa, Trần Phi vẫn là lần đầu tiên tới bên này, nhưng trong lòng thì có dũng khí nói không nên lời mở kích động, cùng cảm thán. Không hổ là đường đường một quốc gia đều, mặc dù là bọn họ Giang Nam cùng Châu Thị, vô luận là từ phồn vinh, hiện đại hóa. Hay hoặc là lực ảnh hưởng, cư dân nhân số đều xa xa không cách nào cùng đánh đồng. Xưng là nếu như Thái Dương vậy lóng lánh một khu vực, làm người ta theo bản năng vạn phần chú mục. Ngồi ở khoang hạng nhất trong, từ cửa sổ phi cơ đi xuống quan sát xa xa tỏa dung hợp nồng đậm truyền thống cùng hiện đại hóa hơi thở quốc tế đại đô thị, Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, không khỏi vi hơi híp, không gì sánh được chấn động. Bởi vì giờ khắc này khi hắn trong tầm mắt, trời xanh mây trắng dưới, nguy nga,
Túc Mục Cổ Thành dường như cự long vậy chiếm giữ ở dãy núi cùng khởi cả vùng đất, cái loại này phóng lên cao khí thế và cái loại này hồn hậu kinh người địa mạch nhảy lên, thật giống như ở nặng nề đánh ở trái tim của hắn, làm hắn hơi có chút không thở nổi. Thật đáng sợ, địa phương, sau một khắc, hắn cư nhiên nhìn không được như vậy chứ lẩm bẩm. Bởi vì nếu là hắn từ một người bình thường độ lớn của góc xuất phát, có thể còn chỉ có thể nhìn đến hùng vĩ, túc mục, trang nghiêm. Loại này người thường đều có thể đủ thấy. Cần phải là hắn từ người tu chân độ lớn của góc hay hoặc là ánh mắt xuất phát, lại có thể cảm giác được, nơi này, kinh thành, thực sự rất đáng sợ. Dù sao có thể làm một quốc chi đều địa phương, cái này tuyên chỉ. Đất này mạch, không có thể như vậy đùa giỡn, có thể toàn bộ trên địa cầu đều khó khăn lấy tìm ra mấy cái có thể cùng sánh vai địa phương, bởi vì này trong chỗ U Minh tượng trưng cho số mệnh, cái này tuy rằng nghe mơ hồ, nhưng tại tu chân giới, thậm chí trên địa cầu có chút huyền môn cao trong mắt người, những này quỷ dị đồ vật, lại đúng là chân chính tồn tại. Hơn nữa không bất luận kẻ nào dám chút nào quên, chỉ có sâu đậm kính nể. Trần bác sĩ, một hồi sẽ qua mà sẽ đến kinh thành Đường Sơn sân bay. Đến sau, ta tự ngay tức khắc nhìn người đi qua con ta bên kia. Nhưng vào lúc này, Trần Chấn Quân đột nhiên ở Trần Phi bên tai nói rằng. Nghe vậy Trần Phi nao nao, chợt cười an ủi Trần Thúc Thúc, người yên tâm đi. Ta nếu sẽ theo người qua đây, tất nhiên là có nắm chắc mới làm như vậy, nếu không, ta mình cũng không thể đập mình chiêu bài đi. Là ta quá khẩn trương, xin lỗi. Nghe vậy Trần Chấn Quân hơi giật mình, có chút nói xin lỗi. Không có biện pháp. Đi qua trước ở Trần Phi nhà thị bình, hắn rõ ràng cảm giác được con trai mình tình huống tựa hồ bết bát hơn, vì vậy hắn quả thực không có biện pháp làm được trái tim như nước, không hề bận tâm. Dù sao đây chính là hắn thân nhi tử a, nếu không lấy thân phận của hắn, vốn là rất mẫn cảm, vô luận là bên ngoài hay hoặc là trong, sao có thể sẽ chĩa vào lớn như vậy áp lực, tự mình chạy chuyến này. Trần Thúc Thúc người cũng là thương con sốt ruột nha, có thể lý giải. Nghỉ ngơi nữa sẽ đi. Đợi cũng nhanh phải đến, Trần Phi theo cười nhạt nói. Ngược lại không phải là hắn không muốn nói chuyện, mà là đối với Phương hiện tại loại tâm tính này, nhưng thật ra là có chút không thích hợp ngoại nhân nói chuyện với hắn. Bản thân yên lặng một chút rất tốt, nếu không sẽ phiền toái hơn, rất có áp lực. Tiểu nửa giờ sau, Trần Phi đám người khiêm tốn từ đặc thù trong thông đạo đi ra. Có thể là theo chân đã có một đám thân mặc tây trang màu đen, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Thoạt nhìn không giống bình thường nam tử không biết từ đâu xuất hiện, tiến lên đón. Trong đó một vị thoạt nhìn như là người cầm đầu nam tử, mặt không thay đổi nhìn Trần Chấn Quân, giơ tay lên hành lễ, nói ngài đã trở về. Thanh đội trưởng, các ngươi sao sẽ ở đây? Có thể ở nhìn thấy người nọ, Trần Chấn Quân lại bỗng nhiên có chút biến sắc nói. Đáng chết, bọn họ làm sao sẽ tới? Là lão thái gia nhượng chúng ta tới, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vị này phải là Trần Phi Trần bác sĩ đi. Xin chào, ta họ Xanh, người có thể trực tiếp gọi ta Thanh đội trưởng, rất hân hạnh được biết ngài. Người cầm đầu giải thích một chút, chợt hướng Trần Phi hơi vươn tay, thái độ, giọng nói ít nhất phải so với trước còn khách khí thập bội. Nga, Thanh đội trưởng, xin chào, Trần Phi có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này cổ quái một màn, nhàn nhạt lên tiếng. Hắn đương nhiên nhìn xuất hiện ở đây cục diện, tựa hồ có chút cổ quái. Không có ở vị kia Trần Chấn Quân Trần Thúc Thúc dự liệu bên trong. Bất quá loại sự tình này mà cùng hắn cũng không có quan hệ gì, đơn giản giả câm vờ điếc làm không biết. Đến mức cái gì Thanh đội trưởng, tại sao lại đối với hắn như vậy tôn kính, có lẽ là bởi vì biết một chút cái gì đi. Dù sao cũng liền mới hơn 30 tuổi, có thể có nửa bước tiên thiên đỉnh tu vi, cũng không đùa giỡn. Tựa hồ địa vị có điểm không bình thường a. Lão thái gia nhượng các ngươi tới. Trần Chấn Quân quả thực không nghĩ tới sự tình lại biết diễn thay đổi đến loại trình độ này, lão thái gia bên kia đã biết, nhưng lại phái nhân thủ đến. Bất quá theo hắn vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói đã như vậy, xin mời Thanh đội trưởng dẫn chúng ta qua đi thôi. Tiểu Lân bên kia đã không có khả năng trì hoãn nữa. Thỉnh! Nghe vậy Thanh đội trưởng cũng không lời thừa, nhất thời làm ra một cái tư thế mời. Sau đó vẻ mặt đen như mực đoàn xe lái ra khỏi kinh thành Đường Sơn sân bay, hướng về ta tứ hợp viện chạy đi. Cùng lúc đó, kinh thành làm có đề phòng ta vết người rất hiếm khu quân sự vực nội, một tòa hơi có chút chói mắt trúc lâu, dựng đứng ở san sát nối tiếp nhau, tràn đầy sắt thép hơi thở quân sự hóa công nghệ cao kiến trúc bên trong.
mà ở trúc lâu trong, hai vị tuổi già sức yếu lão giả ngồi đối diện nhau, bên cạnh còn đứng theo không ít lưng cao ngất nam tử, không nói được một lời, không khí ngột ngạt. Người trẻ tuổi kia đã đến kinh thành. Nhưng vào lúc này, một đạo những người trong lòng bất an nhàn nhạt khàn giọng vang lên, chỉ thấy chính là hai vị lão nhân trong đó một vị, ăn mặc tùng suy sụp hắc sắc áo choàng, lộ ra ngoài ngốc đầu như cỏ dại vậy tóc bất quá hơn 10 cây, hy thưa thất sơ, vẻ mặt nếp nhăn chồng chất, cùng cổ thụ ra vậy. Còn có ánh mắt của hắn, rất u, rất dọa người. Đúng vậy, nhị trưởng lão, Thanh Lăng đã đem bọn họ nhận được, hiện tại đang ở hướng đại thiếu gia tôn tử bên kia đi qua. Ở bên cạnh hắn, một vị đồng giảng cũng là già cỗi lão gia này chậm rãi mở miệng, không hề bận tâm mở miệng nói. Phải, đợi ngươi tự mình đi một chuyến, chiếu lão thái gia ý tứ, chờ hắn cho phòng lớn bên kia tiểu tử kia xem qua bệnh sau, đã đem hắn đưa nhà cũ đi thôi. Hắc bào lão giả đầu hói còng lưng thân thể, khàn khàn đôi mắt giật giật, khàn giọng nói. Có thể nhị trưởng lão. Bất quá sau một khắc đã có một giọng nói khác vang lên, nói nửa đoạn. Lại muốn nói lại thôi nói. Người nói chuyện không là người khác, chính là vị kia ngồi đối diện ở hắc bào lão giả đầu hói đối diện lão nhân. Mà hắn cũng cư nhiên không là người khác, chính là Minh Đạo Xuyên Minh Bá Sư Đệ Nguyễn Kinh. Thế nào, lão tứ, chẳng lẽ người còn muốn làm trái lão thái gia ý tứ? Nghe vậy ngốc đầu hắc bào lão giả khẽ nhíu mày, có chút giọng nói không kiên nhẫn nói. Ta không phải là muốn làm trái lão thái gia ý tứ, mà là... Nghe vậy Nguyễn Kinh khàn khàn đôi mắt có chút né tránh nói. Được rồi, ta biết ngươi ở đây cố kỵ cái gì. Có thể hắc bào lão giả đầu hói lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt, còng lưng thân thể run rẩy, giọng nói lạnh nhạt nói Minh Đạo Xuyên lão ngoan cố hơn 20 năm cũng đã bước ra, dỡ xuống tất cả, vì vậy hiện tại hắn bộ mặt, đã không qua nổi bất cứ tác dụng gì. Chớ nói chi là chuyện này còn là lão thái gia tự mình mở miệng, coi như hắn năm đó không đi. Cũng không có khả năng giống như bây giờ làm ẩu. Ta, ai, được rồi, tùy các ngươi thế nào lăn qua lăn lại đi, ta không muốn sam hợp. Một bên là sư huynh, một bên là lão thái gia, Nguyễn Kinh chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Sau đó hắn cặp kia khàn khàn đôi mắt lộ ra vẻ uể oải, lắc đầu, lười lại nhúng tay cái này chuyện hư hỏng. Đương sơ hắn sở dĩ chủ động nhúng tay chuyện này, là bởi vì hắn nhớ tới tốt tâm. Muốn hòa hoãn hắn sư huynh Minh Đạo Xuyên cùng lão gia tử quan hệ giữa. Nhưng bây giờ, hắn lại buồn bã phát hiện, trước hắn là muốn có chút quá ngây thơ rồi. Đi thôi, cần phải đem người mang. Thấy thế hắc bào lão giả đầu hói hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng lắc đầu, đang chuẩn bị run run hạ lệnh, lại đột nhiên nhìn thấy bọn họ chỗ ở gian phòng trúc cửa, cư nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Theo chỉ thấy một vị cõng đầu gỗ cái hòm thuốc dân quốc thời kỳ trang phục lão nhân chậm rãi đi đến, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn quét một vòng, biểu tình thập phần hòa ái nở nụ cười nói ta đến không có quấy rầy đến các ngươi đi. Người này cư nhiên không là người khác, chính là Trần Phi trước còn đã gặp Tuần Lôn, Tuần Lão. Tuần Lão? Tuần Lão bên trong gian phòng một hàng kia bài lưng thẳng tắp người cả tiếng mở miệng, ngay cả vị kia hắc bào lão giả đầu hói cùng với Nguyễn Kinh, đều có chút giật mình. Người trước nhất thời run rẩy đứng dậy, hướng về Tuần Lão kinh ngạc nói Tuần Lão tiên sinh, người thế nào lúc rảnh rỗi đến chúng ta bên này? Hắn đương nhiên rất rõ ràng, lúc này đứng ở trước mặt hắn vị này hòa ái cười, nhìn như cả người lẫn vật vô hại lão nhân, trên thực tế cũng cái kinh khủng bực nào, đáng sợ lão gia này. Hơn nữa phía sau hắn đại biểu người, đại biểu thế lực, cũng không giống bình thường, đây chính là hoàn toàn đủ để cùng bọn chúng Trần gia chạy song song với tồn tại Hứa gia. Đây chính là Hứa lão thái gia còn khỏe mạnh Hứa gia. Không có người có thể bỏ qua. Bất quá bọn hắn hai nhà không phải là hạng nhất cùng xuất hiện rất ít, vì vậy vì sao, đối phương lại đột nhiên tự mình đến cái này. Tự nhiên là có một ít chuyện này tới tìm các ngươi. Có chút tên là Trần Phi thanh niên nhân đến kinh thành, các ngươi biết chưa? Nghe vậy Tuần Lão mở miệng cười nói. Trần Phi, mà đang nghe Tuần Lão nói. Vô luận là hắc bào lão giả đầu hói hay hoặc là Nguyễn Kinh, đều có chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới từ đối phương vị kia trong miệng, lại có thể nói ra tiểu tử kia tên đến, vân vân chờ đã, chẳng lẽ. Nhất thời hai người bọn họ sắc mặt cũng thay đổi, một là âm trầm, một là cổ quái. Ừ, chính là các ngươi trong lòng nghĩ cái kia, ta chuyến này mà đến mục đích, chính là nghĩ đến nói một tiếng, người của các ngươi, đừng đi tìm hắn.
Nhưng vào lúc này Tuần lão lại một lần nữa hòa ái cười, chỉ là giọng nói kia, lại không hiểu tràn đầy một loại chân thật đáng tin. Thế mà đến cùng còn là thân phận đồng dạng không nhất thiết nhân vật, hắc bào lão giả đầu hói còng lưng thân thể, run rẩy trầm mặc nửa ngày, còn là lạnh lùng nâng lên cặp kia khàn khàn con ngươi, nói nhưng này là lão thái gia ý tứ. Khụ khụ, tự chiếu. Lời của hắn làm đi, khụ. Thanh âm đột ngột vang lên, không ngừng ho khan, như là tùy thời đều biết tắt thở. Có thể quen thuộc đang nói lại mọi người mạnh biến sắc. Vâng, đại trưởng lão. Lúc này đây hắc bào lão giả đầu hói không có ở phản bác, mà là thành thật gật đầu. Dù sao, đây chính là đại trưởng lão tự mình lên tiếng. Hơn nữa lại nói tiếp, chí ít đã có mấy năm không nghe được thanh âm của hắn đi. Lão già này còn chưa có chết. Ước sắp tới một giờ sau, đám kia đen như mực đoàn xe chậm rãi lái vào kinh thành ta tứ hợp viện. Trần bác sĩ, chính là chỗ này. Sau khi xuống xe, Trần Chấn Quân lựa chọn không nhìn thanh đội trưởng chờ lão thái gia phái người tới, đưa tay chỉ bên trong tứ hợp viện, ánh mắt phức tạp theo mở miệng, một đội uy nghiêm con người đã vô ý thức lộ ra một tia khẩn trương, thô ráp bàn tay to nắm thật chặt, toàn ở một khối. Nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu, nhưng thật ra mâu quang khác thường nhìn lướt qua tứ hợp viện kia. Bởi vì hắn hình như đã cảm giác được tứ hợp viện này nội không quá vậy, trong không khí tràn ngập nồng nặc đắng chát thuốc đông y vị, hỗn tạp chứa nhiều chân quý, hiếm thấy thuốc đông y nguyên vật liệu, cùng với. Trong đó lại có lau một cái liên hắn đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ. Mà nhưng vào lúc này, từ đen nhánh kia xe cộ đi xuống thanh đội trưởng mở miệng nói. Kỳ thỉnh thoảng liếc trộm hướng bên trong tứ hợp viện bộ ánh mắt, cư nhiên, tựa hồ tràn đầy lau một cái kính nể cùng kiêng kỵ. Nghe thế, Trần Chấn Quân tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng vẫn là có thể hơi chút nhìn ra một tia thần sắc mất tự nhiên. Theo chỉ thấy trong lòng của hắn hơi hít một tiếng, dẫn Trần Phi đi vào nhập trong đó. Trần thúc thúc, không biết bọn họ là, bước vào tứ hợp viện kia trong. Trần Phi bỗng nhiên bình thản mở miệng hỏi. Nghe vậy Trần Chấn Quân hơi ngẩn người, sau đó cố bên trái nói hắn nhỏ giọng nói kỳ thực những. Này ngươi không biết cũng có thể, bọn họ chỉ là tới tìm ta. Phải, hy vọng như thế chứ. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười cười, chợt hai tay lưng ở sau ót, phảng phất dù gì nói dù thế nào ta lần này tới kinh thành chỉ là vì làm cho xem bệnh, vì vậy chỉ nếu không có ai tới tìm ta phiền phức, dĩ nhiên là xin chào ta tốt. Tất cả mọi người tốt lạc. Nghe vậy Trần Chấn Quân nhất thời trong lòng một cái lộp bộp, biểu tình có chút khác thường quét Trần Phi liếc mắt, không nghĩ tới mạc danh kỳ diệu, Trần Phi lại đột nhiên sẽ nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã biết chút gì? Trần Bộ trưởng, người đã đến rồi. Nhưng vào lúc này, một vị ăn mặc nhân viên y tế trang phục lão nhân từ bên trong tứ hợp viện đi ra. Chính là trước bị Trần Chấn Quân xưng là sở thầy thuốc lão nhân. Sở bác sĩ. Tiểu Lân hắn tình huống hiện tại có khỏe không? Mà đang nhìn vị lão nhân kia xuất hiện, Trần Chấn Quân vô ý thức hỏi. Không phải là quá lý tưởng, hoặc là đã coi như là rất nguy hiểm đi. Vị này chính là vị kia Trần bác sĩ. Toàn bộ tiên sinh ở bên trong, nếu không, Trần bộ trưởng các ngươi đi vào trước. Sở bác sĩ đầu tiên là lắc đầu hít một tiếng, sau đó một đôi già nua con ngươi nhìn lướt qua Trần Phi, tinh tế quan sát, cuối cùng mới lại mở nhắc nhở. Cái gì, toàn bộ lão đã ở. Nghe vậy Trần Chấn Quân hơi biến sắc, bởi vì, này toàn bộ tiên sinh chính là căn này tứ hợp viện chủ nhân, bản đến con trai mình đều đã là giao phó đến trên tay đối phương, nhưng bây giờ, hắn rồi lại đem Trần Phi mời tới, đây không phải là rõ ràng nghi vấn đối phương y thuật sao? Phải biết rằng vị này toàn bộ lão địa vị, thân phận có thể tất cả không bình thường. Hắn tên thật Phi Toàn Bộ Thu Sinh. Chính là năm đó cuộc chiến tranh tiếng tăm lừng lẫy theo quân y sinh, không biết có bao nhiêu hoa hạ chiến sĩ, tướng quân thủ trưởng từ trong tay hắn được cứu vớt, khởi tử hồi sinh, cho tới bây giờ nghiễm nhiên đã là kinh thành lợi hại nhất mấy vị y học Trung Quốc thánh thủ một trong. Đồng thời, hắn lão cũng là y thánh đường một thành viên. Tới, mà đang ở Trần Chấn Quân trong đầu hơi có chút loạn lúc, một đạo âm hắc nước sơn thanh âm đột nhiên xuất hiện, một vị sử theo quải trượng, run rẩy. Khô gầy trên khuôn mặt già nua tràn đầy hạt ban lão giả, liền ở một vị mặc Armani phục sức hơn 30 tuổi nam tử nâng đỡ, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Toàn bộ tiên sinh, toàn bộ lão, nhất thời vị kia sở bác sĩ cùng với Trần Chấn Quân đều vô ý thức mở miệng nói. Chỉ có Trần Phi vô ý thức mắt híp một chút,
sau đó hướng lão nhân kia hơi chắp tay, cũng không nói nói, chỉ ở trong lòng không khỏi đích nói thầm không hổ là kinh thành loại này địa giới mà. Lợi hại lão gia này, thực sự là nhiều a. Cái này bất ngờ lại là một vị thâm bất khả trắc lão gia này, đến mức đến cùng có bao nhiêu thâm bất khả trắc, hắn cũng không biết, nhưng tối thiểu, phỏng chừng chí ít đã ở tiên thiên trung kỳ đã ngoài đi. Ngươi chính là Trần Phi. Ngay tại lúc này, đứng ở sử theo quải trượng lão nhân bên cạnh Ác Ma Ni phục sức thanh niên nhân, đột nhiên chỉ cao khí ngang nhìn Trần Phi lạnh nhạt nói, sau đó vươn tay, lấy một loại xem kỹ ánh mắt, một bên quét mắt Trần Phi khuôn mặt, một bên giọng nói kiêu ngạo nói tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Tôn Long, mới từ Thanh Ngưu Chỉ Cốc xuất sư trở về, không biết Trần bác sĩ ngươi, lại là sư thừa nơi nào. Thanh Ngưu Chỉ Cốc. Nghe vậy Trần Phi vô cùng kinh ngạc quét người nọ liếc mắt, Thanh Ngưu Chỉ Cốc cái loại địa phương đó ở giang hồ thầy thuốc, nhất là phương Bắc võ lâm giang hồ thầy thuốc trong mắt, thế nhưng địa vị thập phần thần thánh. Bởi vì chỗ kia y thuật truyền thừa thực sự rất cao minh, rất lợi hại. Vì vậy phàm là có thể từ trong đó đi ra ngoài, thành công xuất sư, xưng thứ nhất cầu y học Trung Quốc thánh thủ đều đã không quá đáng. Nghĩ đến đây Trần Phi liền vươn tay cùng hắn cầm, thản nhiên nói ta không có sư thừa, vẻn vẹn chỉ là giã lộ số mà thôi. Giã lộ số. Nghe vậy Tôn Long trên mặt không lại hiện ra lau một cái vẻ trào phúng, trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên lại đột nhiên nói như vậy. Giã lộ số. Nếu biết mình là giã lộ số, lại còn dám như thế không biết cái gọi là, chạy tới kinh thành mất mặt xấu hổ, cướp sư phó hắn bệnh nhân, thực sự là trò cười. Buồn cười. Trần Bộ trưởng, thứ cho ta nói thẳng, con trai ngươi tình huống coi như là ta sư tôn, đều thản nói thúc thủ vô sách. Chỉ bằng ngươi ngày hôm nay tìm tới đây không biết cái gọi tên, làm sao có thể còn có cái gì chuyển cơ. Bất quá là làm điều thừa mà thôi. Nghĩ đến đây. Tôn Long không khỏi vẻ mặt khoan dung mở miệng khinh bỉ nói. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt hơi đổi một chút, con người xẹt qua lau một cái vẻ kinh dị. Tôn Hiền Chất, còn xin người chú ý người nói chuyện nội dung cùng khẩu khí. Trần bác sĩ là ta tự mình mời tới, còn xin người không muốn nói lung tung. Mà Trần Chấn Quân cũng nhất thời lạnh lùng mở miệng nói, giọng nói có chút bất thiện. Mà đang nghe Trần Chấn Quân cái loại này giọng nói. Tôn Long đến cùng vẫn là không có dám ở Trần Chấn Quân loại này ta bộ thường vụ phó bộ trưởng trước mặt làm càn, chợt chỉ có thể sắc mặt xanh một trận hồng một trận ở nơi này, hừ lạnh một tiếng nói nếu Trần bộ trưởng ngươi không nhìn được hảo ý, quyết giữ ý mình muốn bị lừa bịp, vậy coi như ta Tôn Long không hảo ý nhắc nhở qua ngươi đi, chỉ bằng hắn. Hanh, trò cười. Đến cuối cùng hắn đều không quên hiển lộ ra bản thân khoan dung một màn kia, lạnh lùng lại giễu cợt Trần Phi một câu. Khụ khụ, đi. Được rồi, im miệng đi. Có thể nhưng vào lúc này, vị kia sử theo quải trượng lão giả đột nhiên run rẩy mở miệng, lau một cái âm chăm chú cảm giác bao phủ đang lúc mọi người nội tâm. Tiểu đồ bất hảo, tiểu huynh đệ ngươi đã có bản lĩnh thật sự, cũng đừng cùng hắn vậy tính toán, ngươi cứ nói đi. Hắn nhìn Trần Phi chiến chiến khẽ nói, theo như lời nói lại làm cho kỳ sau lưng Tôn Long mạnh sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt đỏ lên thành chư can. Bởi vì sao là tiểu đồ bất hảo? Cái gì gọi là chớ cùng hắn không chấp nhặt. Nói như vậy, hắn chẳng phải là thành nhảy nhót vở hài kịch. Thế nhưng nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt híp mắt không nói chuyện, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, tràn đầy nhàn nhạt màu sắc trang nhã, nhìn lướt qua sắc mặt đỏ lên Tôn Long, vừa liếc nhìn sử theo quải trượng run rẩy lão giả. Cùng loại này tự cho là đúng lão gia này tiếp xúc, chính là làm người ta khó chịu a. Mà ở thấy tình cảnh này, sử theo quải trượng chiến lão giả run rẩy nhìn lướt qua Trần Phi, kỳ khan khan, già nua đôi mắt hơi xẹt qua một tia vẻ kinh dị cùng lạnh lùng, nhưng chợt, còn là thấy hắn khẽ lắc đầu một cái, khàn giọng nói thanh niên nhân a, chính là cơn tức đại, ta đây trương lão mặt cũng không quá quan tâm dùng được. Tiểu Long, cho Trần bác sĩ xin lỗi. Cái gì? Xin lỗi? Toàn bộ thu sinh toàn bộ lão lời vừa nói ra, vô luận là Trần Chấn Quân hay hoặc là sở bác sĩ đều ngẩn người. Đến mức Tôn Long càng mạnh sắc mặt chợt biến, triệt để đỏ lên thành chư can. Dù sao phải biết rằng, ở toàn bộ thu sinh toàn bộ lão nói trước nửa đoạn nói thời gian, trong lòng bọn họ mặt còn hơi có chút lột bột một chút, cho rằng toàn bộ lão sinh khí, lại không nghĩ rằng, đến tiếp sau phát triển lại như vậy quanh co, hắn dĩ nhiên nhượng nhà mình đệ tử Tôn Long cho Trần Phi xin lỗi. Là vì vừa rồi nói mấy câu. Sư phụ, ta, Tôn Long đương nhiên không muốn làm như vậy.
như vậy mất thể diện, một đỏ mặt lên vội vàng nói. Câm miệng, xin lỗi. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, lại không xử theo quải trượng lão giả run rẩy, lạnh lùng ngữ điệu cắt đứt. Lúc này đây hắn hơi không kiên nhẫn cau mày, lau một cái âm chăm chú cảm giác đè nén bao phủ đang lúc mọi người nội tâm, giọng nói chân thật đáng tin. Vâng, vâng, Trần bác sĩ, xin lỗi, ta. Nghe vậy Tôn Long trong lòng mạnh một cái lộp bộp, nhất thời đầu đầy mồ hôi, hướng về Trần Phi sắc mặt cực kỳ nhục nhã, xấu xí thấp giọng nói xin lỗi lên. Người có đúng hay không không cơm, thanh âm nhỏ như vậy, mới vừa khí phái đi đâu. Nhưng Trần Phi lại cư nhiên trực tiếp đem cắt đứt, khấu trừ trừ cái lỗ tai, vẻ mặt không kiên nhẫn thản nhiên nói nếu không phải thầm nghĩ khiểm, hành lý chặt đi sang một bên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nhìn tâm phiền. Lời vừa nói ra, vô luận là Trần Chấn Quân hay hoặc là Sở bác sĩ, đều sắc mặt đổi, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên lá gan lớn như vậy, dám làm cho toàn bộ thu sinh toàn bộ lão mặt mà như vậy bưng cầm tư thái. Cái này có đúng hay không, có chút quá mức. Ngươi hắn ma coi là vật gì vậy? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng Tôn gia người. Ngắn ngủi yên lặng sau, bị Trần Phi uống đoạn ngôn ngữ thanh Tôn Long bỗng nhiên biến sắc, vẻ mặt dữ tợn nhìn Trần Phi. Phải biết rằng hắn Tôn Long tại đây kinh thành vòng tròn nội hạng thân phận, hạng địa vị. Chớ nói chi là phía sau hắn còn là Tôn gia, kinh thành tam đại cao cấp nhất màu đỏ một trong những gia tộc Tôn gia. Cái này đồ nhà quê coi là vật gì vậy, cái gì cậu si? Lại dám cùng hắn Tôn Long nói chuyện như vậy, thật hắn ma cho là mình coi là vật gì vậy. Thế mà hắn dữ tợn đang nói đều chưa hạ xuống, mọi người bên tai lại bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy ba lỗ tai thanh. Chính là Trần Phi trực tiếp một cái tát quạt tới, đánh cho hắn xoay quanh. Chàng pháo tay hạ xuống, toàn bộ bên trong tứ hợp viện lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ có Tôn Long bụng mặt vẻ mặt dại ra nhìn Trần Phi, Trần Chấn Quân, Sở bác sĩ hai người cũng hơi có chút giật mình thần. Không nghĩ tới Trần Phi thật lá gan lớn như vậy, cũng dám động thủ. Chỉ có Trần Phi giống như cái không có chuyện gì người vậy, đánh người sau, hoàn hảo giống như có chút ghét bỏ trà sát tay, lúc này mới cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại quét về phía xử theo quải trượng lão nhân, thản nhiên nói lão tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, người đồ đệ này, tựa hồ thu có chút không được tốt lắm a. Miệng quá thúi, mặt cũng có chút cứng rắn. Trần Phi cái này ba một cái tát thanh rơi xuống đất, tuy rằng kỳ thực hắn cũng không dùng khí lực gì, nhưng cũng còn là có Tôn Long hàm răng rớt một cái, tiên huyết theo khóe miệng chảy xuống. Trên thực tế, hắn là thật rất không có thể hiểu được cái này nhược trí trong óc là nghĩ như thế nào, vừa lên đến cùng hắn giáp thương súng, mang côn, châm chọc giễu cợt còn chưa tính, còn phải cùng hắn trang cái gì so với, cái gì có biết hay không là ai, hắn là thân phận gì. Cái gì Tôn gia? Cái này mẹ cùng hắn có dám quan hệ, nhiều cái nghiêu bức không dậy nổi, thật cho là mình có thể cùng Thái Dương Kiên sóng vai. Nhất thời toàn bộ bên trong tứ hợp viện trở nên vắng vẻ dị thường, lá rơi xuống đất không tiếng động, chỉ có Sở bác sĩ thần sắc có chút dị dạng, cùng với xa xa không ít nhân viên y tế đều vẻ mặt quỷ dị, không dám tin nhìn Tôn Long, nhìn khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống đỏ tươi máu. Bọn họ có chút khó có thể tưởng tượng một màn này. Dù sao, Tôn Long thế nhưng Tôn gia đệ tử, càng toàn bộ lão gần nhất tân thu đệ tử ký danh. Ở kinh thành, có thể có bao nhiêu người dám tại bọn hắn đại lão bản toàn bộ thu sinh toàn bộ bột nở trước như vậy làm càn. Hơn nữa còn là làm trò bọn họ nhiều người như vậy mặt mà, hơn nữa, còn là một vị không lớn không nhỏ hơn 20 tuổi thanh niên nhân, chưa dứt sửa. Trần bác sĩ, toàn bộ lão. Một lát sau Trần Chấn Quân sắc mặt có chút phức tạp, bất quá hắn phức tạp. Cười khổ biểu tình cũng hướng về phía Tôn Long, mà rơi vào Trần Phi cùng với toàn bộ lão thân trên. Dù sao Trần Phi thế nhưng hắn tự mình đi Giang Nam Bắc Sơn thị mời tới, vì hắn con trai mình xem bệnh, cũng là hắn hiện nay hy vọng duy nhất. Nhưng bây giờ, toàn bộ thu sinh toàn bộ lão vừa vặn phân không giống bình thường, mặc dù là lấy hắn ta bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận, ở đối phương loại này lão nhân, trưởng giả trước mặt, cũng còn chưa đủ xem. Như vậy, hắn không khỏi trong lòng có chút cười khổ. Bởi vì Trần Phi, cái này thật đúng là cho hắn lấy ra một cái đại phiền toái a. Nhưng lại làm hắn không nghĩ tới là, tiếp phát sinh một màn này lại làm hắn, thậm chí khiến ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì xử theo quải trượng run run toàn bộ lão, cư nhiên nhìn Trần Phi không nói nửa ngày, đột nhiên lắc đầu, thản nhiên nói ngươi nói cũng không sai.
ta đồ đệ này quả thực tịch thu tốt. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại còng lưng thân thể run rẩy xoay người, nhìn nghe vậy chính bụng mặt càng vẻ mặt đờ đẫn Tôn Long, nhàn nhạt ho khan nói khụ khụ. Ngươi hay là đi thôi, ngươi ở chỗ này của ta khảo nghiệm đã thất bại. Cái gì khảo nghiệm thất bại? Tự nhiên là trở thành hắn toàn bộ thu sinh đệ tử chính thức khảo nghiệm thất bại. Nguyên lai, Tôn Long trước thân phận, cũng liền vẻn vẹn chỉ là toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đệ tử ký danh mà thôi, chỉ có đi qua hắn khảo nghiệm, mới có thể thăng cấp, trở thành hắn đệ tử chính thức. Mà bây giờ, hắn Tôn Long nhưng thật giống như thất bại. Thế nhưng loại này không giải thích được xoay ngược lại, chớ nói Tôn Long loại này đương sự triệt để ngu rốt rớt, coi như là làm quần chúng, người xem Trần Chấn Quân, Sở bác sĩ đám người, cũng không nhịn được một chút có chút há hốc mồm cùng thất thần. Người trước càng trong nháy mắt biến sắc, liên tục kinh hoàng nói không phải là, sư phụ, ngươi làm cái gì vậy a? Vì sao? Phải biết rằng tuy nói hắn là từ Thanh Ngưu Chỉ Cốc đi ra, có thể cái loại này thân phận, lại vẫn là không cách nào cùng toàn bộ lão đệ tử chính thức loại địa vị này đánh đồng. Chớ nói chi là toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đó là hạng thân phận không bình thường, chỉ là tên này, cũng đủ để đại biểu cho rất nhiều tài nguyên và năng lượng khổng lồ. Vì vậy bọn họ Tôn gia thừa cơ hội này, là cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đặt lên toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đường dây này, trở thành kỳ đệ tử chính thức, nhưng là bây giờ, hắn lại bị tuyên án thất bại. Điều này làm cho hắn trở lại phải như thế nào dặn dò. Có thể toàn bộ thu sinh toàn bộ lão cũng đã phảng phất không nghe được lời hắn nói, hướng về Trần Phi nhàn nhạt đệ đi một bộ như vậy ngươi có thể thỏa mãn thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn run rẩy đưa tay, mời nói xin mời, bệnh nhân tình huống hiện tại đã có một ít không thật là khéo. Sư phụ, ta, sư phụ, Tôn Long một bên nhãn thần không gì sánh được oán độc nhìn Trần Phi bóng lưng, còn vừa không cam lòng đại hống đại khiếu. Có thể lập tức đã có người tiến lên đây, mặt không thay đổi đưa hắn thỉnh ra tứ hợp viện. Nếu hắn toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đệ tử ký danh thân phận đã bị tước đoạt, vậy hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần phải, cùng tư cách. Dù sao tứ hợp viện này, cũng không phải ai ngờ tiến là có thể tiến. Một lát sau, Trần Phi đám người đã đi tới một gian đống đổ đầy các loại dụng cụ, cùng với trong không khí tràn ngập nồng nặc đắng chát thuốc đông y vị căn phòng nội. Một vị trẻ tuổi gầy như que củi nằm ở trên giường bệnh, không hề hay biết, đã rơi vào chiều sâu hôn mê. Nhưng mà quỷ dị chính là hắn toàn thân da thịt, cư nhiên hiện đầy khiến người da đầu tê dại kích thước hôi ban, huyết nhục gập ghềnh, chỉ là nhìn tựu dọa người. Khụ khụ, ta từ Tuân luôn nghe nói qua ngươi, cũng nghe hắn nhắc tới y thuật của ngươi rất lợi hại, bất quá. Bệnh này, ngươi thật có thể trị sao? Bên trong gian phòng. Trần Chấn Quân cùng với những người khác đều chưa cùng tiến đến, chỉ có Trần Phi cùng với vị kia xử theo quải trượng toàn bộ lão. Hắn nhìn lướt qua bệnh người trên giường, ho khan, chậm rãi nói. Lão tiên sinh ngươi cần gì phải như vậy thử dò xét ta ni. Kỳ thực sự rất không có ý nghĩa. Không phải là thiên cốt trùng chung sao? Nghe vậy Trần Phi tự tiếu phi thiếu quét mắt nhìn hắn một cái, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi xẹt qua phong mang, thản nhiên nói. Dù sao Trần Phi còn quá trẻ, vì vậy coi như là toàn bộ thu sinh đã biết, nhìn thấu Trần Phi quái vật vậy tu vi, cùng với theo nghề thuốc thánh đường đường chủ Tuần lão hiểu qua Trần Phi tình huống, có thể hắn vẫn khó có thể đúng Trần Phi loại này thanh niên nhân, báo dĩ hy vọng quá lớn. Bởi vì lúc này nằm ở trên giường bệnh vị trẻ tuổi kia trong cơ thể trung trùng, địa vị thực sự quá không bình thường, chính là được khen là Nam Cương thập đại trung vương một trong thiên cốt trùng vương trung. Còn đây là nuôi cổ người tập hợp Nam Cương trăm độc nuôi dưỡng cùng một chỗ, từ lấy trong truyền thuyết ngoại trừ Nam Cương ngoại đã hoàn toàn tuyệt tích đáng sợ độc trùng ngàn cốt vương trùng làm cơ thể mẹ, dưỡng thành trùng, bá đạo không gì sánh được, đáng sợ dị thường. Thích nhất sống ở vô luận là động vật, dã thú, hay hoặc là loài người cốt cách trong, lấy cốt cách phi thực. Mà đây đối với thụ trùng người mà nói, không khác tất nhiên ngục vậy dằn vặt. Chỉ là ngẫm lại, để ra đầu tê dại. Khó có thể ức chế. Trên thực tế, nếu không có người trẻ tuổi kia trong cơ thể thiên cốt trùng vương trung, vẻn vẹn chỉ là vừa đản sanh ấu trùng trẻ trung, lại thêm khống chế đúng lúc, là tiên thiên cường giả tự mình xuất thủ, mới đưa nó vây ở người trẻ tuổi kia trong cơ thể, nhượng nó hôn mê, trì hoãn nó tàn sát bừa bãi, bạo phát thời gian. Nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là ngộ biến tùng quyền, như muối bỏ biển. Bởi vì nó đúng là vẫn còn sẽ thức tỉnh.
Thế mà hôm nay Trần Phi đi cư nhiên một ngụm nói toạc ra người trẻ tuổi kia trong cơ thể chung chung, nhưng lại dõng dạc nói cái gì không phải là. Nhất thời vị kia xử theo quải trượng run run toàn bộ lão, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt có chút biến hóa. Hắn chậm rãi nói nhưng thật ra ta lão gia hỏa này lòng dạ nhỏ mọn. Xin lỗi. Và lại mặc kệ Trần Phi đến tột cùng có thể hay không diệt trừ cái này thiên cốt trùng vương chung, có thể, chỉ bằng hắn có thể liếc mắt nhìn ra cái này chung trùng lai lịch, liền có thể thấy hắn ở y thuật trên, cùng với loại này kỳ văn tạp hơi phía trên tạo nghệ, có bao nhiêu sao kinh người. Dù sao coi như là hắn toàn bộ thu sinh, trước cũng không có thể đủ liếc mắt nhìn ra thiên cốt trùng vương chung lai lịch. Thậm chí còn là lật xem rất nhiều nam cương sách cổ, mới ngẫu nhiên trong lúc đó tìm được đầu mối. Nghĩ đến đây, hắn hoàn toàn thu hồi khinh thị tâm tư, nhìn Trần Phi vẻ mặt ngưng túc run rẩy nói ta ở Nam Cương trong cổ tịch tra được, loại này thiên cốt trùng vương trung thập phần khó chơi, là cái gì thập đại Nam Cương trung vương một trong, nếu là cần trung trùng ở vào thành thục thể nói, vậy coi như là tiên thiên hậu kỳ này tiền bối, cũng không dám coi như không quan trọng. Tuy nói hiện tại, người trẻ tuổi kia trong cơ thể trung trùng hình như chỉ là còn nhỏ trung trùng, nhưng bọn ta còn là thúc thủ vô sách. Nên làm như thế nào? Liên tiên thiên hậu kỳ cường giả cũng không dám coi như không quan trọng, không hổ là cái gọi là Nam Cương thập đại trung vương một trong, quả thực rất kinh người. Thế mà Trần Phi nghe vậy cũng không có thể đưa không cười cười, khóe miệng như có như không có chút trào phúng vậy cười nhạt. Bởi vì tiên thiên hậu kỳ, tuy nói trên thực tế, kỳ thực hắn cũng không biết cái gì Nam Cương thập đại trung vương, nhưng loại này thiên cốt trùng chung. Lại tại tu chân giới cái loại địa phương đó đều chính mình không kém nổi tiếng. Loại này thiên cốt trùng chung nếu là trung trùng triệt để thành thục nói, ngay cả trong truyền thuyết luyện khí hậu kỳ, 7-8-9 trùng tu sĩ cũng không dám chút nào khinh thường. Thậm chí cũng phải tránh đi. Đến mức toàn bộ thu sinh toàn bộ lão trong miệng cái gọi cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ, đính thiên cũng liền cùng luyện khí trung kỳ đỉnh, luyện khí lục trọng tương đương. Cùng triệt để thành thục thiên cốt trùng chung so với. Tự nhiên kém quá xa. Bất quá cái này toàn bộ thu sinh toàn bộ lão có câu còn là nói không sai, đó chính là bệnh nhân kia trong cơ thể trung trùng, là một con nhỏ trung trùng. Thành thục thể hắn không dám nghĩ, cũng hoàn toàn không dám trêu chọc, nhưng vẻn vẹn chỉ là ấu trùng nha, ngược lại cũng kỳ thực không đáng sợ như vậy. Trần Phi không khỏi hơi hí mắt ra, nếu là có thể đem bệnh nhân kia trong cơ thể còn nhỏ thiên cốt trùng thu phục, cũng không thất vì vậy một hồi ngoài ý muốn kinh hỉ lớn. Không biết lão tiên sinh ngươi có thể không trước tránh một chút. Nghĩ đến đây, Trần Phi đột nhiên mở miệng nói. Không thể để cho ta tham quan học tập một chút không? Nghe vậy xử theo lộ vẻ lão nhân chậm rãi ngẩn ra, trầm mặc hồi lâu nói. Sư môn truyền thừa, không cách nào tiết ra ngoài. Xin lỗi, nghe vậy Trần Phi rất không thông tình đạt lý cứng nhắc nói. Không có biện pháp, hắn tiếp muốn thi triển thủ đoạn có thể không giống bình thường, chính là tu chân giới thủ đoạn. Vì vậy, hắn cũng không muốn lung tung gây nên phiền toái gì, không cần thiết. Vậy được rồi, ta đây tự đi ra ngoài trước. Toàn bộ thu sinh toàn bộ lão nghe được Trần Phi nói như vậy, cũng biết hoàn toàn không quay về chỗ trống, vẻ mặt thất vọng, run rẩy đi ra. Còn thuận lợi đóng cửa lại. Thấy tình cảnh này, Trần Phi đứng tại chỗ trầm mặc tốt nửa ngày, thẳng đến triệt để xác nhận vị lão nhân kia đã ly khai, cùng với bên trong gian phòng cũng không có gì chụp ảnh thiết bị sau. Lúc này mới vung tay lên, lau một cái hỏa tinh nhuộm ở trên mặt đất, lau một cái làm cho ba động theo sương mù đặc đem cả phòng lấp đầy. Đây là... Cùng lúc đó, đã rời phòng có chút khoảng cách toàn bộ thu sinh toàn bộ lão, Kỳ Khan Khan, già nua hai mắt mạnh run lên, sau đó trở về nhìn phòng bệnh phương hướng, có chút kinh ngạc thất thần nói tiểu tử này, lại còn sẽ huyền môn trận pháp. Thật, thật là một tiểu quái vật a, khụ. Hiển nhiên Trần Phi chiêu thức ấy lại có một ít đem cho hắn chấn trụ. Cũng chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên nhân, có thể có được cái loại này thực lực kinh người, chém rơi một vị tiên thiên sơ kỳ đỉnh cường giả cái này đã đủ kinh người, chứ nói chi là hắn y thuật tạo nghệ còn mạnh như vậy, hiện tại cư nhiên, lại sẽ huyền môn trận pháp. Đây là một mảnh chướng khí tràn ngập hoang dã núi lớn, đếm không hết thấp bé dãy núi, thung lũng gây sự chú ý khởi ở giữa, xen lẫn xà trùng thử nghĩ trầm thấp tiếng ngựa hí. Cùng với tràn ngập ở trong thiên địa làm người ta áp lực, sởn tóc gáy màu xám khí lưu, khi thì lại nhấc lên một trận chướng khí độc phong, quả thực làm cho cực sợ, có thể nói sinh mệnh vùng cấm. Nhưng ngay khi loại này làm người ta sởn tóc gáy núi hoang đại trạch ở chỗ sâu trong,
lại cư nhiên lại có một chỗ hàng rào tựa như địa phương, không ít người mặc từ xưa phục sức nhân ảnh xen kẽ trong lúc, rất có tương tự với độc xà, thiềm thư, rết, con nhện như vậy khiến người ra đầu tê dại vật thể, công khai xuất hiện ở hàng rào nội, và lại cùng mọi người tường an vô sự, giống như bình thường, làm người ta líu lưỡi. Mà đang ở cự ly cái này hàng rào cách đó không xa ta tọa thấp bé trên ngọn núi, một nam khinh thân ảnh ngồi xếp bằng ở một khối cự thạch trên, một cái tối như mực, hộc băng lãnh xà tín tử đại xà đem vây quanh, mặc dù là nơi này cuồng phong mang theo từ trận phong bạo, nhưng thân ảnh kia cùng xà, cũng giống như bàn thạch vậy không chút sứt mẻ. Phốc suy, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên cái này tuổi trẻ thân ảnh sắc mặt không hiểu quỷ dị đỏ lên, sau đó ngực một muộn. Một ngụm sen lẫn huyết nhục tiên huyết bị hắn phun ra, nhất thời quay chung quanh ở bên cạnh hắn cái kia đen như mực xà, bất an uốn éo, phát sinh tê tê thanh âm lo lắng. Khụ khụ, khụ, không có việc gì, bảo bối đừng lo lắng ta không sao mà. Nhất thời cái này tuổi trẻ thân ảnh nhẹ ho khan vài tiếng, một bên nhẹ vỗ về tối như mực đại xà lưng, một bên con ngươi xẹt qua một tia âm trầm cùng vẻ kinh dị, tự lẩm bẩm xem ra hay là ta quá tự đại. Nguyên lai Trần Phi có cái loại này tự tin, có thể giải quyết Trần Chấn Quân nhi tử trong cơ thể thiên cốt trùng vương chung, là bởi vì hắn người mang vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, cố gắng được chân truyền, hôm nay lại triệt để bước vào tu chân giới cánh cửa, chính là một vị chân chính luyện khí tứ trọng người tu chân, tự nhiên sẽ không quá mức xem trọng tại tu chân giới cận bị coi như bàng môn tả đạo chung trùng một đạo. Nhưng Trần Phi là muốn như vậy, có thể xa ở Nam Cương Đồng Thái cũng không như thế vi. Phải biết rằng chung trùng thuật đây chính là bọn họ Nam Cương được khen là thần thánh vu thần ban tặng, chính mình vô cùng uy lực. Bất quá hắn lúc này bây giờ còn là có chút sắc mặt âm trầm, băng lạnh. Bởi vì hắn đương sơ dùng đi đối phó Hoa Hạ quân nhân ngàn cốt chung trùng, hiện nay tuy rằng xa ở kinh thành, lấy tu vi của hắn căn bản không cách nào cảm ứng được. Nhưng dù sao thiên cốt trùng chung cùng hắn có huyết mạch liên hệ, bây giờ bị Trần Phi thi triển thủ đoạn lộng sau khi chết, ngay tức khắc để hắn cảm ứng được. Còn bị lớn như vậy phản phệ thương. Bất quá may là đương sơ hắn đặt ở Hoa Hạ quân bên trong cơ thể thiên cốt trùng chung chung thể, chỉ là mẫu trùng tam đại tử thể, nếu cơ thể mẹ bị Trần Phi giết chết, tổn thất kia tự quá khổng lồ. Có thể mặc dù chỉ là tử thể, tổn thất của hắn cũng còn là rất lớn. Dù sao phải biết rằng, thiên cốt trùng vương chung, đây chính là bọn họ hàng rào bên trong thánh trùng. Mặc dù là giống như gia gia hắn người vĩ đại như vậy Vu Trung Sư, cũng không thể thừa thụ như vậy tổn thất lớn, chớ nói chi là hắn cái này tiểu tiểu hàng rào thế hệ này thánh tử. Thánh tử, người tìm ta có chuyện gì? Mặt của ngươi sắc, tiểu nửa khắc đồng hồ sau, một vị hàng rào bên trong trung niên nhân vội vã xuất hiện ở đồng thái trước mặt. Song khi hắn nhìn thấy đồng thái thánh tử sắc mặt tái nhợt, lại hơi có chút biến sắc. Gia gia ta còn là bế quan tu luyện đi. Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, chờ hắn đi ra ngươi giúp ta cho hắn nói một tiếng. Việc này đồng thái đã đổi lại một bộ bên ngoài phục sức, nhìn trung niên nhân kia thản nhiên nói. Mặc dù nói mình chung trùng bị Trần Phi giết chết, có thể đồng thái nhưng vẫn là bị đem Trần Phi không coi vào đâu, bởi vì phải biết, ngay đoạn thời gian trước, hắn đã trở thành hàng rào trong trẻ tuổi nhất địa cấp Vu Trung Sư, tương đương với cổ vũ giả tiên thiên. Thực lực như vậy coi như là phóng nhãn toàn bộ Nam Cương đều rất kinh người, tự nhiên làm hắn có đầy đủ tự tin. Dù sao nếu như bị Trần Phi giết chết chung trùng là thông thường còn chưa tính, có thể nó hết lần này tới lần khác cũng hắn đồng thái cực mạnh dựa thiên cốt trùng vương trung tam đại tử thể một trong, bị diệt sau không chỉ có nhượng thực lực của hắn đều có chút ảnh hưởng, còn càng làm cho hắn tổn thất thật lớn, bị phản phệ, há có thể không giận. Thánh tử ngươi muốn đi ra ngoài? Vâng, ta hiểu được. Nghe vậy trung niên nhân kia thần sắc khẽ biến, sau đó vẫn là không có dám nhiều lời, gật đầu một cái nói. Dù sao đồng thái dường như đều là bọn hắn hàng rào hiếm có địa cấp Vu Trung Sư, quả thực không có khả năng hạn chế hắn ra ngoài. Nhưng dù vậy, hắn theo vẫn là không nhìn được hỏi, thánh tử, có đúng hay không chuyện gì xảy ra mà. Dù sao chỉ là xem đồng thái sắc mặt kia, tái nhợt không được, liền đủ để chứng minh một. Hai, cũng không có gì. Bất quá chỉ là ta dĩ vãng thuận lợi để xuống ở bên ngoài chung trùng, bị người tiêu diệt. Vừa vặn ta hiện tại đã thành công đột phá tới đất cấp Vu Trung Sư, muốn đi ra ngoài đi dạo, tự thuận tiện sẽ đi gặp người nọ đi. Nhìn đến tột cùng là lai lịch gì, lại gan lớn đến bắt chuyện cũng không đánh một tiếng liền trực tiếp hạ ngoan thủ. Nghe vậy đồng thái lạnh lùng mở miệng nói,
từ ống tay áo của hắn gian tiết lộ ra ngoài bén nhọn xà con ngươi, tản ra lành lạnh màu sắc trang nhã. Tuy nói bọn họ Nam Cương Vu Trùng một đạo từ lâu xuống dốc, nhưng ở cái này từ xưa hoa hạ trên đất, cũng còn là không có bất kỳ người nào dám khinh thường. Vì vậy hắn tự nhiên là thật muốn sẽ đi gặp Trần Phi, xem đến tột cùng là lai lịch gì tên, cư nhiên không cho mặt mũi như vậy, trực tiếp tự hạ ngoan thủ. Cùng lúc đó, Trần Phi chính vẻ mặt buồn bực nhìn bên trong phòng bệnh, sáng sớm đã chuẩn bị xong đặc thù bên trong dung khí, chứa nước, lúc này cũng đã bị huyết sắc nhiễm đỏ. Tại nơi máu loãng trong bất ngờ tồn tại một cái dữ tợn ngón cái vậy kích thước quái trùng, chỉ là kỳ thân thể hình như đã cứng lên, đánh mất sinh cơ. Nguyên lai là tử trùng A, trách không được ta nói thế nào tốt như vậy đối phó, làm nửa ngày là một tây bối hàng. Trần Phi buồn bực nhìn dữ tợn quái trùng, buồn bực nói. Nếu là vẻn vẹn chỉ là tử trùng nói, vậy đối với hắn tựu không có giá trị gì có thể nói, hoàn toàn là có cũng được không có cũng được gì đó. Nghĩ đến đây, hắn hăng hái thiếu thiếu tan hết trận pháp, đi tới cửa phòng bệnh ấn xuống một cái gọi phía ngoài cái nút. Chỉ chốc lát sau, sử theo quải trưởng lão giả toàn bộ thu sinh run rẩy đi tới phòng bệnh, ở bên cạnh hắn còn có một mặt khẩn trương Trần Chấn Quân. Trần bác sĩ, T, đó là cái gì? Lúc đầu hắn ở nhìn thấy Trần Phi sau, vô ý thức muốn hỏi một chút con của hắn tình huống, đến tột cùng thế nào? Mà khi hắn ngẫu nhiên ánh mắt quét đến Trần Phi phía sau đặc thù bên trong dung khí máu loãng sau, không khỏi ngây ngẩn cả người, có chút hơi phía sau lưng lạnh cả người mở miệng nói. Bởi vì hắn gặp được lọ trong dữ tợn sâu. Cái này chẳng lẽ chính là thiên cốt trùng? Có thể nhưng vào lúc này, toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đã cắt đứt lời của hắn, khàn khàn, già nua đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm dữ tợn quái trùng nói. Không sai, đáng tiếc chỉ là một tử trùng mà thôi. Trần Phi có chút đáng tiếc gật đầu, sau đó mở miệng cười nói Trần Thúc Thúc, con trai ngươi hiện tại đã không sao. Bất quá sâu ở trong cơ thể hắn tạo thành phá hư, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng rất khó khôi phục lại. Ít nhất, cần nửa năm, hoặc là càng nhiều thời gian. Như vậy đi, ta trước cho ngươi viết cái toa thuốc, bọn ngươi hắn triệt để sau khi tỉnh lại, mỗi ngày đúng hạn bốc thuốc cho hắn uống. Sau cách mỗi nửa tháng hoặc một tháng, ta tới nữa cho hắn xem một chút đi. Thật sự là quá tốt, Trần bác sĩ, lần này thực sự là quá cảm ơn ngươi. Thực sự cảm ơn ngươi. Nghe vậy, nghe được con trai mình đã không có chuyện gì, Trần Chấn Quân không khỏi lão nước mắt giàn giụa, kích động vạn phần, trong lòng tảng đá lớn như nặng nề buông xuống vậy. Hắn đi tới Trần Phi bên cạnh khom người một cái thật sâu nói. Quả thực đã không sao, trong cơ thể hắn trùng trùng đã bị triệt để khu trừ sạch sẽ. Ngay cả toàn bộ thu sinh toàn bộ lão run rẩy đi tới trước giường bệnh, vì Trần Chấn Quân nhi tử kiểm tra một chút sau, đều không thể không phục tức giận phát hiện, Trần Phi quả thực nói không sai, bệnh nhân tình huống đã triệt để ổn định lại. Kỳ trong cơ thể làm hại đầu sỏ gây nên, đã bị Trần Phi khu trừ. Nghĩ đến đây, mặc dù là lấy hắn toàn bộ thu sinh thân phận, cũng không cấm hơi trầm mặc cùng bội phục nhìn Trần Phi, chậm rãi nói không hổ là liên tuân luôn đều kính nể người. Y thuật của ngươi quả thực vượt quá ta nghĩ giống. Đâu, lão tiên sinh khách khí. Trần Phi không thể đưa không cười cười, lại khiêm nhường một chút, chợt lại quay đầu nhìn phía Trần Chấn Quân dặn dò như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đợi sẽ phải tỉnh lại một đoạn thời gian, bất quá khi đó hắn chắc là ở vào vô ý thức giai đoạn. Chuẩn bị giờ cháo loãng cho hắn uống, bên trong lại hơi chút ít thêm giờ đường gluco, vitamin cái gì, về sau mỗi ngày đều như vậy. Chỉ cần người tỉnh lại tựu cho hắn này giờ. Như vậy hơn 10 ngày sau, người thì có thể triệt để thanh tỉnh, khôi phục ý thức, đến lúc đó có thể cho hắn lộng giờ thịt ăn. Thực sự, tiểu lân đợi sẽ tỉnh lại. Ta hiểu được Trần bác sĩ, ta hiện tại ngay tức khắc đi chuẩn bị ngay. Cảm ơn ngươi, nghe vậy Trần Chấn Quân trong mắt lại là vui vẻ, nào có thân là ta bộ thường vụ phó bộ trưởng uy nghiêm, kích động giống như cái tiểu hài tử. Nhất thời tiểu bào đi ra ngoài gọi điện thoại cho vợ hắn báo tin mừng, cộng thêm chuẩn bị cháo loãng lên. Khụ khụ, tiểu tử, thứ này nên xử lý như thế nào? Ngay Trần Chấn Quân ly khai phòng bệnh sau, toàn bộ thu sinh toàn bộ lão run rẩy, ho khan nói. Tuy nói chỉ là vóc dáng thể, bất quá đồ chơi này còn là thuốc dùng giá trị rất lớn, lão tiên sinh ngươi nếu có hứng thú, không ngại giữ lại nghiên cứu một chút. Nghe vậy Trần Phi cười híp mắt mở miệng nói. Một bộ tự tiếu phi tiếu nhãn thần. Ha ha, vẫn bị ngươi xem thấu. Nghe vậy toàn bộ thu sinh toàn bộ lão mỉm cười,
run rẩy tiếp tục nói, đã như vậy, ta tự từ chối thì bất kính. Bất quá ta cũng không có thể chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi, khụ khụ. Coi như ta thiếu ngươi nhất cái nhân tình tốt rồi. Hắn tự nhiên đúng thiên cốt trùng rất cảm thấy hứng thú, coi như là tử thể, còn đã thành thi thể, cũng giống vậy. Dù sao nếu là hắn có thể từ thi thể kia trong nghiên cứu chút gì đi ra, tương lai gặp mặt đến tình huống như vậy, coi như không có năng lực giải quyết, tối thiểu cũng có thể có cái tham khảo đi. Đây đối với hắn như vậy thầy thuốc mà nói, đã rất trọng yếu, vì vậy hắn mới hoặc nói ra thiếu Trần Phi một cái nhân tình, lời như vậy. Phải biết rằng hắn toàn bộ thu sinh nhân tình, coi như là tại đây long xà hỗn tạp kinh thành, cũng mặc cho nhưng mà là rất có phần lượng, rất đáng giá. Hắc hắc, nhiều tạ lão tiên sinh hùng hồn, tiểu tử kia ta cũng liền từ chối thì bất kính. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười, nhân tình loại vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt thật là tốt, chớ nói chi là đối phương rõ ràng còn là một vị lai lịch không nhỏ chính là nhân vật, thậm chí chỉ là tu vi thực lực tự cũng đủ dọa người, tiên thiên trung kỳ đã ngoài. Trần bác sĩ, ngày hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngươi. Thê tử ta hiện tại cũng đang đã qua bên này đuổi, nếu không đêm nay chúng ta tự cùng nhau ăn cơm tối đi. Vừa vặn ngươi cũng là lần đầu tiên tới kinh thành, chúng ta cho ngươi làm người dẫn đường. Làm Trần Chấn Quân chuẩn bị cho tốt con trai mình cháo loãng, vitamin, đường gluco chờ dinh dưỡng phẩm sau, hắn lại lần nữa đi tới Trần Phi trước mặt chân thành thực lòng phát sinh mời nói. Nếu không phải Trần Phi hùng hồn xuất thủ, con của hắn Trần Lân sợ rằng lần này tựu thực sự mất mạng. Vì vậy hiện tại mặc dù trong tay hắn kỳ thực từ lâu chồng chất nổi lên rất nhiều chuyện này, ta bộ hạ loại càng đã cho hắn đánh không ít điện thoại, hắn lại đều không nhận, còn có lấy thân phận của hắn, hiện nay cũng không thích hợp cùng Trần Phi quá mức tiếp cận, có thể hắn nhưng vẫn là nói như thế. Muốn mời Trần Phi cùng nhau ăn cơm tối, thậm chí nguyện ý cùng vợ hắn dịch đúng như cùng nhau, cùng Trần Phi ở kinh thành đi dạo, cho hắn làm người dẫn đường. Phải biết rằng, lấy hắn Trần Chấn Quân thân phận, đường đường ta bộ thường vụ phó bộ trưởng, đây chính là chân chân chính chính phó bộ cấp, loại này chức vị ở trong mắt người bình thường hoàn toàn đủ để xưng là thiên đại, mà giờ khắc này hắn đi cư nhiên nguyện ý như vậy hạ mình hàng đắt, lấy thân phận của hắn làm cho làm người dẫn đường. Hơn nữa đối tượng còn là một vị hơn 20 tuổi tuổi nhỏ người, không lớn không nhỏ. Cái này nếu là truyền đi, khẳng định không ít người đều kinh điệu răng hàm. Ước ao, đố kỵ không ngớt. Không cần, không cần. Trần thúc thúc các ngươi hay là trước xử lý ngươi chuyện của mình mà đi. Con trai ngươi trong khoảng thời gian này cũng đều phải cần nhân tinh hiểu lòng cố, không thể qua loa đại ý. Vừa vặn ta đợi còn có chút việc tư, để ta đơn độc hành động đi. Có thể nghe nói Trần Phi lại lắc đầu, cười cự tuyệt nói. Bởi vì hắn quả thực còn có chút việc tư mà. Vậy được rồi, đã như vậy nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Nga. Được rồi, cái này là điện thoại của ta, Trần bác sĩ ngươi có thể nhớ một chút, nếu có chuyện gì mà nói, có thể trực tiếp cho ta điện thoại tới. Tùy thời đều có thể. Nghe vậy Trần Chấn Quân không có miễn cưỡng nữa, mà là cười đem điện thoại của mình nói cho Trần Phi. Những thứ khác không dám cam đoan, nhưng lấy hắn ta bộ thường vụ phó bộ trưởng thân phận, mặc dù là tại đây kinh thành một mẫu ba phần, cũng vẫn có nhất định phân lượng, đủ để đứng ra ứng phó, giải quyết tuyệt đại đa số chuyện này. Điểm ấy tự tin hắn vẫn có. Trần bác sĩ, Đỗ tiên sinh nhường ta đến hỏi ngươi, có gì cần giúp một tay sao? Xe, hoặc là nhân thủ các loại. Nhưng vào lúc này, một vị trẻ tuổi cung kính đi tới. Xe. Nghe vậy Trần Phi nao nao, sau đó vẫn lắc đầu một cái, nói làm cho đem ta đưa đi phụ cận lớn nhất thương nghiệp thành đi. Phụ cận đây quá vắng vẻ. Tới thời gian Trần Phi tự chú ý tới. Tứ hợp viện này chỗ ở vị trí tuy rằng không ở kinh thành giao huyệt, nhưng phỏng chừng cũng không xê xích gì nhiều. Vì vậy hắn muốn tới trước phụ cận tương đối náo nhiệt khu náo nhiệt, thương nghiệp thành. Ít nhất, đi cái loại địa phương đó nơi đi dạo một chút cũng tốt ha. Dù sao thật là khó được mới tới một lần kinh thành, cũng không thể đến không. Vâng. Nghe vậy người trẻ tuổi kia ngay tức khắc gật đầu. Ước gần 10 phút sau. Một chiếc giấy phép kinh khủng Audi khiêm tốn lái ra khỏi tứ hợp viện. Hơn nửa canh giờ sau, Trần Phi một thân một mình ở kinh thành ba hoàn ta theo danh khu náo nhiệt hạ, nhìn cách đó không xa rậm rạp chẳng chịt dòng người, cùng với thanh xuân tịnh lệ trắng noản da thịt, lồi lõm có hứng thú vóc người, các loại bắp đùi. Trần Phi cười hắc hắc, ưu tai du tai nơi đi dạo lên. Nói một người đi dạo phố vốn là món rất vất vả sự tình, nhưng đối với Trần Phi mà nói,
hắn cũng đã thật lâu không có thể như vậy tùy ý, nghĩ như vậy một cái phổ thông người bình thường vậy sinh sống. Trong tầm nhìn cợt nhả, không có tim không có phổi, sang sảng cười to, e thẹn tối nghĩa. Đông đảo nhân sinh Bách Thái Đan vào thành lau một cái rất là kỳ diệu bức họa cuộn tròn, làm cho không tự chủ mỉm cười. Có thể đây là cuộc sống mị lực, mặc dù lại mê man, lại thất vọng, lại á lịch sơn đại. Tổng còn có thể có khoái trá một ngày, mà như vậy kỳ thực cũng đã đủ rồi, rất nhiều người như vậy tự thỏa mãn. Đô đô, đô đô đô. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi điện thoại lại đột nhiên vang lên, lấy ra nữa vừa nhìn, lại là Hứa lão gia tử đánh tới. Này, Hứa gia gia, là ta, ngài thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta tới? Có đúng hay không có cái gì chuyện gấp gáp mà? Thấy thế Trần Phi nao nao, đứng chổng ngược mã nhấn hiển kỳ bình mạc phía trên chuyển được kiện. Phải biết rằng vị này chủ nhân thân phận có thể không bình thường, đây chính là nước Cộng hòa xưa nhất khai quốc người có công lớn, che trời cổ thụ. Thứ đại nhân vật này tự mình gọi điện thoại tới cho hắn, nghĩ đến, hẳn không phải là cái gì chuyện nhỏ đi. Trong lòng của hắn tự nhiên là muốn như vậy. Có thể nào biết bên đầu điện thoại kia Hứa lão gia tử nghe vậy, lại trực tiếp tức giận đổ ập xuống, nói tiểu tử ngươi cũng thật không thành thật. Đều đến kinh thành tới, cũng không biết gọi điện thoại thông chi lão nhân ta một tiếng. Hắc hắc, Hứa gia gia ngươi biết, đây không phải là vừa mới đến, ta bên này vừa mới đem sự tình xử lý xong, chuẩn bị trước mình tới chỗ đi dạo một chút, còn nói tối nay sẽ cho ngươi lão gọi điện thoại, đi qua trộn cái cơm tối ăn. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, cười hì hì mở miệng nói. Tiểu tử ngươi một người có cái gì tốt đi dạo, nếu không như vậy, ta nhượng tiểu tam nhi đi qua tìm ngươi, nhượng hắn trước mang theo ngươi tùy tiện đi dạo, tối nay các ngươi cùng nhau nữa tới dùng cơm. Nghe vậy Hứa lão gia tử nhất thời bùm bùm nói. Thật đúng là đừng nói, từ lần trước Trần Phi vì hắn nghịch thiên cải mệnh, lại hướng lão thiên gia đoạt đã hơn một năm thọ nguyên sau, lão gia tử thân thể, trạng thái tinh thần. Ít nhất, nếu so với trước tốt rồi vài lần không ngừng, nói như thế thanh âm cũng to, trung khí 10 phần, đúng là thập phần khả quan. Mà đang nghe Hứa lời của lão gia tử, Trần Phi trong lòng thật ra thì vẫn là có chút cảm động. Dù sao lấy thân phận của đối phương, giảng đạo lý, thật không cần thiết đối với hắn khách khí như vậy, nhiệt tình như vậy, nhưng quan hệ giữa người và người, có đôi khi chính là thú vị như vậy. Lão gia tử trong lòng rất hiển nhiên là vẫn luôn đem hắn nhớ, nếu không, cũng sẽ không hắn vừa mới đến kinh thành bao lâu, điện thoại này tựu đánh tới, còn là cái loại này oán trách giọng nói. Thật giống như đùa giỡn tiểu tỳ khí trưởng bối, thậm chí đã lâu không gặp lão bằng hữu vậy. Nói chung làm cho cảm giác rất kỳ diệu. Tiểu Tam Nhi là ai? Chính là ta tiểu tôn tử Hứa Tế. Từ nhỏ đến lớn Tiểu Tam Nhi gọi thói quen, sẽ không đổi giọng. Được rồi, ta bên này tự cúp điện thoại trước, đợi ta nhường hắn gọi điện thoại tìm ngươi. Hứa lão gia tử giải thích một tiếng, theo cúp điện thoại. Một lát sau liền có một đạo xa lạ điện báo đánh tiến đến. Này, Trần Phi cầm điện thoại lên uy một tiếng. Trần bác sĩ, là ngươi sao? Ta là Hứa Tế, theo một đạo hơi thanh âm quen thuộc từ microphone nội truyền đến. Bên đầu điện thoại kia Hứa Tế có chút kích động nói. Làm kinh thành có mặt mũi nha nội vòng đỉnh cấp nhân vật, nói như vậy Hứa Tế còn là rất khó kích động như thế, nhưng Trần Phi cũng cái ngoại lệ. Bởi vì trong mắt hắn, Trần Phi hoàn toàn hãy cùng kinh thành ta ngành đặc biệt giảm những lão quái vật kia vậy, đều là quái vật. Chớ nói chi là ra ra hắn mệnh vẫn bị Trần Phi cứu được, tự nhiên không dám chút nào chậm trễ. Là ta, Hứa bác sĩ thực sự là làm phiền ngươi, lúc đầu ta nói đợi sẽ tự mình đi qua. Trần Phi một bên gật đầu, khách khí mở miệng nói. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị bên đầu điện thoại kia Hứa Tế cười cắt đứt. Trần bác sĩ ngươi đây là nơi nào nói? Có thể cho ngươi làm người dẫn đường, vậy cũng là vinh hạnh của ta. Ngươi bây giờ ở địa phương nào? Ta ngay tức khắc đi qua đón ngươi. Ta hiện tại ở, ta xem một chút, Nga, là ở XXXXXX. Ngươi cũng không cần cấp, ta ở bên cạnh lời đầu tiên mình đi dạo, đến rồi gọi điện thoại cho ta là được. Trần Phi nhất thời đem vị trí của mình nói cho hắn. Cùng lúc đó, Hứa lão gia tử cũng còn ở nhà mình gọi điện thoại. Điện thoại là đánh cho con gái của hắn. Phải biết rằng Trần Phi không chỉ là hắn Hứa Đông Điền ân nhân cứu mạng, hơn nữa càng trong mắt hắn chính mình siêu cường tiềm lực cùng với thực lực kinh khủng đô thị kỳ nhân.
Bởi vì ngay cả đi theo bên cạnh hắn Tuần Lão, đều từng cùng hắn thẳng nói, người này chính là Cạn Khê Long, tương lai nhất định có thể bay lên cửu thiên. Hắn đương nhiên rất tin tưởng mình lão hữu ánh mắt. Vì vậy tự nhiên hy vọng người nhà của mình đều có thể đủ cùng Trần Phi kết làm thiện duyên, đều có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Hứa lão gia tử không có khả năng sinh đẻ, cũng bởi vì trong lòng cố chấp nào đó chấp niệm, suốt đời cũng không hôn phối, bất quá đến kiến quốc sau hắn vẫn lục tục thu dưỡng một nam một nữ. Con lớn nhất Hứa Đại Dương mênh mông, vừa 50 xuất đầu, hôm nay chính nhậm chức kinh thành quân khu phó tham mưu trưởng, tiểu nữ mà Hứa Bội Nghi Tắc hôm nay đang ở bộ vệ sinh nhậm chức, đứng hàng tư cục cấp. Lấy bọn họ niên kỷ mà nói kỳ thực đã rất tốt, xưng là tương môn hổ tử, thân chức vị cao. Mà giống như bọn họ loại này cấp bậc đại nhân vật, mỗi ngày không biết trên tay có bao nhiêu sự tình phải xử lý, hành trình cũng là đã sớm an bài tốt. Có thể khi bọn hắn nhận được bản thân dưỡng phụ Hứa lão gia tử điện thoại, nhưng vẫn là không chút do dự, lúc này kéo dài, thậm chí hủy bỏ sở hữu sự vụ cùng hành trình, chạy về nhà bên trong. Thậm chí không ở kinh thành lão gia tử tiểu nữ mà càng lúc đó trực tiếp đi đính vé máy bay, ngồi máy bay chạy về kinh thành. Bởi vì, này trong không riêng có lão gia tử uy nghiêm, rất có trong lòng bọn họ đúng Trần Phi cảm kích cùng với đối với hắn loại này đô thị kỳ nhân kính nể. Dù sao lão gia tử trước sau biến hóa có thể rõ ràng nhất có thể nhìn thấy. Chỉ là thỉnh thoảng ngẫm lại đã cảm thấy kinh người. Bất quá Trần Phi đương nhiên không biết lão gia tử bên kia đã động tĩnh lớn như vậy, thậm chí toàn gia tổng động viên. Chỉ thấy hắn lúc này chính nhàn nhã nơi đi dạo theo, lại chạy đi xem non nửa chàng điện ảnh, vừa hăng say, lại nghe được mình đã đóng thanh âm điện thoại di động ong ong kêu lên. Rất hiển nhiên, cái này tự nhiên là Hứa Tế đánh tới. Tựa hồ hắn đã đến đi. Thấy thế Trần Phi có chút đáng tiếc lắc đầu, sau đó còn là xoay người từ rạp chiếu phim nội đi ra, một bên cầm điện thoại liên lạc theo, một bên rất nhanh liền tìm được rồi đối phương tại nơi. Một chiếc thập phần bá khí hãn mã xa trước, một thân hưu nhàn trang phẫn Hứa Tế chính đánh giá chung quanh. Theo chỉ thấy trước mắt hắn sáng ngời, bước nhanh đi tới Trần Phi trước mặt, mỉm cười lớn tiếng nói Trần bác sĩ xin chào, đã lâu không gặp. Hoan nghênh người tới kinh thành. Hắc hắc, quả thực đã lâu không gặp, nói, Hứa bác sĩ ngươi lại thay đổi anh tuấn tiêu sái không ít a, ha ha ha. Trần Phi cười đưa tay ra nói. Hứa Tế một thước tám trở lên cái đầu, khuôn mặt tuấn lãng, hơn nữa bình thường rất trọng thị vận động cùng rèn đúc, cả người thoạt nhìn rất có khí chất, rất có hình. Nhất là ở trên người hắn bộ kia vừa nhìn chỉ biết giá trị xa xỉ hàng hiệu quần áo thường sức làm nổi lên dưới, càng lộ ra đường cong kiên cường, cực kỳ nam tính mị lực. Cũng khó trách Trần Phi sẽ như vậy trêu ghẹo. Trần bác sĩ nói như người vậy đã có thể bẩn thỉu ta à, ở trước mặt ngươi, ta có thể không gọi được anh Tuấn tiêu sái hai chữ. Vừa nghe đến Trần Phi như vậy trêu ghẹo bản thân, Hứa Tế ngay tức khắc rất thức thời còn lấy nhan sắc, tương hỗ thổi phồng lên. Chỉ là giảng đạo lý, hắn lời này cũng không giữ lời nói lung tung, dù sao chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu quả thực vẫn có như vậy một ít xuất thích. Bình thường đều ở trên đường. Đều thường xuyên câu này muội giấy trái tim nhỏ phát thông, không cần không cần. Ngạch, khụ khụ, hắc hắc. Được rồi, nếu là ngươi, không phải nếu như vậy nói, kỳ thực ta cũng không phải không có khả năng thừa nhận. Bất quá chúng ta bây giờ đi đâu? Đều đã hơn 4 giờ đồng hồ, thời gian đã không còn sớm đi. Nghe vậy Trần Phi cười hắc hắc cười, mở miệng hỏi. Ai, kinh thành nơi này cái gì cũng tốt, chính là thông nhau chân thực quá muốn chết. Mỗi lần hơi chút chạy một chút, cũng phải chận nửa ngày. Nếu không chúng ta ngày hôm nay đơn giản chỉ đi trước ra nơi ấy, từ nơi này đi qua. Ít nhất, được phải gần 6 giờ mới có thể đến. Khi đó không sai biệt lắm cũng nhanh phải đến cơm tối thời gian. Hứa Tế nhịn không được thật to nghĩ một câu, sau đó nhỏ giọng dò hỏi. Ngạch, sắp tới 6 giờ. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ còn là mau nhanh đi qua đi, tiết kiệm đợi thời gian tốt nhất, càng chận. Rất hiển nhiên Trần Phi cũng là ở Cùng Châu, càng đã nếm thử kẹt xe, cái loại này tư vị quả thực đừng nói nữa. Chớ nói chi là phương diện này kinh thành mới là có 102 quần hùng đứng đầu, được xưng toàn quốc kẹt xe được lợi hại nhất, coi như là Thượng Hải, Thẩm Quyến đều không thể siêu việt. Hắn tự nhiên không muốn đi nếm thử cái loại này tiêu hồn tư vị. Dù sao chỉ là ngẫm lại, để người cực sợ a. Sau khi lên xe, Trần Phi tuy rằng cũng tò mò Trần Phi thế nào đột nhiên đến kinh thành, bất quá hắn lại lão lão thật thật nín không hỏi ra lời.
Dù sao giống như Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân, vậy việc tư đều là rất cấm kỵ ngoại nhân tùy tiện hỏi, loại này cong cong từng đạo hứa tế còn là rất rõ ràng, sẽ không đi đơn giản vờ ngớ ngẩn. Như vậy ước chừng theo hơn một giờ sau, hứa tế lái chiếc này hãn mã rốt cục đi qua trọng trọng bao vây, đi tới một mảnh tầm thường kinh thành lão hồ đồng khẩu. Mà khi xe theo hồ đồng khẩu quẹo vào đi, mở một đoạn đường sau, rất nhanh liền gặp được một tòa nhìn như hết sức bình thường tường xám ngói tứ hợp viện, có thể tại nơi cửa, thậm chí chỗ tối, đều có tối thiểu hai vị tính trở lên súng thật đạn thật vũ cảnh gác, chạm gác ngầm vừa đứng đón lại một đứng, tràn ngập một nhượng người ra đầu tê dại lạnh lùng nghiêm nghị khí tức. Này đều là các ngươi nhà. Mà đang nhìn ngoài cửa sổ này biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, lưng thẳng, hà thương thật đạn vũ cảnh, Trần Phi nao nao, hiếu kỳ nói. Bọn họ đều là trung vệ cục nội vệ, là rất xuất sắc quân nhân, phụ trách bảo hộ gia gia cùng với nhà của chúng ta an toàn. Nghe vậy hứa tế lắc đầu, giải thích nói. Trung vệ cục, toàn bộ xưng trung ương cảnh vệ cục, là chuyên môn bảo hộ đảng và người lãnh đạo quốc gia cực kỳ thân thuộc ngành đặc biệt. Mà có thể chúng cử cái ngành này quân nhân, tất cả đều là hoa hạ quân nhân trong tinh nhuệ, tinh anh trong tinh anh, mà là trung thành hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Ngay hắn cho Trần Phi giải thích thời gian, hãn mã đã nhanh lái đến cửa tứ hợp viện. Chợt hứa tế rung xuống xe cửa sổ kiếng, tốc độ để xuống rất chậm, nhượng này cảnh vệ có thể thấy rõ ràng bên trong xe tất cả. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy ngồi ở chỗ kế bên tài xế Trần Phi lúc, lại hầu như đều không tự chủ được nhãn thần trong nháy mắt trở nên lợi hại không so với. Trong đó một vị đầu chọc da đen vũ cảnh đồng chí ghìm súng, đi tới mặt không biểu tình hỏi, tam thiếu gia, vị này chính là. Rất hiển nhiên Trần Phi dung mạo quá xa lạ, vì vậy làm bọn hắn phải trong lòng có đề phòng. Từ đội trưởng, vị này chính là. Ngay hứa tế chuẩn bị cho đối phương giải thích Trần Phi thân phận thời gian, tứ hợp viện đại môn nội, lại đột nhiên truyền đến một đạo trung khí mười phần tiếng cười to. Cuối cùng cũng đem tiểu tử ngươi chờ được, ha ha ha. Từ ngoan, tránh ra, tiểu tử này thân phận ta đã cho hắn ở trong cục bị quá án, cấp bậc là S cấp, về sau thấy là hắn, trực tiếp nhượng hắn tiến đến được rồi, không cần kiểm tra. Nhân sinh theo sau, một vị long tinh hổ mãnh lão nhân long hành hổ bộ từ bên trong tứ hợp viện đi ra. Cười lớn, rất hiển nhiên người này không là người khác, chính là Hứa Đông Điền Hứa lão thái gia. Toàn bộ kinh thành tối thất tuần cực kỳ lão nhân gia một trong. Nước Cộng Hòa không nguyện đại thụ che trời. Mà ở phía sau hắn còn theo một vị chừng 50 tuổi mới ra đầu, thoạt nhìn dị thường dũng mãnh uy nghiêm, khí thế như hổ quốc tự mặt to nam tử, nhãn thần sắc bén, làm cho cảm giác cực kỳ kinh sợ. Chính là lão nhân gia con lớn nhất, hôm nay Bắc Kinh quân khu phó tham mưu trưởng Hứa Đại Dương Minh Mông. Thủ trưởng tốt. Nhất thời, ít nhất, hơn 10 đạo tôn kính, sẳng giọng hành lễ thanh không gì sánh được vang dội vang lên. Đông đảo vũ cảnh đồng chí trên mặt thần sắc rõ ràng kích động, khẩn trương, đồng thời, bọn họ lại một lần nữa nhìn phía chiếc xe kia nội Trần Phi ánh mắt, cũng không khỏi đầy rẫy ra lau một cái nồng nặc vẻ gây ết yêu ta sợ. Phải biết rằng đều không nói đến Hứa Đông Điền Hứa lão, đó là hạng thân phận hạng địa vị, kèm theo nước Cộng Hòa đã từng lão nhân gia trục vừa mất đi. Hiện tại đều vẫn có thể có tư cách nhượng lão nhân gia ông ta tự mình đứng ra đón chào, có thể có mấy vị. Liền nói hiện tại lão nhân gia ông ta trong miệng nhắc tới, đối phương vị kia tại bọn hắn cục diện lập hồ sơ, cư, lại là S cấp. Đây là một loại dạng gì khái niệm? Cử cái đơn giản nhất ví dụ, bọn họ những này có năng lực ở lại lão nhân gia bên cạnh thủ vệ người, tối thiểu đều là trong quân đội siêu cấp tinh anh, mỗi người đều chính mình binh vương thực lực. Nhưng vấn đề là coi như đem bọn họ hồ sơ cầm trong cục bình xét cấp bậc, phỏng trừng đính thiên cũng chính là cái B cấp, liên A đều không đạt được, nhưng bây giờ đối phương. Hứa ra ra người thế nào tự mình đi ra, người điều này làm cho ta rất ngượng ngùng A, vị này chính là, ngay tại lúc bọn họ toàn bộ rơi vào cây ết yêu ta sợ là lúc, Trần Phi đã đi xuống xe, vẻ mặt ngượng ngùng mở miệng nói. Dù sao cũng không nói cái gì thân không thân phận. Tự nói đối phương như vậy một vị thất tuần lão nhân tự mình xuất môn nghênh tiếp hắn, cũng khiến trong lòng hắn có ngượng ngùng như vậy. Cũng có chút dám động. Mà ở hắn nói như thế sau, ánh mắt của hắn lại bị lão nhân ra sau lưng vị kia quốc tự mặt to uy mãnh nam tử hấp dẫn, nhịn không được hiếu kỳ. Có ngượng ngùng gì, tiểu tử ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta, rồi hãy nói, nhà của ta lại lớn như vậy cái địa phương, nghe được có người tới, đi ra tùy tiện nhìn cũng có thể đi.
Được rồi, đến, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, đây là ta con lớn nhất Hứa Đại Dương Minh Mông, Đại Dương Minh Mông a, đây chính là ta nói với ngươi Trần Phi. Nghe được bản thân lão lời của phụ thân, vị kia Hứa Đại Dương Minh Mông Hứa phó tham mưu trưởng nhất thời nhãn thần sắc bén rơi vào Trần Phi trên người, đầu tiên là một trận lẳng lặng quan sát sau đó lại hướng về Trần Phi bái một cái, hạ giọng chậm rãi nói Trần bác sĩ, cảm ơn ngươi cứu phụ thân ta. Nhất thời tứ hợp viện phía ngoài cảnh vệ đồng chí đều thiếu chút nữa hóa đá, một đám thần sắc ngơ ngác, khó có thể bình tĩnh trở lại. Phải biết rằng bọn họ thế nhưng đều rất rõ ràng Hứa Đại Dương Minh Mông thân phận. Đây chính là đường đường Bắc Kinh quân khu phó tham mưu trưởng, lại hôm nay có người nói vừa nhanh muốn đi gặp mặt trên thăng lên một vị, không biết là ta tập đoàn quân quân trưởng còn là chính tham mưu trưởng. Vậy mà lúc này nhân vật như vậy cư nhiên làm trò bọn họ mặt mà. Như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới hướng về Trần Phi bái một cái. Điều này làm hắn các thiếu chút nữa một hơi thở đều không để lên. Ta, ông trời của ta, tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì? Có thể thoạt nhìn, hắn hình như cũng liền 26-27 tuổi, thế nào cứ như vậy thái quá? Đừng, Hứa thúc thúc như ngươi vậy đã có thể dằn vặt ta, có thể giúp đến lão gia tử là vinh hạnh của ta. Không cần như vậy, Trần Phi nhất thời có chút lúng túng nói. Tuy nói hắn gần nhất đã ở ép buộc bản thân quen thuộc loại cảm giác này, trở thành đông đảo cực nóng nhãn thần chú mục chính là tiêu điểm. Có thể loại cảm giác này giảng đạo lý vẫn là không có thói quen a, quá lúng túng. Ra ra, ba, nếu không chúng ta đi vào rồi hãy nói. Tựa hồ là nhìn ra Trần Phi có chút xấu hổ, Hứa Tế ngay tức khắc góp bắt đầu nói rằng. Nguyên lai vị này đúng là phụ thân hắn. Nghe vậy Hứa Đại Dương Minh Mông bình thản nhìn lướt qua con trai mình. Khẽ gật đầu, lại chậm rãi nói ngươi cô vừa từ bên ngoài gấp trở về, hiện tại vậy cũng sắp đến rồi, ngươi gọi điện thoại cho nàng, đi tiếp một chút. Nga, cô cũng muốn trở về. Tốt lắm, ta đi gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Nghe vậy nhất thời Hứa Tế gật đầu, lấy điện thoại ra đi ra ngoài. Ha ha, được rồi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này khô xử theo. Đều đi vào. Thấy tình cảnh này Hứa lão gia tử không hiểu có chút kích động cười cười, tâm tình phá lệ vui sướng, chợt dẫn Trần Phi tiến nhập tứ hợp viện. Hắn lúc này, giống như là cái phi thường thông thường lão nhân, trong lòng đang mong đợi một mọi người tử người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn cơm tối. Cái loại cảm giác này đối với hắn loại này thất tuần lão nhân mà nói, thật sự là cực kỳ chân quý. Mà đang nghe lão gia tử vừa nói như vậy. Nhất thời Hứa Đại Dương Minh Mông cười đem Trần Phi nhìn bên trong tứ hợp viện thỉnh. Mà chính hắn lại tận lực hơi chút lui về phía sau nửa bước, đem vị trí nhường lại, nhượng Trần Phi cùng mình cha già sóng vai mà đi. Ở Hứa lão gia tử tự mình dưới sự hướng dẫn, mọi người vào phòng khách. Nói tiểu tử ngươi lần này tới kinh thành, có phải là vì làm cho xem bệnh đi? Thế nào, kết quả làm sao? Đón điều hòa gió mát, lão nhân gia đại mã kim đao ngồi trên một đằng ghế. Cười nhìn phía Trần Phi hỏi. Cái này Hứa gia gia ngươi đều biết. Nghe vậy Trần Phi nao, sau đó lúc này mới hoàn hồn bản thân hỏi một cái ngốc vấn đề. Dù sao lấy lão nhân gia thân phận, tại đây kinh thành, có thể có cái gì không biết. Chợt chỉ thấy hắn cười lắc đầu nói người đã không sao. Bất quá hẳn là cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Đã không có chuyện gì. Nghe vậy lão nhân gia khàn lão mắt mạnh sáng ngời. Hắn theo có chút cảm thán nói xem ra tiểu tử ngươi lại so với Tuân Lôn lão đầu dành trước một bước. Trần gia tiểu tử kia bệnh, kỳ thực trước hắn cũng đi xem qua, chỉ là hắn hình như cũng bất lực, tự cho bọn hắn đề cử ngươi. Trần gia tiểu tử kia, ba, chẳng lẽ là, nghe thế Hứa Đại Dương Minh Mông lại mạnh sửng sốt nói. Ừ, chính là Trần lão đại tiểu tử kia tôn tử, hình như là gọi cái gì Trần Lân đi. Là từ Nam Cương bên kia bị thương trở về. Lão gia tử khẽ gật đầu nói. T, thực sự là hắn. Nghe vậy Hứa Đại Dương Minh Mông nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh, bởi vì hắn thế nhưng biết Trần Lân tình huống, nghiêm trọng như vậy, ngay cả tuần lão, toàn bộ lão trở loại này y thánh đường danh thủ quốc gia đều thúc thủ vô sách, hiện tại lại cư nhiên bị trị. Nhất thời hắn lại một lần nữa nhìn phía Trần Phi ánh mắt, không có càng nhiều ra lau một cái dị dạng vẻ, cảm thán nói quả thật vẫn còn anh hùng xuất thiếu niên a. Chủ yếu là ta am hiểu chính là loại này nghi nan tạp chứng, vì vậy xử lý có thể phải so với tuần lão thuận lợi một ít. Nghe vậy Trần Phi khiêm tốn cười nói. Nhưng cái này cũng đã rất lợi hại. Được rồi,
tiểu tử ngươi khó có được đến kinh thành, muốn không ở lại đến nhiều chơi mấy ngày. Kinh thành hảo ngoạn đích địa phương không ít, vừa vặn ta gần nhất tinh thần đầu không sai, chúng ta cùng nhau nơi đi dạo. Lão gia tử đột nhiên như vậy mở miệng nói. À, nếu ta với người lão cùng đi, đó không phải là được bị người giống như đại tinh tinh vậy vây xem. Nghe vậy Trần Phi nhất thời sắc mặt một trận cổ quái, có chút chần chờ nói. Điều này cũng đúng cái chuyện phiền toái mà. Nghe vậy Hứa lão gia tử nao nao, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lấy thân phận của hắn, nếu là cùng Trần Phi đồng hành nói, quả thực có vẻ quá đột ngột, không quá thỏa đáng, hơn nữa cái này cũng dễ sớm đem cuốn vào kinh thành cái này đại vòng xoáy. Cái này tự nhiên có chút vi phạm hắn bản ý. Ba, đại ca, ta đã trở về. Nhưng vào lúc này một đạo sang sáng giọng nữ từ ngoài cửa phòng truyền đến, theo chỉ thấy một vị tóc ngắn, anh khí sang sáng trung niên nữ tính đẩy cửa đi vào. Ở phía sau hắn còn có một vị hơn 40 tuổi nam tử, cùng với một vị hơn 10 tuổi thanh xuân tịnh lệ tiểu cô lạnh. Bọn họ không là người khác, chính là lão nhân gia tiểu nữ mà Hứa Bội Nghi, cùng với trượng phu của nàng Trác Vạn Sơn, còn có hai người bọn họ nữ nhi Trác Vân Đình. Trác Vạn Sơn, chính là kinh thành Trác gia lão thái gia người thứ tư nhi tử, mặc dù đương nhiên chưa tuyển trạch nhập con đường làm quan, nhưng hôm nay nhưng ở thương trong biển trà trộn sinh động. Thân thủ sáng lập hôm nay ở kinh thành phòng địa sản nghiệp tiếng tăm lừng lẫy Vân Hải tập đoàn. Thị giá trị trăm ức. Đến mức vị kia thanh xuân tịnh lệ Trác Vân Đình, càng kinh thành nổi danh tiểu công chúa. Vừa có khuôn mặt đẹp, lại có thông tuệ. Niên kỷ 18 tuổi cũng đã lấy được ra lỗ đại học thạc sĩ nghiên đọc thư mời. Cùng cha nàng, mẫu thân vậy, bình thường từ trước đến nay đều là vạn chúng chúc mục, chúng tinh phùng nguyệt tiêu điểm tồn tại. Bất quá lúc này lại từ trên mặt hắn không thấy được chút nào kiêu căng, trung tâm vẻ, trái lại có chút thận trọng. Sau khi vào phòng chỉ thấy hắn hướng về lão gia tử cùng với Hứa Đại Dương mênh mông bắt chuyện. Ngoại công, cậu, lão gia tử, anh vợ, cha hắn Trác Vạn Sơn cũng theo chào hỏi một tiếng, thoạt nhìn lại cũng có chút câu thúc. Không có biện pháp, ai kêu giờ khắc này ở trước mặt bọn họ, đây chính là hôm nay kinh thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều xưng là tối thất tuần lão nhân gia một trong Hứa lão gia tử, chính là nước Cộng hòa đại thụ che trời. Hơn nữa đừng xem lão gia tử ở Trần Phi trước mặt hòa hòa khí khí, có thể bình thường hắn ở trong nhà đều là cực kỳ nghiêm nghị, nhất là văn thơ đối ngẫu nữ giáo dục càng nghiêm ngặt, vì vậy mặc dù là Trác Vân Đình thông minh như vậy khả ái tiểu công chúa, ở nhìn thấy ngoại công lúc, đều trong lòng sợ sệt. Vì vậy chớ nói chi là hắn Trác Vạn Sơn như vậy một ngoại nhân. Mặc dù là tiểu nữ tế, có thể tóm lại vẫn là không có liên hệ máu mủ không phải là. Đã trở về, ngồi đi. Vân Đình đến ra ra bên này, nhượng ra ra nhìn ngươi dài cao không? Vạn Sơn ngươi cũng đừng tại nơi xử theo, nhanh ngồi đi. Bất quá lão gia tử ngày hôm nay tâm tình tựa hồ phá lệ tốt, cười hướng mình tiểu tôn nữ vẫy tay, sau đó hướng nữ nhi mình hơi nghiêm túc mở miệng nói Bội Nghi a, tiểu tử này chính là Trần Phi. Đây là ta tiểu nữ mà Hứa Bội Nghi, nhận thức một chút đi. Trần bác sĩ xin chào, ta là Hứa Bội Nghi, cha ta chuyện mà. Trước thực sự là làm phiền ngươi, cảm tạ. Hứa Bội Nghi tựa hồ sớm biết Trần Phi tồn tại, vì vậy cũng không có vô cùng kinh ngạc tuổi tác của hắn, một bên vươn tay, một bên cảm kích hướng về Trần Phi mở miệng nói. Hứa A Di xin chào, ta là Trần Phi. Kỳ thực các ngươi thật không cần khách khí như vậy, lão gia tử ngựa chiến suốt đời, vì nước vì dân, là ta thập phần kính nể đại anh hùng. Có thể giúp đỡ hắn một điểm việc, là vinh hạnh của ta. Trần Phi tự nhiên lại chỉ có thể lặp lại một lần loại này nói, cười cùng đối phương nắm tay. Mà đang nghe Trần Phi lời này, vô luận là Hứa Đại Dương mênh mông hay hoặc là Hứa Bội Nghi cũng không từ hơi ấm lòng cười cười. Dù sao bọn họ phụ thân là cái đại anh hùng, bị người sở tôn kính, bội phục. Không có gì so với đây càng đáng giá kiêu ngạo. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, làm lão nhân gia tử nữ, bọn họ thích nghe nhất đến chính là cái này loại hình nói. Bởi vì nghe quả thực rất ấm tâm, rất tự hào. Trần tiên sinh xin chào, lần đầu gặp mặt, ta là Trác Vạn Sơn, là Bội Nghi trưởng phu, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhưng vào lúc này Trác Vạn Sơn cũng nhìn đúng thời cơ, đứng dậy hướng Trần Phi đưa tay nói. Trác thúc thúc xin chào, họ Trác, không biết Trác quần Trác bí thư, cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Trần Phi ngay tức khắc vươn tay cùng hắn cũng cầm, đột nhiên lại tò mò nói. Bởi vì hắn nhớ kỹ Trác quần Trác bí thư hình như cũng là kinh thành. Đó là ta tam ca.
về sau tam ca của ta bên kia, tự xin Trần tiên sinh nhiều trông nom một. Hai, Trác Vạn Sơn nhất thời mở miệng cười nói. Lúc đầu đương sơ hắn tam ca mạc danh kỳ diệu chạy đến Giang Nam đi làm cái gì địa cấp thành phố thị uy bí thư, hắn còn có chút phản đối, bởi vì lấy bọn họ Trác gia ở kinh thành thực lực, nội tình, căn bản không cần thiết làm điều thừa, trực tiếp ở lại kinh thành cạnh tranh quốc thổ tư nguyên bộ phó bộ trưởng chẳng phải là rất tốt. Đương sơ cùng hắn cầm đồng dạng cái nhìn không ít người, thế mà hắn tam ca nhưng vẫn là như vậy nghĩa vô phản cố làm, lúc đó xem ra là ngu xuẩn, hiện tại xem ra, cũng cơ trí a. Dù sao có thể nhưng mà đường đường hứa lão cũng như cái này lễ đãi tuổi nhỏ người, có thể giản đơn đến địa phương nào đi. Nếu là có thể cùng nhân vật như vậy thành lập được tốt đẹp chính là hữu nghị, có thể sánh bằng chính là một cái gì phó bộ trưởng vị trí mạnh hơn nhiều. Thế mà hắn tuy rằng trong lòng đã có loại này hiểu ra, thế mà nữ nhi của hắn Trác Vân Đình, lại bị cha mình lời này cùng với mẫu thân nàng trước thái độ, còn có ông ngoại hắn đúng Trần Phi thái độ, lại càng hoảng sợ. Cái này ca ca đến tột cùng là ai a? Thế nào phụ thân lại còn nói nhượng hắn chiếu cố tam thúc? Còn có mụ, ngoại công bọn họ, Trác Vân Đình liếc trộm Trần Phi bóng lưng, một đôi mắt đẹp lóe ra lại nghi ngờ nói. Dù sao phải biết rằng bọn họ cái này toàn ra người, dứt bỏ buôn bán phụ thân không nói chuyện, cái khác chức cấp kém nhất đều là mẫu thân nàng như vậy bộ vệ sinh tư cục cấp, nhưng để ở bên ngoài nhưng cũng tuyệt đối xưng là đại nhân vật, chớ nói chi là còn có hắn cậu, hắn ngoại công. Tại đây dạng một đám người trước mặt, phụ thân hắn cư nhiên cũng còn có thể nói ra những lời này, nhượng Đính Thiên thoạt nhìn cũng chỉ có hơn 20 tuổi ca ca, chiếu cố hắn đã trao quyền cho cấp dưới tới chỗ. Đảm nhiệm địa cấp thành phố thị uy bí thư tam thúc. Hơn nữa là tối trọng yếu còn là, lúc này khi nàng cậu, ngoại công nghe nói như thế, cư nhiên đều lộ ra một bộ đương nhiên vẻ, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương hình như là chân chính có tư cách, có thực lực làm như vậy. Nhất thời đầu nhỏ của nàng có chút choáng lên. Cái này ca ca đến tột cùng lai lịch gì a? Trước vì sao cho tới bây giờ cũng không biết a? Trác thúc thúc người đây quả thực nói giỡn. Ta có thể chiếu cố Trác bí thư cái gì a? Chỉ là nghe vậy Trần Phi lại vẻ mặt cười khổ nói. Hắn cũng không phải làm quan, có thể chiếu cố cái gì a? Lời này quả thực nói hắn không lời chống đỡ. Thấy thế lão nhân ra cười hắc hắc cười, cũng không muốn lại tiếp tục lời như vậy đề, thẳng thắn đứng dậy ăn cơm nói đi nữa. Nếu mọi người tới đông đủ, vậy ăn cơm đi. Trần tiểu tử, người khó có được đến kinh thành một lần, nên theo ta hảo hảo uống một chén. Còn có các ngươi cũng là, Đại Dương Minh Mông, Vạn Sơn, biết không? Ba, thân thể của ngươi. Nghe vậy Hứa Bội Nghi hơi bất mãn nói. Hắn lo lắng lão nhân ra thân thể, uống rượu có thể hay không có vấn đề gì. Yên tâm đi, từ Trần tiểu tử cho ta đã chữa bệnh sau, hiện tại ta thế nhưng bách độc bất xâm, uống chút rượu có thể không có gì mau bệnh, ngươi nói là đi. Loại thời điểm này lão nhân ra vội vã xin giúp đỡ Trần Phi, cho hắn vội vã nháy mắt. Nếu đêm nay không có khả năng thống khoái khoái uống một câu, vậy thực sự quá không có ý nghĩa. Hắn thế nhưng đã phán rất lâu rồi. Hứa a di người yên tâm đi, lão gia tử bây giờ thân thể, uống chút rượu không có gì đáng ngại. Thấy thế Trần Phi nhất thời không buồn cười mở miệng, gật đầu nói. Không nghĩ tới bình thường uy nghiêm túc mục, uy phong bát diện lão gia tử, còn có như vậy lạc thú một mặt. Vậy được rồi, bất quá vẫn là uống ít chút. Rượu thứ này uống nhiều rồi cũng không tốt, nghe được Trần Phi nói Hứa Bội Nghi lúc này mới buông lo lắng, bất quá vẫn là phụng phịu dặn dò. Sau đó đó là mọi người nhiệt nháo nháo cơm tối thời gian, cùng với trên bàn cơm mọi người đẩy bôi dao ngọn đèn, ở giữa lão nhân gian hăng hái đập, lại thêm rượu không say người người tự say, tất cả mọi người có chút đắm chìm trong loại này bầu không khí trong, vì vậy ván này cơm tối đủ ăn vào 8-9 giờ mới xong việc. Bữa tiệc sau khi kết thúc. Lão nhân ra lôi kéo Trần Phi đơn độc đến rồi tứ hợp viện phía sau tiểu viện ngồi một chút. Ánh trăng chiếu người, buổi tối u tĩnh, lão nhân bưng một ly trà nhàn nhạt phẩm một cái, đột nhiên cười hỏi Trần tiểu tử, người nghĩ cái này kinh thành thế nào? Kinh thành. Nghe vậy Trần Phi nao nao, mở miệng nói rất lớn, rất nhiều người, rất có hiện đại hóa khí tức, là một rất nhiều người đến tự không muốn đi địa phương. Cũng là cái làm cho có chút thật không dám tới địa phương. Thật không dám đến. Nghe vậy lão gia tử khàn khàn đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, tùy theo bất đắc dĩ lắc đầu nói tiểu tử ngươi biết ta nghĩ ngươi nói cái gì. Lão gia tử ngươi muốn nói cái gì? Ta không biết a.
Nghe vậy Trần Phi vẻ mặt vô tội nói. Vậy ngươi còn nói cái gì không dám tới? Ngươi bây giờ còn trẻ như vậy, lại có bản lĩnh, chính là giường cột nước nhà, không bằng thẳng thắn ngươi trực tiếp tới kinh thành làm chút chuyện mà đi. Ta hiện tại tuy rằng già rồi, nhưng tùy tiện nói hai câu còn là dùng được. Lão nhân ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì giường cột nước nhà, Hứa gia gia ngươi cái này quả thực quá đề cao ta. Chủ yếu là thân phận của ta quả thực không thích hợp. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhãn thần lóe lên cố bên trái nói hắn, nhưng cuối cùng vẫn là ở lão gia tử uy nghiêm trong ánh mắt của thẳng thắn, khẽ thở dài một cái nói. Ngươi có thể có thân phận gì? Lão gia tử đảo cặp mắt trắng dã. Ta là một gã cổ vũ giả a. Trần Phi đương nhiên mở miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ta là một gã cổ vũ giả, vì vậy cử chỉ của ta phương thức, tư duy hình thức, đều cơ bản hoàn toàn dừng hình ảnh ở cái thân phận này phía trên. Thói quen trực lai trực khứ, dụng quyền đầu giải quyết vấn đề. Có thể ở kinh thành loại địa phương này, có thể cho phép ta càn rỡ như vậy sao? Lão nhân gia nghe vậy giờ mới hiểu được vừa rồi Trần Phi câu nói kia, là có ý gì, chợt không tự chủ được bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói cái này. Nhưng thật ra đáng tiếc a, đáng tiếc. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên cũng biết đến một ít trong khoảng thời gian này nội, Trần Phi kinh lịch, phát sinh một ít chuyện. Vì vậy minh bạch đối phương lần nói không phải là ở có lệ hắn, mà là quả thực như vậy. Từ nhỏ đến lớn thân là cổ vũ giả hắn, đã thành thói quen người trong võ lâm bộ kia trực lai trực khứ, dụng quyền đầu giải quyết vấn đề phương thức. Mà một bộ này, rất hiển nhiên ở kinh thành là không thể thực hiện được. Làm lục triều cố đô, kinh thành trên căn bản là bất cứ lúc nào đều bị vây giới nghiêm trạng thái, vô luận là ai, vô luận là bất kỳ thế lực nào đều không cho phép ở loại địa phương này làm càn. Lung tung đánh, vì vậy lão gia tử cũng minh bạch Trần Phi cố kỵ không phải không có lý. Cái này không sai biệt lắm đều xem như là cái bế tắc, cũng không có đường sống vẹn toàn. Đáng tiếc a, thực sự đáng tiếc, thực sự là lãng phí tiểu tử ngươi người tài giỏi như thế. Nghĩ đến đây lão gia tử không khỏi lần thứ hai thở dài nói, thần sắc có chút vi huân sợ run. Hứa gia gia ngươi cái này thực sự quá coi trọng ta. Thâm sơn hang hổ báo, điền dã giấu kỳ lân. Thế gian này trên ẩn sĩ kỳ nhân, kinh tài tuyệt diễm hạng người sao mà nhiều. Ta bất quá là trong đó một đóa nho nhỏ cành hoa mà thôi, chẳng có gì lạ. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy lại cười lắc đầu, hơi hơi hí mắt nói rồi hãy nói, ta ở Bắc Sơn cái loại này địa phương nhỏ tiêu diêu tự tại đã quen, bình sinh cũng không có gì lớn chí, chỉ hy vọng có thể ở võ đạo một đường có nhiều kiến thụ là được, cho nên vẫn là cái loại này thật đơn giản sinh hoạt tương đối thích hợp ta. Tốt xấu tùy tiện trêu chọc giờ chuyện gì, cũng có thể đè xuống đến a. Cái này đến vâng, Phi, người tiểu tử này trong miệng đều là cái gì thí thoại. Cái gì gọi là tùy tiện trêu chọc giờ chuyện gì đều có thể đè xuống, người cũng không phải này không óc quần là áo lượt. Trước hết nghe theo lão gia tử còn vi huân theo gật đầu, như là nhận nhưng Trần Phi thâm sơn hang hổ báo, điền dã giấu kỳ lân lời như vậy, có thể theo càng đi về phía sau hắn lại càng nghĩ nghe có cái gì không đúng. Không khỏi vỗ vỗ cái ghế mắt trợn trắng nói. Bất quá theo hắn lại không có nại than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói tiểu tử ngươi nhưng thật ra tiêu giao tự tại, nhưng lại khổ ta lão đầu tử này một sấp dày niên kỷ, còn phải để loại này chuyện hư hỏng mà phiền lòng làm lụng vất vả. Người lão hiện tại đều lớn như vậy mấy tuổi, không phải là nhà cùng vạn sự hưng sao? Còn có thể làm lụng vất vả cái gì? Trần Phi không rõ vì vậy, nghi ngờ nói. Nào có người nghĩ được đơn giản như vậy? Nghe vậy lão gia tử trừng Trần Phi liếc mắt, khẽ lắc đầu nói bây giờ kinh thành, hoàn toàn chính là cục diện đáng buồn, lại ngầm cất giấu đếm không hết tiểu tâm tư cùng hoạt động. Tục ngữ nói thật tốt, nhân tính tham lam, dã tâm vô cùng, chúng ta Trần gia hiện tại chỗ đứng quá cao, không ít người đều vẫn là đỏ mắt a. Phải biết rằng lời như vậy thế nhưng thập phần nhạy cảm, coi như là ở lão nhân gia ông ta mình nữ nhân trước mặt, hắn đều chẳng bao giờ sớm quá. Nhưng bây giờ lại Trần Phi trước mặt không chút kiêng kỵ nói ra, đủ để có thể thấy được hắn là thật đem Trần Phi làm người một nhà. Có mấy lời mà, có một số việc mà ở trong lòng hắn nín lâu lắm, tổng cũng sẽ mệt mỏi, muốn tìm cá nhân khuynh thuật, giao thổ lộ tình cảm. Dù sao lấy lão nhân ra ông ta như vậy nước Cộng hòa đại thụ che trời, mỗi tiếng nói cử động, mặc dù là thuận miệng nói một chút, đều biết bị người dùng kính lúp đến cân nhắc cùng so sánh, chớ nói chi là như vậy đề tài nhạy cảm. Nếu là tiết lộ ra ngoài, đưa tới phong ba không biết muốn bao lớn.
mà Trần Phi tuy rằng không rõ chính đàn bên trong cái loại này cong cong từng đạo, thế nhưng, nói tóm lại hắn vẫn là nghe minh bạch a. Chợt chỉ thấy hắn nhịn không được hơi biến sắc, trần trờ sắc mặt cổ quái nói lão gia tử, người lời này ta có thể nghe không hiểu. Lấy lão nhân ra người ở kinh thành, ở nước Cộng Hòa thân phận, chẳng lẽ còn có ai dám lung tung, tìm lung tung chuyện sao? Ta ở thời gian không ai dám, có thể ta chết ni. Trần tiểu tử, mạng của ta là người cứu, người hẳn là rất rõ ràng ta bây giờ còn có bao lâu tốt sống. Có thể nghe nói lão nhân ra lại chậm rãi bưng nước trà nhấp mân, thản nhiên nói năm đó, ta thu dưỡng đại dương minh mông, bội nghi thời gian đều đã già rồi, vì vậy bọn hắn bây giờ lưỡng lớn nhất một cái, vừa mới vừa 50 xuất đầu, đại dương minh mông quân hàm cũng mới vừa lên tới thiếu tướng không bao lâu. Nếu là ta đi, người nghĩ hắn no được khởi hiện tại loại độ cao này hứa ra. Nghe vậy Trần Phi sửng sốt tốt nửa ngày, cuối cùng vẫn híp mắt không nói nữa. Bởi vì hắn quả thực rất rõ ràng lão nhân gia còn có thể sống bao lâu, nếu không có gì tình huống đặc biệt nói, tối đa thêm một năm nữa số không mấy tháng, cũng liền thực sự chấm dứt. Dù sao sinh lão bệnh tử, còn đây là thiên nhiên từ xưa đến nay quy tắc. Không có người nào có thể làm được trường sinh bất tử, bởi vì vậy cũng là mộng tưởng hão huyền, nhất là ở địa cầu này, có thể sống đến 110 nhiều đã coi như là kỳ tích. Đến mức lão nhân gia trong miệng cái gọi hiện tại loại độ cao này hứa ra, coi như dùng cái mong muốn, cũng có thể biết cũng không cái gì bình thường. Mà hứa đại dương minh mông hứa thiếu đem thân phận bây giờ, chức cấp, vẻn vẹn chỉ là Bắc Kinh quân khu phó tham mưu trưởng, tuy nói ở trong mắt người ngoài đã coi như là rất nhiều bức, nhưng hình như, muốn khởi động bây giờ hứa ra, còn là quá khó khăn, thiếu tư cách. Dù sao lúc trước tới được trong quá trình, hắn đã từ hứa tế trong miệng, đại khái hiểu được một ít kinh thành vòng tròn nội tình huống. Kinh thành chân chính có tư cách được xưng là đỉnh cấp nhà giàu có thế gia không ít, môn hạ dòng chính trải rộng quân chính thương, lực ảnh hưởng cực đại. Nhưng thật chính là từ năm đó cái kia hỗn loạn niên đại dốc sức làm xuống tới, cho tới bây giờ lão nhân gia đều khỏe mạnh, lại có tư cách được xưng là đỉnh cấp thế gia, cũng chỉ có tam gia, được xưng là tam đại màu đỏ nhà giàu có. Mà tam đại màu đỏ nhà giàu có theo thứ tự là Trần gia, Tôn gia, Lưu gia. Trừ lần đó ra còn có cái trường hợp đặc biệt, đó chính là Hứa gia. Bởi vì Hứa lão gia tử năm đó cũng là từ thời đại đó ra ngựa bọc thây tới được, kỳ thân phận địa vị cũng chút nào kiêu ngạo ở còn lại tam gia lão nhân, chỉ là bởi vì lão gia tử dưới gối người lớn không vượng, lại thêm nữ nhân niên kỷ quá nhỏ, chức cấp không cao, vì vậy dẫn đến Hứa gia ở kinh thành vị trí hơi lộ ra xấu hổ. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, Trần gia lão thái gia con lớn nhất Trần Bình Chương, hôm nay đều đã 70-80, từ quốc u viện phó quốc cấp cái loại này cao độ đều lui xuống tới. Có thể lão nhân gia con lớn nhất Hứa đại dương minh mông, hôm nay vừa mới vừa 50 xuất đầu, vẻn vẹn là Bắc Kinh quân khu phó tham mưu trưởng. Chênh lệch này rất rõ ràng. Lão gia tử kia ngươi bây giờ chuẩn bị, nghĩ đến đây, dù là Trần Phi loại này người ngoài cuộc cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Một đôi đen kịt con ngươi liếc trộm hướng lão nhân gia thấp giọng nói. Chỉ là hắn loại này người ngoài cuộc tùy tiện ngẫm lại, đã cảm thấy đau đầu, chớ nói chi là lão gia tử hiện tại loại này mấu chốt nhất vị trí. Khẳng định áp lực thập phần đại đi. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, may là ta bộ xương già này nói còn có chút dùng, đương sơ cùng dưới tay ta những lính kia viên, đều còn nguyện ý bán ta mấy phần mặt mũi. Lấy đại dương minh mông tình huống hiện tại. Tốt nhất là có thể đem hắn điều nhiệm đến ta tập đoàn quân đảm nhiệm quân trưởng, như vậy mới đúng hắn tương lai tấn thăng đường rất có lợi. Lão nhân ra híp mắt thần sắc có chút phi huân nói, giống như là có chút say, đang lầm bầm lầu bầu. Hắn là đại anh hùng, cũng là đã từng nguyên soái, vì vậy ở ảnh hưởng trong quân đội lực là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu dĩ vãng hắn là rất phản cảm làm như vậy chuyện này, dùng trong tay mình lực ảnh hưởng vi nữ tôn mưu phương tiện. Có thể dù sao cũng là người đến thất tuần, biết thiên mệnh, ý tưởng cũng có chút theo thay đổi. Cái gì Trần gia suy không suy bại, cũng không quan hệ, chỉ cần nữ nhân hậu bối có thể quá khá một chút, đừng đợi được sau khi hắn chết, quá có phiền phức, hắn cũng đã đủ hài lòng. Lão gia tử ngươi cũng đừng quá lo lắng, dù sao con cháu tự có con cháu phúc, rồi hãy nói, ta nghĩ Hứa thúc thúc thoạt nhìn còn là rất có năng lực, hẳn là thời gian được rồi, là có thể lên đi. Trần Phi đối với phương diện này cũng không hiểu nhiều, chỉ có thể hùa theo an ủi. Ha ha, Trần tiểu tử, ta hỏi ngươi cái chuyện này, ngươi cần phải thành thật trả lời ta.
Người đúng Trần gia là cái gì ấn tượng? Lão nhân gia nhạt cười một tiếng, lại đột nhiên hỏi. Trần gia, người nào Trần gia? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Người nói người nào Trần gia, tiểu tử ngươi cũng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi không là mới vừa mới theo Trần lão đầu tôn tử tiếp xúc qua sao? Nghe được Trần Phi nói, lão nhân gia hơi có chút thổi râu mép trừng mắt, mà khi hắn theo lại chú ý tới Trần Phi hình như thật không biết có chút chuyện này, chợt kỳ khàn khàn đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, theo mở miệng nói. Không thể nào, chẳng lẽ, tiểu tử này đến bây giờ đều thật còn không biết bản thân cùng lão Trần gia quan hệ. Ngươi là nói Trần Chấn Quân Trần Thúc Thúc, nga, kỳ thực ta cùng trước hắn cũng không biết, chỉ là bởi vì mẹ ta cùng hắn hình như là lão bằng hữu, vì vậy. Đến mức cái gì ấn tượng, ta trước là có nghe được có người gọi hắn bộ trưởng, tựa hồ địa vị không quá vậy đi. Trần Phi giải thích một chút, lại suy đoán nói. Nghe vậy lão gia tử trầm mặc một chút, sau cùng nhẹ vuốt đằng ghế dừng tay, góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt già nua lộ ra lau một cái ý vị thâm trường vẻ. Chậm rãi nói nga đó là lão Trần gia đời thứ ba, đúng là cái thật không tệ tiểu tử, năng lực rất mạnh, cũng rất có quyết đoán. Hơn nữa gần nhất hắn tựa hồ cũng sắp đến thời khắc mấu chốt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mới có thể đi lên mặt lại đi một bước đi. Vậy cũng được đáng giá chúc mừng. Nghe vậy Trần Phi có lệ nói, một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tràn đầy nghi hoặc, không rõ vì vậy. Có thể nhưng vào lúc này... Lão nhân gia lại híp mắt phi huân nói Trần lão đầu nhi tử nữ nhi không ít, bất quá tối tranh khí còn là Trần lão đại nhất mạch, lại sau đó hình như là Trần lão tam bọn họ. Chỉ là gần nhất nghe nói Trần lão đầu tên kia cũng nhanh không chịu nổi, sống hơn 100 tuổi, cũng không biết, có thể hay không chống nổi cái này trời thu. Đại nạn đến rồi, Trần Phi nao nao. Ừ, đại nạn đến rồi, cho hắn xem qua người đều là nói như vậy. Lão nhân gia hơi cảm thán. Sau đó chỉ thấy hắn chuyện hơi vừa chuyển, đột nhiên chậm rãi nói bởi vì sự quan trọng đại, vì vậy tin tức này vẫn bị khóa chặt chẽ, không vài người biết. Lão gia tử ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tiết lộ. Nghe vậy Trần Phi nhất thời bảo đảm nói. Ta không phải là muốn nói cái này. Có thể lão nhân gia lại cư nhiên lắc đầu, một đôi khàn khàn đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói ta biết sư phụ ngươi là Minh Đạo Xuyên, cũng có thể lý giải lão tiểu tử kia trong lòng không nghèo. Chỉ là, người đã già, luôn sẽ phạm sai, từ xưa đến nay có thể không có gì con người toàn vẹn, vì vậy. Hắn kỳ thực cũng không cần thiết rất cố chấp. Lão gia tử ngươi lời này, có ý tứ, ta không phải là quá rõ. Nghe vậy Trần Phi có chút mạc danh kỳ diệu, nghi ngờ nói. Quá một trận, ngươi hẳn là tự sẽ minh bạch, ta vừa rồi nói với ngươi, tìm cái thời gian, cho sư phụ của ngươi nói một tiếng, xem hắn nói như thế nào. Có thể hắn sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết. Nói đến đây lão nhân gia đột nhiên ngôn ngữ thanh dừng lại, sau đó một bên đứng dậy, một bên lắc đầu nói lúc đầu đây là các ngươi việc nhà mà, ta không nên lắm miệng, chỉ là Trần lão đầu. Ai, vào đi thôi, đêm đã khuya. Nói hắn liền một người run rẩy trở về nhà đi, lưu lại Trần Phi hơi ngây người ở lại tại chỗ, có chút nhíu. Việc nhà, Trần gia, mà đang ở Trần Phi. Hứa lão gia tử giữa hai người lặng lẽ nói như vậy kết thúc sau, kinh thành ta đỉnh cấp tư nhân hội sở nội, một vị vóc người cực kỳ nóng nảy, có câu người, kiều mị khuôn mặt non nớt thân thể mềm mại, đang bị một vị vẻ mặt dữ tợn Akmani nam tử trẻ tuổi ôm vào trong ngực, tùy ý nắn bóp. Chỉ thấy Akmani nam tử trẻ tuổi không là người khác, chính là buổi chiều còn cùng Trần Phi từng có gặp mặt một lần Tôn Long Tôn Đại Thiếu. Bất quá rất hiển nhiên. Vừa mới bị toàn bộ thu sinh toàn bộ lão trục xuất sư môn, vì vậy chúng ta Tôn Long Tôn Đại Thiếu tâm tình của giờ khắc này thật không tốt. Chỉ thấy kỳ một tay hung hăng nắn bóp trong lòng thân thể mềm mại trước ngực vậy đối với ngay thẳng vừa vặn hồn viên trắng noản, dữ tợn khuôn mặt trên cơ thể vặn vẹo lay động, không gì sánh được âm trầm nỉ non mẹ, cậu cặn bà. Phải biết rằng hắn Tôn Long hạng thân phận, hạng địa vị. Đây chính là kinh thành tam đại màu đỏ nhà giàu có một trong Tôn gia dòng chính. Hoàn toàn xưng là kinh thành nổi danh nhất nha nội một trong. Coi như là không phải là cao cấp nhất, cũng không kém nhiều lắm. Dù sao hôm nay Tôn gia, đây chính là kinh thành ba đại hào môn trong số một số hai, chính trực đỉnh thời kỳ. Coi như là cái khác đều là nhà giàu có nhóm Trần gia, cũng không dám nhẹ lau kỳ anh phong. Về phần hắn Tôn Long, mặc dù bởi vì năm mới phạm vào nhất kiện tương đối lớn chuyện sai lầm, vì vậy không có cơ hội tiến nhập chính giới.
lại thêm nhìn không thấy thương nhân ở vòng tròn nội địa vị, cho nên liền trở thành lão tôn nhà đời thứ tư trong duy nhất không có ở chính thương hai giới lẫn vào đàn ông. Bất quá tuy rằng hắn Tôn Long không có cơ hội nhập con đường làm quan, lại nhìn không thấy thương thân phận của người, nhưng hắn lại không hiểu chính mình tương đối kinh người võ học, y học thiên phú. Bằng chừng ấy tuổi, liền đã chính mình cổ vũ giả nhị lưu tiêu chuẩn, càng từ Thanh Ngưu Chỉ Cốc cái loại này phương Bắc võ lâm y học thánh địa xuất sư trở về, xem như là rất có khả năng. Rồi hãy nói phụ thân của hắn chính là ta bộ thường vụ phó bộ trưởng, phó bộ cấp, ông ngoại hắn càng quân tổng bốn bộ cao tầng, tay cầm quyền to, quyền cao chức trọng. Tôn Long mụ mụ họ Tôn, nhưng ba hắn cũng không họ, là xuất từ kinh thành một cái nhị lưu cuối cùng gia tộc, toàn bộ ỷ vào Tôn gia hơi thở sinh tồn, vì vậy tự ngay cả mình đều là tới cửa con rể, nhi tử tự nhiên cũng là theo chân mụ mụ họ. Nhưng dù vậy, hắn Tôn Long tại đây kinh thành vòng tròn nội thân phận, địa vị, cũng vẫn không dung hoài nghi. Dù sao trong cơ thể giữ lại lão Tôn nhà máu, cũng không phải họ khác. Vì vậy hắn ở lão Tôn nhà đời thứ tư trong vị trí tối thiểu cũng là bài hàng đầu, gần với mấy vị kia chân chính bị lão thái gia nhìn chúng đời thứ tư xuất chúng. Lúc đầu lần này có thể trở thành toàn bộ thu sinh toàn bộ lão đệ tử ký danh, đó là một cái cơ hội, dù sao lấy vị kia thân phận. Nếu là có thể trở thành kỳ chính thức, thậm chí đệ tử thân truyền nói, vậy hắn Tôn Long ở lão Tôn nhà đời thứ tư trong vị trí, tất nhiên sẽ lần thứ hai đề thăng, đi lên nữa đề thăng mấy vị. Lúc đầu đây hết thảy hắn kế hoạch tốt đẹp như vậy, dù sao lấy hắn tuyệt thế y học thiên phú, toàn bộ thu sinh toàn bộ lão làm sao có thể không tuệ nhãn biết châu, bỏ qua hắn như vậy một cái tốt mầm, không thu hắn làm chính thức thậm chí đệ tử thân truyền. Nhưng Trần Phi xuất hiện, lại làm hắn mỹ hảo huyễn tưởng tan vỡ. Hắn bị toàn bộ thu sinh toàn bộ lão không lưu tình chút nào trục xuất sư môn, tước đoạt hắn đệ tử ký danh thân phận, điều này làm cho hắn há có thể không giận. Nghĩ đến đây hắn thậm chí nén không được lửa giận trong đốt, một hai bàn tay hung hăng tại nơi trong lòng non mềm thân thể mềm mại đẫy đà râu biện cùng với cùng tương liên trắng nõn chân dài trên da thịt hung hăng nhu lắc lắc, lưu lại một từng đạo đỏ tươi bầm đen dấu, càng cắn răng, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn nói lại dám âm ta, cầu cặn bà, ngươi cho lão tử chờ, chuyện này tuyệt đối không để yên. Lão tử nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Tại đây phảng phất ác ma vậy tiếng mắng chửi. Tôn Long trong lòng thân thể mềm mại béo mập khuôn mặt kinh khủng theo, lạnh run, cả người càng đau dữ dội, nhưng lại liên bị đau ra dũng khí cũng không có. Bởi vì nàng rất rõ ràng nếu là mình kêu thành tiếng, Tôn Long chắc chắn sẽ không buông tha hắn, sẽ thống khổ hơn dằn vặt hắn. Leng keng đinh. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Tôn Long lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại là bản thân ngoại công đánh tới. Nhất thời trên mặt thần sắc có chút bối rối, chuyển được điện thoại miễn cưỡng cười nói này, ngoại công, chuyện gì? Người bây giờ ở đâu? Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo khàn giọng, thanh âm già nua, nghe vào người trong lỗ tai có vẻ dị thường uy nghiêm. Ta hiện tại, nghe vậy Tôn Long thần sắc khẽ biến, đang muốn giải thích. Có thể bên đầu điện thoại kia vị kia lại cũng không giống như muốn cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp đem lời của hắn thanh cắt đứt. Lạnh lùng chất vấn ta hỏi ngươi, toàn bộ lão bên kia là chuyện gì xảy ra? Trước không phải là hết thảy đều tốt tốt sao? Vì sao hắn lại đột nhiên đem ngươi trục xuất sư môn? Liên tiếp ba giọng nghi vấn, rốt cục hiện ra bên đầu điện thoại kia vị kia việc này thật không tốt tâm tình. Càng làm cho chúng ta Tôn Long Tôn đại thiếu biệt khuất tới cực điểm. Không phải là, ngoại công, ngươi nghe ta giải thích, chuyện này. Bất quá hắn còn là bài trừ lau một cái khuôn mặt tươi cười. Muốn giải thích. Giải thích, ngươi nghĩ hiện tại có cái gì tốt giải thích, bùn nhão nở không nổi tường gì đó, thật là làm cho người thất vọng, hanh. Thế mà bên đầu điện thoại kia lại truyền đến vị lão nhân kia cực kỳ lãnh đạm thanh âm, hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không có lại tiếp tục nghe Tôn Long nói chuyện ý tứ. Ta đi ngươi ma, lão già kia. Ba, Tôn Long trong lòng nhất thời mọc lên nồng nặc cảm giác nhục nhã cùng với biệt khuất, nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt nhăn nhó tức giận mắng một tiếng, trong tay điện thoại di động bị hắn trọng trọng nện ở trên tường, lên tiếng trả lời mà nát, hóa thành rách nát linh kiện. Hắn biết rõ ông ngoại hắn không ngừng hắn cái này một cái tôn tử, và lại bình thường cũng không coi trọng hắn nữ nhi này sanh ra tôn tử, chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, mình ở đối phương trong lòng địa vị lại thấp như vậy dưới, nói cũng như vậy không nể mặt. Giờ khắc này, hắn đúng mẫu thân mình gia tộc chán ghét vạn phần.
Đồng dạng cũng đúng thân thủ tạo thành hắn hiện tại loại cục diện này Trần Phi, trong lòng tràn đầy căm thù cùng phẫn hận. Lão tử hiện tại không thể trêu vào lão già kia, thế nhưng ngươi. Cầu cặn bà, lão tử nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Tôn Long Viền mắt đỏ bừng nói, thân sắc vặn vẹo, giữ tợn tới cực điểm. Nghĩ đến đây hắn lại vô ý thức, quen đưa tay đi sờ điện thoại di động của hắn, lại đột nhiên theo ngón tay run rẩy, cứng ở tại chỗ, sau đó sắc mặt nhăn nhó nộ mắng lên vãi vãi. Nguyên lai điện thoại di động của hắn đã bị quẳng nát. Mà ở nhìn thấy Tôn Long như vậy tâm tình không ổn định, điên cuồng biểu hiện, trong ngực hắn từ lâu mình đầy thương tích non mềm thân thể mềm mại rốt cục nhịn không được run rẩy, mặt cười cực kỳ tái nhợt nói Tôn thiếu, ngươi. Tôn ngươi sao ít, câm miệng. Ba, nghe vậy Tôn Long trực tiếp một cái tát khác ở trên mặt hắn, không chút nào cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Vâng, vâng, xin lỗi Tôn thiếu, ta câm miệng, xin lỗi. Nhất thời người mặc thật là ít ỏi. Bố sợi vậy nóng bỏng quần áo non nớt thân thể mềm mại bụng mặt lạnh run, vẻ mặt hoảng sợ nói xin lỗi. Song khi Tôn Long nhìn thấy hắn chỉ là miếng vải vậy làm nổi lên dưới nóng bỏng, trắng noản cùng bầm đen dấu đan vào xuân sắc sau, không khỏi đột nhiên tiểu phúc thăng lên đến một tà hỏa, sau đó liền đôi mắt tà đem thân thể mềm mại một thanh kéo qua, hướng đầu của nàng hướng mình hạ thân ấn. Mẹ, tiểu đồ đê tiện, cho lão tử tiết tiết lửa. Như vậy ước chưa tới nửa giờ sau, một đạo mình đầy thương tích bóng hình xinh đẹp lảo đảo nghiêng ngã ly khai căn phòng kia. Lại hơn nửa canh giờ, một thanh niên nhân đi vào. Biểu đệ, người tìm ta. Mà người trẻ tuổi này không là người khác, chính là Tôn Long biểu ca Ngô Tiểu Quân. Ngô Tiểu Quân hôm nay đã có 31-2, cũng không có ở kinh thành trên chính đàn có cái gì kiến thụ, bởi vì hắn sau lưng Ngô gia, cũng chính là Tôn Long phụ thân bên này gia tộc. Hiện nay ở kinh thành vẻn vẹn cũng chính là cái nhị lưu cuối cùng mà thôi, ở chánh quân hai giới lực ảnh hưởng đều rất yếu. Mà bây giờ, Ngô gia lợi hại nhất cũng chính là Tôn Long phụ thân mà thôi, hơn nữa còn là ôm Tôn gia bắp đùi leo lên, tương lai phỏng chừng cũng khó có bay lên không gian. Vì vậy giống như Ngô gia loại này kinh thành nhị lưu cuối cùng thế gia, cũng chỉ có thể ở về buôn bán hiện hiển uy phong. Đến mức làm Ngô gia đời thứ ba tương đối xuất sắc Ngô Tiểu Quân. Năm mới xuất thân ở nước ngoài, những năm gần đây cũng một mực bên ngoài dốc sức làm, vì vậy cũng coi như ở nước ngoài có chút năng lượng, đây cũng là Tôn Long tìm hắn tới được mục đích chỗ. Coi như Tôn Long ở Tôn gia địa vị lại vậy, có thể ở Ngô Tiểu Quân loại này nhị lưu con em thế gia trong mắt, cũng còn là thiên đại nhân vật, tự nhiên không dám chút nào chậm trễ. Biểu ca, ta lần trước nghe ngươi nói nhận thức Italia người trên, có thể tìm bọn họ bỏ tiền làm việc. Lúc này Tôn Long mặt không biểu tình, mặc dù so với trước cái loại này vặn vẹo tư thái bình tĩnh rất nhiều, có thể hắn cái loại này nói làm người ta cực sợ giọng, nhưng vẫn là khiến Ngô Tiểu Quân hơi biến sắc. Biểu đệ, người đây là... Ngô Tiểu Quân trần chờ nói. Biểu ca, ta chỉ muốn biết có được hay không. Thế mà Tôn Long lại trực tiếp đem lời của hắn cắt đứt, giọng nói có chút không nhịn được nói. Đi, ta có thể liên lạc với Italia tinh hồng chi nha. Bọn họ là Italia mạnh nhất tổ chức sát thủ, chỉ phải trả tiền, nhiệm vụ gì cũng dám nhận. Nhất thời Ngô Tiểu Quân cả người một cái giật mình nói. Italia mạnh nhất tổ chức sát thủ. Nghe vậy Tôn Long lại khẽ cau mày nói biểu ca, ta muốn người đối phó không có thể như vậy người thường, là quốc gia chúng ta cổ vũ giả, người nên biết loại người như vậy tồn tại đi. Nếu là vậy sát thủ, căn bản là không có dùng. Người xác định cái này cái gọi là tinh hồng chi nha. Có tư cách đó. Ngược lại không phải là hắn nghe không hiểu Ngô Tiểu Quân nói, mà là hắn nghĩ, cái này cái gọi là tinh hồng chi nha, có đúng hay không có chút thật ngông cuồng. Dù sao đường đường một quốc gia tổ chức sát thủ, loại này danh hiệu, không có thể như vậy đùa giỡn. Biểu đệ ngươi yên tâm đi, ta biết loại người như vậy tồn tại, cũng minh bạch ngươi ý tứ. Thế mà nghe được lời của mình, Ngô Tiểu Quân lại nghiêm túc gật đầu, nói theo ta được biết. Ở trên thế giới này có 5 đại tổ chức sát thủ, Italia tinh hồng chi nha ở trong đó bài đệ tứ. Có người nói bọn họ người khai sáng đều không phải là người bình thường, mà là. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lau một cái mồ hôi lạnh không tự chủ từ cái trán chảy xuống, trong con người hơi toát ra run rẩy nói mà là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ. Nghe vậy nhất thời Tôn Long đôi mắt híp một cái. Lau một cái âm xâm xâm cười nhạt ngay sau đó xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Có vẻ phá lệ vặn vẹo, băng lãnh.
sau cùng Trần Phi vẫn là không có ở kinh thành dừng lại lâu nhiều chơi mấy ngày, mà là ngày thứ hai vừa rạng sáng tự một thân một mình ngồi máy bay ly khai, quay trở về Giang Nam cùng Châu Thị. Một là bởi vì lúc đầu hắn ở kinh thành cũng không sao bằng hữu, tuy nói cùng lão gia tử trò chuyện đến, nhưng nếu là trường kỳ ở lại Hứa gia tứ hợp viện, cũng không miễn sẽ khiến hữu tâm nhân nghi kỵ, gây nên một ít người coi trọng, cái này tự nhiên cũng không phải hắn muốn nhìn thấy. Thứ hai là trong lòng của hắn là chân thực có chút ngạc nhiên, lão gia tử tối hôm qua đối với hắn nói lần nói, đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Nhưng ngay khi hắn tuyển trạch gọi thông sư phụ mình Minh Đạo Xuyên điện thoại lúc, lại ngoài ý muốn phát bây giờ đối với phương điện thoại mạc danh kỳ diệu đóng, thậm chí ngay cả hai ngày sớm, cũng chính là hiện tại đều vẫn còn chưa mở. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy nghi ngờ đồng thời, cũng quyết định trở về Thành Dương huyện lão gia nhìn. Bởi vì hắn quả thực muốn cởi ra nghi ngờ trong lòng. Đến mức Trần Phi loại này quyết định, lão gia tử mặc dù có chút mất hứng, nhưng cuối cùng vẫn không miễn cưỡng, nhượng tiểu tôn tử Hứa Tế tự mình đi sân bay đưa Trần Phi ly khai. Mà rời đi tứ hợp viện trước, Trần Phi hắn cố ý cho Hứa gia tứ hợp viện nhà cũ bố trí một chút, để lại bản thân mới nghiên cứu ra một bộ trận pháp. Hôm nay Hứa gia tứ hợp viện nhà cũ, ở bên ngoài thoạt nhìn như trước phong cách cổ xưa cũ kỹ như lúc ban đầu, nhưng tiến nhập đại môn nội lại sẽ cảm thụ được cùng bên ngoài thoáng vi bất đồng sai biệt. Làm người ta thoải mái khí tức đập vào mặt, ấm áp chiếu người, sẽ làm quanh năm suốt tháng ở bên trong người thụ ích lương đa. Cùng lúc đó, kinh thành Long Hổ Sơn trại an dưỡng. Làm kinh thành lão đồng chí các tu sửa thương dưỡng bệnh đặc thù nơi, ở đây xem như là kinh thành một chỗ cực kỳ đặc thù tồn tại, có tư cách tiến vào trong đó tất cả đều là quân chính hai giới lui xuống đại nhân vật, chân chính cao kiền, vì vậy nơi này là thật không phải chuyện đùa. Chỉ sợ cũng xem như là tầm thường tiên thiên cường giả tới, cũng rất khó tại đây nhấc lên cái gì cuộn sóng, thấy rất mạnh. Mà nơi này kinh thành Long Hổ Sơn trại an dưỡng thập phần đại, diện tích chừng hơn 10 mẫu, bên trong kiến trúc phong cách cổ xưa, tinh xảo, dựa vào bên cạnh nước. Lúc này ta đình đài giả sơn tú lệ cảnh sắc trước, có một vị khô gầy, già nua, run run lão nhân ngồi ở xe lăn. Hắn thoạt nhìn thực sự đã cực kỳ tuổi già. Đỉnh đầu tóc đều đã thưa thớt chỉ có rất ít có thể đếm được mấy cây, năm tháng ở khuôn mặt của hắn trên lưu lại dấu vết thật sâu. Thế nhưng, như vậy già nua, tuổi già lão nhân ra trên mặt lại có vẻ dị thường bình tĩnh, không hề bận tâm, chỉ có cặp kia dường như biển sâu vậy trầm tĩnh hai mắt, tràn ngập một loại nhàn nhạt áp lực, cùng với uy nghiêm. Làm cho không khỏi thúc nhiên khởi kính, hơi câu thúc. Mà vị lão nhân này không là người khác. Chính là kinh thành Trần gia được khen là kình thiên trụ vậy tồn tại. Lão thái gia Trần Hoa Thiên, hôm nay nước Cộng Hòa cây còn lại quả to lão nhân gia một trong. Mà ở bên cạnh hắn bất ngờ còn có một vị khác tuổi già sức yếu lão nhân, quần áo hôi sam, vẻ mặt nếp uốn, ngay cả một đôi mắt cũng là khàn khàn không rõ, chỉ là lơ đãng mặt mày gian chảy lộ ra ngoài khí thế, vẫn còn có thể làm cho lòng người bẩn vừa nhảy, minh bạch vị lão nhân này đồng dạng cũng không đơn giản. Người này không là người khác, chính là từ lão gia tử trong miệng Trần lão đại Trần Bình Chương. Trần Chấn Quân gia gia, đồng thời cũng là lão Trần gia hiện tại gia chủ. Chỉ thấy bọn họ hai vị thoáng sóng vai ngồi, trầm mặc hồi lâu cũng không nói gì, chỉ là bầu không khí hơi có chút chìm. 3. Không biết bao lâu sau, Trần Bình Chương Trần lão gia tử chậm rãi để chén trà trong tay xuống, chậm rãi mở miệng nói tiểu tử kia tựa hồ đã hồi Giang Nam đi. Hắn không ở kinh thành ngây ngô bao lâu. Ừ. Lão thái gia hơi khàn khàn gật đầu, thản nhiên nói người tiểu tôn tử, thế nào? Nghe vậy Trần Bình Chương nao nao, chậm rãi mở miệng nói tựa hồ đã không sao. Theo tiểu tử kia theo như lời, ở nhà tĩnh dưỡng 1-2 năm thì có thể khôi phục lại. Ừ. Trần lão thái gia lần thứ hai hơi gật đầu, vẻ mặt như cây khô vậy nếp uốn nét mặt già nua không hề bận tâm, nhàn nhạt khàn giọng nói người tiểu tôn tử không sai. Rất có năng lực, cũng rất có cốt khí, tương lai nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút, có thể nhận chúng ta lão Trần ra một bộ phận ban. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử khẽ lắc đầu một cái, một đôi khàn khàn con ngươi nhàn nhạt xẹt qua một tia tinh mang, chậm rãi nói trời giáng đại mặc cho ở tư nhân cũng, trước phải khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt. Tiểu Lân có thể có kiếp nạn này, hơn nữa rất đến, tự cũng không tính là chuyện gì xấu. Chỉ là... Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại chậm rãi nói chỉ là hắn hiện tại dù sao còn quá trẻ, không kham nổi đại mặc cho nên vẫn là lại tôi luyện mấy năm đi.
Trấn Quân Ni, hết thảy đều còn thuận lợi sao? Nghe vậy lão thái gia không hề bận tâm gật đầu, lại đột nhiên nói. Hiện nay còn khó mà nói. Trấn Quân muốn đi lên, lão tam nhà tiểu tử kia cũng muốn đi lên bò, coi như chúng ta lão Trần gia gia đại nghiệp đại, mấy vị kia cũng không có khả năng để cho bọn họ lưỡng lần này lên một lượt đi, vì vậy, sẽ phải có điều tuyển trạch đi. Trần lão gia tử mâu quang lóe ra nói. Dù sao kinh thành cũng không phải chỉ có bọn họ một cái lão Trần gia, hơn nữa càng lên cao mặt vị trí, cũng càng ít, càng bị đông đảo người nhìn trộm. Vì vậy lần này kỳ thực đã quyết định, bọn họ lão Trần gia đời thứ 32 đại mãnh hổ Trần Trấn Quân, Trần Trấn Quốc, vô luận là mặt trên hay hoặc là bọn họ lão Trần gia cũng phải ở hai người bọn họ trong làm tuyển trạch. Trấn Quốc hài tử này, rất nghe lời, cũng rất hiểu chuyện, nhiều năm như vậy chẳng bao giờ làm ra nhất kiện nhượng ta mất hứng chuyện mà, năng lực, cái nhìn đại cục cái gì, cũng đều cũng không tệ lắm. Trần lão thái gia lại chuyển hướng nói một người trọng tâm câu chuyện, khàn khàn chậm rãi nói. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử mâu quang lóe lên, chỉ bất quá cũng không tiếp lời. Chỉ là, có thể nhưng vào lúc này, lão thái gia lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển, như có một ít cảm thán vậy rốt cục toát ra ngoại trừ không hề bận tâm ở ngoài, lại những thứ khác loại thứ hai tâm tình. Ai, chỉ là hiện tại ta lại thật hy vọng, hắn năm đó có thể không như vậy nghe ta nói, nhiều kiên trì một chút, cũng liền không ngày hôm nay chuyện như vậy. Phương diện này Trấn Quân quả thực làm được so với hắn rất tốt, thích hợp hơn đảm đương trọng trách. Hắn theo cư nhiên than nhẹ một tiếng, có chút ý chí dã rời nói. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử nao nao, chợt ngược lại cũng lập tức hiểu lão thái gia nói thế ý tứ, khẽ lắc đầu, thản nhiên nói ba, chúng ta đây có muốn hay không, trực tiếp đi đưa hắn cho nhận trở về. Không phải là dễ dàng như vậy. Bất kể là Minh lão đầu hay là tiểu nha đầu kia, đều đối với chúng ta lão Trần gia địch ý quá sâu. Lão thái gia lại lần nữa khôi phục không hề bận tâm vẻ, thản nhiên nói. Có thể tiểu tử kia nói không chừng còn bị chẳng hay biết gì, tựa như Trấn Quốc vậy. Trần Bình Chương Trần lão gia tử tiếp lời nói. Nghe vậy lão thái gia nhìn lướt qua bản thân con lớn nhất, một đôi khàn khàn đôi mắt hơi lấp lánh, thản nhiên nói lão đại a, người thật cho rằng Trấn Quốc tiểu tử kia không biết hắn chuyện của con mà. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử trực tiếp ngây ngẩn cả người, chợt có chút hoạt kê lên. Đúng vậy, chuyện này bọn họ căn bản cũng không có thể phong tỏa, lấy nhà của tiểu tử kia bên trong địa vị, cùng với kinh thành chính đàn chức vị, làm sao có thể không biết. Ai? Có thể nghĩ đến đây hắn lại đột nhiên thở dài một cái, lòng có cảm thán. Trấn Quốc tiểu tử kia, là theo con của hắn Trấn Quân không giống với a. Danh lợi tâm quá nặng, áp đảo tất cả. Tự ở kinh thành Long Hổ Sơn trại an dưỡng, Trần Bình Chương Trần lão gia tử cái này một tiếng thở dài hạ xuống sau, Trần Phi bên kia cũng đã tới tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị sân bay. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, phản hồi Bắc Sơn Thị lúc, lại đột nhiên bắt được lau một cái quen thuộc khí tức, tự ở phi trường nhận điện thoại phòng khách. Hơn nữa khí tức tựa hồ có chút hỗn loạn. Đây không phải là, nhất thời Trần Phi Vi hơi nhíu mày một cái. Cước bộ đã vô ý thức hướng bên kia mãi đi. Sân bay nhận điện thoại phòng khách một cái không để vào mắt đường nhỏ trong, mặc tiếp viên hàng không chế phục Sở Diễm đang cùng một vị ăn mặc gợi cảm thường phục, một bộ điếu đái lưng, như tử quần sóc, trang họa được có điểm đậm rực rỡ nữ hài tử sắc mặt hốt hoảng núp ở góc. Mà đang ở hai người bọn họ trước mặt, chính có mấy người cao lớn thô kệch mặc Âu phục hung hãn nam tử, một đám nhãn thần giang ở hai người bọn họ gợi cảm. Cao gầy thân thể mềm mại trên người đánh giá, nuốt nước bọt. Một người trong đó thoạt nhìn rõ ràng như là dẫn đầu 30-40 tuổi trung niên nam tử, lao khởi tây trang tay áo trên cánh tay phải văn có rất khoa trương hình xăm, một tay lấy ăn mặc đai đeo lưng, như tử quần cụt gợi cảm nữ tử đổ lên trên tường, giọng nói bất thiện hùng hùng hổ hổ nói mẹ, tiểu tiện nhân, còn muốn chạy. Thật là mấy người chúng ta đều là ngồi không, xem không được ngươi. Chưa, nào có. Đao ca ngươi cái này hiểu lầm, có chuyện hảo hảo nói. Mặc đai đeo lưng gợi cảm nữ tử bị đổ lên trên tường, nhất thời mặt cười một trận tái nhợt, nhưng vẫn là hướng về phía hình xăm tây trang nam tử cười theo nói. Có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói thí. Có thể được xưng là đao ca tây trang nam tử lại trực tiếp xúc phạm thô lỗ đem ngôn ngữ thanh cắt đứt, một bên thần sắc không kiên nhẫn ép lên lên, một bên giọng nói lạnh lùng mở miệng nói ít cho lão tử nói nhảm nhiều như vậy. 60 vạn, hiện tại tự cho lão tử trả tiền lại, bằng không đừng trách mấy người chúng ta không khách khí.
tâm tắc, tuy nói khuôn mặt bình thường giờ, thế nhưng vóc người này, mẹ, lớn như vậy. Rất chính a, bên ngoài bây giờ bãi trong tựu thiếu ngươi loại này tiểu đồ đê tiện. Nói, đao kia ca cư nhiên đột nhiên lộ ra một tia đắm đuối cười, đưa tay một thanh sẽ ở đó đai đeo gợi cảm nữ tử lõa lộ gần phân nửa ngực cao vót trên, lấy tay đại lực nhéo nhéo. Ngươi làm gì, buông tay, nhất thời mặc đai đeo gợi cảm nữ tử sắc mặt đỏ lên, thần sắc hốt hoảng lui về phía sau. Mà ở nhìn thấy bản thân hảo bằng hữu Vương Cầm như thế bị người chiếm tiện nghi, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư tuy rằng trong lòng thực sự rất sợ, nhưng vẫn là cắn cắn răng ngọc, tráng khởi lá gan, hướng đạo kia thân mắng này, ngươi làm gì? Mau buông ra A Cầm, nếu không phải đi nói cho bảo an các ngươi vô lễ với A. Phi lễ. Nghe vậy, đao kia ca thần sắc bất tiết nhất cố cười cười, lạnh lùng nói tốt, ngươi sẽ đi ngay bây giờ, tốt nhất có thể đem các ngươi cái này trong phi trường lãnh đạo tìm khắp đến. Mẹ, thiếu tiền không trả còn thành đại gia. Sờ nàng một cái thì thế nào? Lão tử cũng muốn nhìn một chút, chờ các ngươi lãnh đạo tới, bọn họ nói như thế nào? Không muốn, đao ca van cầu ngươi không muốn. Tiểu Diễm, ta không sao mà, nghìn vạn đừng gọi bọn họ tới, coi là ta cầu van ngươi. Nhất thời được xưng là Vương Cầm đai đeo gợi cảm nữ tử kinh hoàng một tiếng, vội vã góp hướng đao ca một bên cúc cung bồi thiếu, một bên cho nhà mình tỉ muội nháy mắt. Rất hiển nhiên, trong lòng nàng hết sức rõ ràng. Bản thân thiếu cho vay nặng lãi còn bị đến tai sân bay chuyện này, nếu là thật bị bọn họ phi trường lãnh đạo đã biết, nhất định sẽ để cho nàng quăng đi tiếp viên hàng không phần này đến không dễ, hơn nữa hắn cực kỳ quý trọng công tác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.